Chào các bạn, rất vui khi được chia sẻ niềm đam mê của mình với các bạn và mong muốn mang đến cho mọi người những phút giây thư giãn và tràn đầy niềm vui. Nếu thấy video thú vị và hữu ích, hãy like, share và đăng ký để ủng hộ kênh của mình. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để kênh phát triển và tạo ra nhiều nội dung tốt hơn trong tương lai. Cảm ơn các bạn. Chương 241, kẻ đến không thiện, làm xa xăm nhẹ nhàng tiếng chuông vang lên lúc lâu mộ yên ngay tại thành trì khách sạn trong sân cùng những người khác uống rượu chuyện phiếm đấu vòng loại đếm ngược bắt đầu lạc ly trong mắt có kích động hưng phấn lâu mộ yên lung lay xuống tay bên trong bạch ngọc chén rượu bên trong chất lỏng màu đỏ trong veo thấy đáy. từ hôm nay trở đi chúng ta muốn dự phòng mục tiêu còn nhiều nước khác tin anh chiến đội không phải là chúng ta rốt cục có thể đi đoạt ngọc bài sao tư nam sau khi uống rượu xong trắng nõn khuôn mặt tuấn tú bên trên nổi lên một vòng đỏ ửng càng lộ ra diễm lệ vô song lâu mộ yên đều không thể không cảm thán tư nam chỉ là nhìn bề ngoài vẫn là rất đẹp mắt khách liên liệt đem trong chén linh tử uống một hơi cạn sạch trước đó chúng ta hẳn là đem một đồng mấy người lưu đến bây giờ chết dạng này liền có thể nhiều mấy cái tử sắc ngọc bài tại tranh tài không gian đếm ngược tiếng chuông gõ vang trước tất cả tử vong kiếm sư thân phận ngọc bài đều sẽ tùy theo vỡ vụn tiêu tán bởi vậy một đồng mấy người ngọc bài tại vài ngày trước liền biến mất người đây chính là điển hình mã hậu pháo Tư Nam nghệ hắn liếc mắt, chúng ta khi nào đi trung tâm thành trì? Dạ Thanh Hàng ngước mắt nhìn xem Lâu Mộ Yên hỏi, Lâu Mộ Yên một cái tay đứng đấy cái cầm, một cái tay lung lay chén rượu, tối nay đi đường ngày mai trực tiếp đi trung tâm thành trì đi. Lúc này cái này từ năm tổ người tạo thành đội ngũ ẩn ẩn đã có lấy Lâu Mộ Yên làm chủ đạo xu thế, cơ bản nàng quyết định tất cả mọi người sẽ không phản đối. Tư Nam, nghe nói người tin tức luôn luôn đều rất linh thông. Lâu Mộ Yên lười biến mở miệng hỏi. Tư Nam gặp nàng nửa hiếp con ngươi, miễn cưỡng đem thân thể chạy tại trên bàn đá, mang theo một cổ nói không nên lời phong tình, con ngươi đi lòng vòng, tao bao cười nói, tiểu mỹ nhân quả nhiên hiểu ta, lâu mộ yên lường hắn một cái, tìm hiểu tử sắc, màu cam, màu xanh ngọc bài sự tình liền giao cho ngươi, ngươi nhìn những cái kia đội ngũ làm việc tàn nhẫn hung tàn, chúng ta liền hướng những cái kia đội ngũ xuống tay. Vòng thứ hai tranh tài chính là đoạt thân phận Ngọc Bài làm chủ, tử sắc Ngọc Bài phải có 10 cái, màu cam ngọc bài 30 miếng, màu xanh ngọc bài 50 miếng, cái khác nhan sắc ngọc bài ít nhất phải cướp được trăm viên mới có thể tiếp tục tấn cấp, tại đấu vòng loại đếm ngược công chính hứa tranh đoạt ngọc bài, chắc hẳn này 10 ngày khắp nơi đều có thể nhìn thấy quần ẩu người, không có vấn đề, cái này liền giao cho ta đi. Tư Nam đối lâu mộ yên ném một cái mị hoặc 10 phần mị nhãn, lâu mộ yên rung lên, nổi da gà rơi đầy đất, lạnh lạnh lên tiếng, lớn tao bao, tư Nam một nghẹn, Lâu mộ yên thật không phải cái bình thường nữ nhân. Nếu là dĩ vãng hắn tùy ý đối đế đô những cái kia thế gia thiên tài nữ kiếm sư nhóm toát ra loại này tà mị hoàng mỹ nụ cười, còn không dẫn tới một đám thiếu nữ điên cuồng. Chẳng qua cũng chính là bởi vì nàng đặc biệt, chính mình mới đối nàng cảm thấy hứng thú không phải. Lạc ly cùng hách liên liệt cũng nhịn không được đối tư nam ném đi một cái ánh mắt khinh bỉ, đáng đời. Dạ thanh hàng đẹp mắt môi mỏng câu lên một cái có chút độ công, lâu mộ yên cũng không thích tư nam này chủng loại hình nam nhân. Khi sắc trời tối xuống lúc, Lâu Mộ Yên một đoàn người ra khách sạn hướng phía trung tâm thành trì phương hướng tiến đến, bọn hắn mới ra thành, hơn 10 tinh anh chiến đội lập tức theo đuôi phía sau, Lâu Mộ Yên bọn người làm như không thấy, gần đây mấy ngày nay bọn hắn mỗi lần ban đêm đi săn đều sẽ đi theo quốc gia khác tinh anh chiến đội, mà lại đội ngũ số lượng không ngừng gia tăng, kể từ khi biết Lâu Mộ Yên có thể sử dụng trận pháp đối phó cỡ trung thú triều sau không ít người đều động tâm tư thêm nữa chỉ cần thanh toán chém vết yêu thú 2 phần 3 yêu thú tinh hạch liền có thể tiến hỏa trận bên trong vết yêu thú kiếm lấy điểm tích lũy, bởi vậy tất cả mọi người không hẹn mà cùng đi theo đám bọn hắn hành động, lâu mộ yên cũng không phản đối, nàng mấy cái yêu thú đều 10 phần bắt bẻ, hiện tại chỉ ăn lục giai yêu thú tinh hạch luyện hóa, so với nàng còn bại gia, tinh hạch nàng có vẻ như mãi mãi cũng thiếu. Lại nói các nàng như một mực ăn một mình tất nhiên sẽ khiến không ít đại quốc tinh anh chiến đội liên hợp phản kích, nếu là để lọc điểm canh thịt cho bọn hắn uống một chút, đến lúc đó không nói muốn kết minh, nhưng ít ra sẽ không gia nhập vào chinh phạt bọn hắn trong đại quân. Đêm hôm ấy lại cùng Dĩ vãng có chút khác biệt, khác biệt chiến đội kiếm sư lẫn nhau phòng bị, rất sợ ai đột nhiên ra tới cướp đoạt ngọc bài, cũng còn tốt lâu mộ yên trước đó bắt chuyện qua, muốn đi theo các nàng ban đêm đi săn kiếm tiền điểm tích lũy đều phải tuân thủ quy tắc, không cho phép lẫn nhau chém giết, mới ngăn chặn không ít người tiểu tâm tư màn đêm buông xuống tại mặt diễm chỉ dẫn hạ các nàng lại diệt năm làng sóng thú triều, tại ngày thứ hai ngày mới sáng lúc đến trung tâm thành trì, trung tâm thành trì hùng tráng nguy nga, còn tại nơi xa liền có thể cảm nhận được một loại để người trang nghiêm xa xăm khí tức, thành trì chi đại khái có thể dung nạp hơn vạn người, đường đi phồn hoa rộn ràng, trung tâm thành trì khách sạn so cái khác tị nạn thành trì nhiều mấy nhà, bọn hắn vẫn là đi lớn nhất một nhà, nơi đó có đối siêu cường quốc tinh anh chiến đội dự lưu biệt viện. Vô lượng là ở đâu bên trong đều sẽ làm đặc thù, chỉ có thực lực cường hãn khả năng biến thành hưởng thụ một phương. Lâu Mộ Yên, chúng ta buổi tối hôm nay còn ra khỏi thành đi săn sao? Tại muốn về phòng lúc, Lạc Ly gọi lại Lâu Mộ Yên hỏi, những người khác cũng nhao nhao đem ánh mắt ném đến trên người nàng, nhìn nàng làm sao quyết định, tối nay không đi, chúng ta thật tốt khôi phục chiến lực, ngày mai đi tham gia quần chiến đi. Lâu Mộ Yên vứt xuống một câu liền vào phòng, những người khác hai mặt nhìn nhau ngày mai thật sẽ có quần chiến. Tốt hưng phấn có hay không, năm tổ người cùng lâu mộ yên tiếp xúc thời gian dài đều bị tính tình của nàng lây nhiễm, có thích kích động khuynh hướng, cho nên kết nối xuống tới ngọc bài cướp đoạt đầu nhập vào cực lớn nhiệt tình, ngươi không có cảm nhận được trước đó đường phố đối diện kia ẩn nấp lấy u oán ánh mắt. Sau khi vào phòng, mặt diễm từ lâu mộ yên trên vai nhảy đến trên giường duỗi lưng một cái nói. Lâu mộ yên nhìn xem lúc đầu ổn trọng cao quý mặt diễm hiện tại bộ này tùy ý lười biến đức hạnh, bên môi nhịn không được tràn ra một nụ cười, sâu như vậy oán hận ta làm sao có thể không cảm giác được, ngày mai không bằng trước hết đoạt các nàng ngọc bài. Mặt diễm tìm cái mềm mại vị trí nằm sắp đề nghị, lâu mộ yên không cao hứng nhìn hắn một cái, dạng này quá tiện nghi nàng, ta nói qua muốn để nàng nếm thử leo lên đám mây rớt xuống nửa tư vị. Các nàng vừa rồi vào ở khách sạn trước đó từ một đầu trong ngõ nhỏ mịt mờ quăng tới một đạo mang theo sát ý ánh mắt quán độc, Lâu mộ yên dù là tinh thần lực còn không có khôi phục, không cần nhìn cũng biết kia là Tiết Linh Nhi. Trước đó nàng để Tiết Linh Nhi mất hết mặt mũi không có giết nàng, cũng không phải là không dám hoặc là không hạ thủ được, hoàn toàn chính là vì tương lai mang theo trong lòng cùng một chỗ tàn phá nàng, không phải cứ như vậy đùa chơi chết rất không ý tứ. Mặt diễm ngẩng đầu phồng tinh trong con ngươi nhiều vài tia hào quang lưu động, ai chọc tới nữ nhân này ai không may, băng kích bị lâu mộ yên bên môi kia bôi ý cười thấy rung lên một cái, chủ nhân chỉ cần như vậy cười nhất định có người muốn không may. Ăn thịt người huyết thứ dây leo vương rụt rụt chủ thân cành, trong lòng âm thầm may mắn còn tốt lúc ấy hắn bỏ gian tà theo chính nghĩa sớm, không phải còn không chỉ định bị tiểu chủ nhân làm sao thu thập đâu. Chỉ có diễu diễu hung hăng thân mật cọ lấy lâu mộ yên thủ đoạn, biểu thị chủ nhân làm hết thảy đều là đúng. Lâu mộ yên tự nhiên cũng phát hiện mấy cái linh sủng ánh mắt, nàng bật cười lắc đầu, nhưng trong lòng rất vui vẻ. Đêm đó bọn hắn không có hành động, sáng sớm hôm sau lâu mộ yên liền đem tất cả mọi người kêu ra khỏi thành mọi người đối với mình điểm tích lũy xếp hạng cơ bản đều rất hài lòng chỉ dùng bảo trụ thứ tự tốt là được trước mắt chuyện trọng yếu hơn là tranh đoạt ngọc bài khi bọn hắn đi đến xa xa một tòa thâm sơn chuẩn bị một bên đi săn kiếm điểm tích lũy một bên tìm kiếm quốc gia khác kiếm sư đoạt điểm ngọc bài lúc bị một đoàn đột nhiên xuất hiện kết minh nhân mã bao quanh ngăn chặn đường đi những người này trên mặt cơ bản đều viết bốn chữ ý đồ đến không tốt chương 242, xương cốt trận, đột nhiên từ trong núi bốn phương tám hướng không ngừng thoát ra bóng người, lẻ loi tổng tổng ước chừng có gần trăm người nhiều. Lâu mộ yên lướt qua người tới tu vi, phần lớn đều là kiếm hoàng trung cao giai dẫn đầu mấy người là kiếm hoàng đỉnh phong, một người trong đó là người quen biết cũ, cơ ngọc, cơ ngọc, người cái này chó nhà có tan lần này chiến trận làm cho cũng không nhỏ, đây là muốn làm gì? Tư nam tao bao mở ra quạt xếp cười tiến lên một bước, tùy ý lướt qua một đám dẫn đầu người cơ ngọc nhất là thấy không quen tư nam cái này người miệng độc tâm đen chuyên môn hướng phía người khác chỗ đau xuống tay tư nam không muốn gây chuyện liền mang theo ngươi người đi trước cơ ngọc trong lòng vẫn là vô cùng kiên kỵ cái này tao bao nam hắn ra được tư nam bình thường không yêu xen vào chuyện bao đồng mới nghĩ trước đem người lấy đi chờ trừ bỏ lâu mộ yên bọn người sau tại đối phó tư nam tư nam đương nhiên biết cơ ngọc dụng tâm đừng nói hắn hiện tại đối lâu mộ yên cảm thấy hứng thú liền xem như không có hứng thú bằng vào cầu nàng đi giải độc điểm ấy hắn liền không thể bỏ mặt không quan tâm. Cơ ngọc, ngươi không phải con mắt mù đi. Thấy cơ ngọc mặt đen, tư nam trong lòng thư thái, rõ ràng là ngươi mang theo người tới tìm chúng ta gốc rạ, còn muốn bị cắn ngược lại một cái hay sao? Cơ ngọc mình tư nam miệng lại độc lại lợi hại, hắn không cùng hắn cãi lại, mặt âm trầm đối lâu mộ yên một đám người nói, đem các ngươi trên người ngọc bài giao ra, không phải chỉ có một con đường chết bên cạnh hắn mấy người đều giống như cười mà không phải cười nhìn xem lâu mộ yên lần này tới cướp đoạt ngọc bài còn có cái trọng yếu nguyên nhân chính là muốn đem nữ nhân này trên người bảo bối cũng đoạt đi nghe nói trên người nàng có không ít tam phẩm đang dược đặc biệt là cái kia thanh màu vàng thánh khí tức thì bị truyền đi vô cùng kỳ diệu chẳng những có thể chia vô số phi kiếm biến ảo thành kiếm trận còn có thế thôn vệ pháp khí bọn hắn mặc dù không phải tin hoàn toàn nhưng cũng ngăn không được trong lòng tham lam khát vọng như cái kia thanh thánh khí thật cái này có thần kỳ cầm tại lâu mộ yên cái này tiểu quốc kiếm sư trên thân thật sự là lãng phí phốc cơ ngọc đầu của ngươi bị cửa kẹp ở đi lạc ly ôm lấy mánh khóe bên trong mang theo vài phần miệt thị các ngươi người mặc dù nhiều ra chúng ta nhiều gấp đôi nhưng ngươi cho rằng chỉ bằng đám người ô hợp này có thể để cho chúng ta giao ra thân phận ngọc bài cơ ngọc trong mắt hiện ra mấy phần sát ý cái này lạc ly quá ghét đã các ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt khi chết cũng đừng trách chúng ta. Hắn đã dám giật dây cái khác đại quốc Trung Quốc đội ngũ đến chặn giết lạc ly bọn người tự nhiên là có chuẩn bị. Lâu mộ yên thấy cơ ngọc cùng cái khác người đầu lĩnh một mặt tình thế bắt buộc dáng vẻ nhíu nhíu mày lại. Những người này nhất định là làm cái gì chuẩn bị. Như nàng suy nghĩ, cơ ngọc mấy tên đầu lĩnh đột nhiên lui ra phía sau mấy bước. Bên cạnh hắn một người xuyên áo đen che mặt nữ tử trong tay thêm ra một cái trận phiên. Tế! nữ tử thanh âm khàn khàn ám trầm nghe vào giống như là đã qua tuổi già trong tay nàng trận phiên tùy theo hóa thành một đạo đen cung lăng không bay lên cờ đen dần dần triển khai một cổ âm phong từ trong mặt truyền đến tiếp lấy nàng đánh mấy đạo pháp ấn tại cái kia màu đen trận phiên bên trên thoáng chốc trận phiên lóe ra hắc mang một cổ âm phong nương theo lấy thê lương tiếng khóc đem toàn bộ rừng cây vây lại mùi máu tươi từ bốn phương tám hướng bắt đầu lan tràn từng tầng từng tầng tinh hồng sương mù cũng từ trận phiên bên trong phát ra cùng huyết tinh hỏi hỗn hợp lên, để không ít người quá sợ hãi, đây là cái gì tà thuật? Hách liên liệt sắc mặt cẩn thận hỏi, lâu mộ yên ánh mắt lộ ra mấy phần vẻ mặt ngưng trọng, chúng ta nơi này đã bị bọn hắn bày ra trận pháp, trận pháp gì? Ta nhìn trận kia cờ thật là tà môn. Tư Nam lui ra phía sau một bước, luôn cảm thấy trên không trận kia cờ bên trong âm khí cùng mùi máu tươi quá nặng, để hắn có loại cảm giác không thoải mái, không chỉ chỉ hắn có loại cảm giác này, ở đây trừ cơ ngọc một phương người đều sinh ra một loại chán ghét mà vứt bỏ cảm giác, trong lòng cảm giác buồn bực một chút xíu bị câu ra tới, phốt, phốt. Không ngừng có loại này không hiểu thanh âm vang lên, đột nhiên, từng cái màu xám trắng hài cốt từ dưới đất chui ra, một chút xíu lộ ra thân hình, cuối cùng biến thành từng cổ khung xương, mang theo âm sát chi khí hướng phía lâu mộ yên bọn người đờ đẫn đi tới, thật đúng là xương cốt trận. Lâu mộ yên bên môi hiện lạnh phun ra một câu xương cốt trận. Người biết trận pháp này sao? Hách liên liệt cảm nhận được bốn phía không ngừng xuất hiện tử thi khung xương khí tức đều không kém. Xương cốt trận còn gọi là lửa nghiệt trận, là hàng thuật bên trong một loại tà môn âm hiểm trận pháp. Lâu mộ yên dừng một chút nói tiếp, bố trí trận pháp trận pháp sư trước đem phần lớn người ném tới dược dịch bên trong ngâm, sau đó cho dược dịch làm nóng, đem người sống luộc chết, sau đó lợi dụng người chết hài cốt đem nó mang theo âm sát oán khí hồn phách phụ thuộc trên đó, cuối cùng thu nạp tiến vào trận cờ tạo thành trận pháp, dùng thi khí nuôi. Những cái kia bị giết chết người linh hồn cùng trận pháp sư thu thập quán khí 10 phần linh hồn biến thành trận phiên chất dinh dưỡng, xương cốt trận vừa mở, những cái kia bị nuôi ra tới hài cốt liền sẽ toát ra hình thành trận pháp công kích nguyên, sẽ Phật gia công pháp người dùng ẩn chứa nguyên lực thanh âm niệm siêu độ kinh văn, những người khác bảo vệ cẩn thận thức hải bên trong linh đài, trong trận pháp huyết tinh xương đỏ có để người sinh ra huyễn tượng tác dụng. Lâu mộ yên sau khi nói xong quay đầu đối lăng phi dương nói, biểu ca, xua tan u ám chi vật kinh pháp ngươi biết sao, hội. Lăng phi dương gật gật đầu, biểu muội yên tâm đi, ta sẽ hỗ trợ thủ hộ mọi người linh đài, tư nam, hách liên liệt, lạc ly, lạc dịp các ngươi bốn người phân biệt đi chấn, khảm, cấn, đổi bốn cái phương vị trấn giữ, không muốn bỏ vào một con hài cốt tiến đến, lâu mộ yên lại quay đầu đối cái khác người nói, các ngươi đem linh thức cùng tinh thần lực phong bế, chia tổ bốn đi giúp bốn người bọn họ chém giết hài cốt, ghi nhớ muốn chém đứt đi đứng, nàng không nghĩ tới cơ ngọc vậy mà có thế mời đến bố trí tà trận trận pháp tạo nghệ cao như thế người đến đây, chẳng qua cũng còn tốt tu vi của đối phương chỉ là kiếm hoàng sơ giai, trận phiên còn chưa thăng cấp, nếu không hôm nay muốn phá trận liền phiền phức, nàng vương tay không ngừng thay đổi thủ thế, từng đạo xanh ngọc phù văn từ trong lòng bàn tay nàng nhảy ra hình thành một đầu phù mang quanh quẩn tại bên người nàng lưu chuyển, lâu mộ yên, ngươi muốn làm gì? Lạc Ly nhếch môi hỏi, ánh mắt lộ ra mấy phần lo lắng. Dạng này trận pháp cho bọn hắn một loại mười phần cảm giác quỷ dị, muốn đối phó lên sợ là không dễ. Lâu Mộ Yên vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười yếu ớt nói: Ta đi phá trận, yên tâm đi Mèo Rừng Nhỏ. Lạc Ly gật gật đầu cũng không còn so đo nàng gọi hắn Mèo Rừng Nhỏ, kỳ thật từ đáy lòng hắn vẫn là thích cái này biệt danh. Ngươi phải cẩn thận. Ừm. Lạc Ly gặp nàng một thân tự tin hào quang, cúi đầu cười cười quay người hướng phía cấn phương mà đi, huy kiếm liền bắt đầu chém giết lên không ngừng toát ra tụ tập hài cốt. Lăng Phi Dương ngồi xếp bằng, đem trên cổ tay này chuỗi lâu mộ yên tặng Phật Châu đi tới, không ngừng chuyển động, từng đoạn phức tạp tối nghĩa kinh văn từ trong miệng hắn mà ra, từng vòng từng vòng cực kỳ nhạt kim quang từ trong thân thể của hắn lan tràn ra, những nơi đi qua những cái kia máu tanh sương đỏ giống như là gặp được cái gì khắc tinh một loại nhau nhau lui tán, trong núi rừng thê lương tiếng khóc càng ngày càng vang, hình thành một loại kiềm chế quỷ dị bầu không khí, trúng liền tâm trong thành bảo ngồi lục đại tông phái trưởng lão tất cả mọi người trên mặt vẻ nghiêm túc, chương 243, phá trận, theo lương thúc thiết từng tiếng từ xa mà đến gần, không ít tâm tư tính bất ổn kiếm sư trong đầu cũng bắt đầu xuất hiện huyễn tượng, lăng phi dương sắc mặt trầm xuống, tay thật chặt hoạt động lên Phật Châu, trong miệng không ngừng đọc lấy một đoạn khó chắc chắc kinh văn, từng vòng từng vòng màu vàng kim nhạc phù chú từ kinh văn bên trong diễn hóa mà sinh, dần dần đem trong trận pháp người vây quanh, những cái kia tiếng khóc chậm rãi đoạn tuyệt bên tai. Trong trận đội ngũ ý chí lực yếu kém mấy người con mắt tinh hồng, cầm kiếm một trận chém lung tung, làm kia một mực quấn quanh ở bên tai thanh âm biến mất về sau, trước mắt thi hải huyết sơn huyễn tượng mới cùng theo biến mất, trong mắt bọn họ tinh hồng dần dần rút đi, trong đầu khôi phục thanh minh một trận hoảng sợ, bị kia ma âm ảnh hưởng người đều nhanh ngồi vào bên cạnh ta tới. Lăng Phi Dương nhẹ giọng mở miệng có mấy người cảm giác đau đầu muốn nứt sắp chống lại không ở kia ma âm xâm nhập thức hải người nhanh chóng ngồi vào bên cạnh hắn, nghe từng đoạn an nhân nội tâm kinh văn từ trong miệng hắn thoát ly, trong lòng ngực kia cổ không hiểu muốn giết người điên cùng cảm giác buồn bực cũng dần dần biến mất, lâu mộ yên bên môi dơ lên một cái đường cong, hắn biểu ca tại Phật Pháp bên trên tu luyện quả nhiên vô cùng có thiên phú, dạng này nàng cũng có thể an tâm đi phá trận, trung tâm trong thành bảo, đó là cái gì trận Pháp? Ta nhìn đều tà môn kiếm tông trưởng lão nhíu mày, bọn hắn tu luyện kiếm pháp lấy chính khí làm chủ, dạng này tà môn trận pháp là bọn hắn rất chán ghét, tên kia tráng kiện bác cực tông trưởng lão mặt bên trên cũng không có gặp được hạt giống tốt yêu thích thần sắc, trả lời, xương quốc trận, chính là lâu tiểu nữ qua nói, tên kia bày trận nữ tử là quốc gia kia người. Thiên cơ cung tên kia cơ trí trưởng lão áo trắng đối sau lưng một người hỏi, hội trưởng lão, căn cứ tư liệu của chúng ta đoạt được, Tên kia che mặt nữ tử áo đen là Đen Vũ Quốc kiếm sư, nàng là Đen Vũ Quốc quốc sư hậu nhân. Người kia cung kính hồi bẩm, Dược Tông nho nhã nam tử ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy phía trước cái bàn, mắt sắc không rõ. Đen Vũ quốc phu thuật thịnh hành, lấy cổ độc nghe tiếng, nữ tử này là quốc sư hậu nhân dùng loại này tà môn trận pháp ngược lại là tình có thể hiểu. Chẳng qua bọn hắn Dược Tông là sẽ không cần loại đệ tử này, hắn cũng không thích tà môn cổ độc thuật hạo nhạc tông trưởng lão trong mắt ngược lại là lộ ra bôi hứng thú chi sắc, bọn hắn tông môn trừ luyện thể thuật bên ngoài, đối quỷ tu cùng tà tu thuật pháp cũng có một cái nhỏ phân viện kiếm sư tại tu tập, phong lão đầu, nữ tử kia tại trận pháp tạo nghệ bên trên cũng không kém lâu tiểu nha đầu bao nhiêu, ngươi không bằng lắc lư trở về giao nộp đi. Ngự linh tông trưởng lão nhìn xem bác cực tông tráng kiện lão giả cười nói, bác cực tông trưởng lão hừ lạnh một tiếng, bản tông mặc dù là nghiên cứu trận pháp đại tông phái, nhưng lại xưa nay không đồ sát người vô tội dùng để luyện chế trận phiên đệ tử như vậy nhưng không dám nhận nữ tử này thiên phú coi như so lâu mộ yên cao hơn rất nhiều hắn cũng là sẽ không cần xem xét chính là tâm thuật bất chính hạng người luyện hóa nhiều như vậy oán linh tâm tư sát thực ác độc chút kiếm tông trưởng lão tùy theo mở miệng cũng không biết lâu tiểu nha đầu có thể hay không ứng phó đừng tổn lạc tại trận pháp này bên trong mới là đáng tiếc dược tông trưởng lão thở dài Trận pháp này bọn hắn nhìn xem đều tà môn vô cùng, muốn phá trận sợ là khó. Bác cực tông trưởng lão mặt bên trên khó được lộ ra bôi thần sắc lo lắng, tiếp tục xem tiếp đi, ta vẫn là càng xem trọng lâu tiểu nha đầu. Phía sau bọn họ tuấn mỹ không tư áo trắng khuynh thành nam tử hẹp dài mắt phượng có chút hiếp hiếp, nếu là nhìn kỹ liền có thể phát hiện hắn đáy mắt ẩn lấy một tầng lo lắng cùng lệ khí. Hắn tin tưởng hắn vợ con nữ nhân năng lực, nếu người nào dám uy hiếp tính mạng của nàng, hắn liền diệt ai toàn tộc trong trận pháp kia một đầu xanh ngọc phù văn càng ngày càng dài từng vòng từng vòng quanh quẩn tại lâu mộ yên bên người nàng đưa tay bấm đốt ngón tay một phen từ trong những không gian lấy ra mấy khỏa uẩn dưỡng qua trắng loãng ngọc thạch hai ngón tay ở phía trên điểm một cái đi trắng loãng ngọc thạch từng khỏa nhìn về phía bốn phương bảy cái phương vị tùy theo quanh quẩn tại bên người nàng ngọc phù cũng hóa thành tám đạo vệt sáng tiến vào ngọc thạch bên trong vẫn đứng ở hậu phương quan sát chiến cuộc áo đen nữ tử che mặt lông mày không tự chủ nhíu lại thanh âm vẫn như cũ khàn khàn vô cùng, cái kia trẻ tuổi nữ tử biết trận pháp, ân, nàng chẳng những sẽ, trận pháp tạo nghệ còn rất mạnh, so với nặc á cô nương đến cũng không chút nào hoàn nhiều để. Cơ ngọc cười nhạt trả lời, hắn biết mình càng là tán dương lâu mộ yên, nặc á trong lòng liền sẽ càng không thoải mái, quả nhiên, nặc á mày nhíu lại càng sâu, chỉ bằng nàng cũng xứng. Tại trong mắt chúng ta nặc á cô nương tự nhiên là muốn mạnh hơn nàng gấp trăm lần. Cơ Ngọc Phụ Họa nói trong lòng lại xem thường, nặc á tà thuật trận pháp là lợi hại nhưng là muốn vây khốn Tư Nam cùng Lạc Diệp vẫn rất có khó khăn, hai người kia thực lực sâu không lường được, liền hắn cũng không nguyện ý cùng nó chính diện giao phong, từng cổ khô lâu từ dưới đất bò lên, miệng bên trong phát ra răng rắc thanh âm, giết không hết, để da đầu rung lên, Lạc Diệp bốn người tại bốn phương tám hướng chống cự chém giết khô lâu đại quân nhưng đối mặt chém vỡ lại từ dưới đất toát ra mới khô lâu đến sự thật vẫn là cảm thấy có chút dần dần lực bất tòng tâm, dạng này một mực giết tiếp lúc nào mới là cái đầu, bọn hắn chỉ chờ mong lâu mộ yên có thế sớm ngày đem trận pháp phá giải, lâu mộ yên ngẩng đầu thấy lăng không màu đen trận phiên không ngừng lóe u quan, một cổ huyết tinh oán khí từ bên trong chui ra tẩm bổ duy trì lấy khô lâu đại quân công kích, trong nội tâm nàng trầm tư, trên tay kết ấn tốc độ tuyệt không giảm bớt, đến lúc cuối cùng một cái pháp ấn kết thành thời điểm trong miệng nàng niệm lên một đoạn siêu độ vong linh, đại quan minh chú, khó chắc chắc chú ngữ từ trong miệng nàng đổ xuống mà ra, bảy cái phương vị mua ngọc thạch lóe khác biệt tia sáng một chút xíu hướng phía bốn phía khuếch tán, tia sáng bên ngoài phía trên còn có một đầu xanh ngọc phù mang quanh quẩn, bảy loại nhan sắc dần dần giao hội hình thành từng vòng từng vòng thất thải hào quang phối hợp với lâu mộ yên chú ngữ một chút xíu từ trung tâm trận pháp mở rộng, chỗ đến trong trận pháp huyết tinh xương đỏ nhau nhau chôn vùi tại thất thải quang trong vòng động tác trên tay của nàng cũng không có dừng lại không ngừng khoa tay lấy kết ấn tư thế từng đạo hư không linh phù lăng không mà lên từ bốn phương tám hướng tràn ra áp vào chung quanh trên đại thụ sau biến mất biến mất phá 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 tiếp lấy nàng liên tục nói ba cái phá chữ chỉ thấy thất thải hào quang bỗng nhiên biến lớn kéo dài tới tốc độ tăng tốc rất nhiều làm thất thải quang vòng mở rộng tiếp cận đến dưới đất bốc lên đến khô lâu đại quân lúc từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng vang lên, đều là từ khô lâu bên trong mà phát, theo thất thải quan vòng kéo dài tới, bị bao phủ trong đó khô lâu đại quân nháy mắt đình chỉ động tác, từng vòng từng vòng thất thải quang mang đem nó bọc lại, ông A được giác hơi lỗ vừa kia mã ham phải lạp. Lâu mộ yên trong miệng đại quang minh kinh độc tốc độ tăng tốc mấy lần, thất thải quan vòng lại sáng mấy phần, tiếp lấy nàng hai tay hai trưởng hợp lại cùng nhau, hít sâu một hơi, lấy ra một viên chỉ có chỉ mẫu lớn nhỏ mượt mà màu vàng tảng đá đối phía trên phun ra một hơi tinh khí phá lại là một tiếng nhẹ a à, phốt. đột nhiên từ chung quanh đại thụ bên trong bắn ra vô số đạo trùng sáng bảy màu đem khô lâu đại quân toàn bộ nuốt hết theo lương bi thương thanh âm dần dần biến mất từng sợi khói xanh từ khô lâu đỉnh đầu chỗ toát ra hướng phía phạn âm thất thải hào quang phương hướng chạy tới siêu độ phá pháp trận trung tâm tòa thành tên kia tráng kiện lão giả vỗ đùi cười lớn một tiếng, tốt. Nha đầu này quả nhiên có thế phá trận, cái này phá trận chi pháp thật sự là tuyệt, chương 244, không phải bằng hữu chính là kình địch. Lâu mộ yên phá trận thất thải quan vòng một chút xíu đem trong trận pháp kêu gọi mà ra khô lâu đại quân toàn bộ chôn vùi, ngưng, tên kia đứng tại ngoài trận áo đen nữ tử che mặt ánh mắt một lăng. Đối không trung trận phiên đánh vào một đạo nguyên lực Lâu mộ yên thấy thế cũng không yếu thế Một đạo hắc quan từ nàng ống tay áo biểu ra tại đối phương trận phiên trước mặt dừng lại một mặt màu đen trận kỳ hiển lộ ra thân ảnh chậm rãi triển khai đồng dạng là màu đen chỉ là áo đen mạng che mặt nữ tử trận phiên bên trên tán phát lấy đều là huyết tinh âm sát chi khí lâu mộ yên màu đen trận kỳ lại tản ra một loại nhu hòa để người yên ổn khí tức một chính một tà gặp nhau tự nhiên là muốn so đấu một phen vết áo đen mạng che mặt nữ tử bình tĩnh lạnh lùng trong mắt lần thứ nhất lộ ra kiên kỵ thần sắc nàng không ngừng ngưng kết pháp ấn đánh vào trận phiên bên trong, một tia màu đen nguyên lực từ trong cơ thể nàng chui ra duy trì trận phiên thi pháp, vậy mà là ám thuộc tính nguyên lực. Lâu mộ yên nói nhỏ một câu, hiếp hiếp con ngươi, lập tức động tác thật nhanh ngưng kết pháp ấn, từng đạo mang theo nồng đậm nguyên lực xanh ngọc phù ấn từ trong cơ thể nàng tràn ra không vào trận bên trong, nguyên tố pháp tắc bên trong trừ kim một thủy hỏa thổ bên ngoài, còn có gió, băng, lôi, hắc ám, hết thảy chính hệ trong đó kim một thủy hỏa thổ là thường thấy nhất lôi thuộc tính cùng hắc ám thuộc tính chẳng những hiếm thấy mà lại thần bí có được dạng này thuộc tính người cơ bản đều trở thành một phương cường giả cũng là các thế lực lớn tranh nhau cướp đoạt lôi kéo đối tượng trung tâm trong thành bảo lục đại tông môn trưởng lão thấy áo đen nữ tử che mặt sử xuất hắc ám nguyên lực thuộc tính trong mắt đều lộ ra kinh ngạc đều có đâm chiêu hạo nhạc tông trưởng lão đáy mắt tinh quang càng sâu lâu mộ yên thân thể xác thực cường hãn nhưng nàng tại cái khác phương diện thiên phú càng mạnh đến lúc đó bọn hắn hạo nhạc tông sợ là khó đem nó thu làm môn hạ nhưng nữ tử áo đen lại khác cái khác ngũ đại tông môn đều không thích tà tu cùng tà thuật mà hạo nhạc tông lại có một cái phân viện chuyên môn bồi dưỡng những cái này năng nhân dị sĩ nữ tử áo đen nếu là không có gặp được lâu mộ yên trận pháp này thiên phú cực mạnh người đấu pháp hôm nay sợ là có thể đem trong trận kiếm sư một mẻ hốt gọn dạng này kiếm sư liền xem như tà tu bọn hắn hạo nhạc tông cũng phải tâm thuật bất chính đến tông phái về sau cũng có thể để nó đổi mới, thật tốt trọng điểm bồi dưỡng thành tựu tương lai chưa chắc sẽ kém qua lâu mộ yên. Đương nhiên, lâu mộ yên bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua, vẫn là sẽ theo thường lệ mở ra điều kiện dụ nàng nhập môn. Lâu mộ yên trận kỳ bên trên một đầu xanh ngọc phù văn quấn quanh, tia sáng che lại hắc quan đại thịnh trận phiên. Thế giới này có hắc ám nguyên lực thuộc tính nhưng không có quang minh nguyên lực thuộc tính, nhưng là cũng chưa chắc không có đối phó biện pháp, Phật gia cao thâm công pháp chính là hắc ám thuộc tính thuật pháp khắc tinh. Lâu mộ yên tại tu tiên giới kẹt tại hợp thể tu vi bình cảnh thường có đoạn thời gian 10 phần gắt gỏng. Một vị cùng thành phi thăng tu sĩ đề điểm nàng đi tu luyện Phật Pháp trấn an nội tâm. Nàng liền đi linh giới thế lực tối cường một trong Phật hải sườn núi thỉnh giáo. Không nghĩ tới Phật hải sườn núi trưởng giáo là nàng đã từng động thủ cứu qua một người tu sĩ. Nhìn thấy là nàng thỉnh giáo, liền đem trừ Phật Hải sườn núi không thể tiết ra ngoài hạch tâm Phật môn công pháp bên ngoài Phật pháp đều truyền giáo cho nàng, nàng không phải Phật tu, lại đối Phật gia công pháp biết sơ lược, dùng để ứng đối phá giải áo đen nữ tử che mặt hắc ám thuật pháp dư xài. Đương nhiên, nếu là gặp được tu vi cao thâm hắc ám thuộc tính kiếm sư, lấy nàng lúc này tu vi liền xem như dùng Phật pháp cũng là áp chế phá giải không được loại này tà môn hắc ám thuật pháp, nữ tử áo đen hừ lạnh một tiếng, đem toàn thân nguyên lực vùi đầu vào trận phiên bên trong màu đen trận phiên bị một cổ cường đại âm sát chi khí bao bọc, ẩn ẩn có ức hiếp trận kỳ xu thế, tiếp lấy trận phiên triển khai nhanh chóng đem trận kỳ quyển tịch bao lấy, trận kỳ bị trận phiên miếng vải đen quấn quanh, cờ trên người xanh ngọc phù văn dần dần ảm đạm. Nữ tử áo đen lúc này mới ánh mắt lộ ra một tia rất nhạt ý cười, vẫn là nặc á cô nương lợi hại. Đứng ở sau lưng nàng một đại quốc kiếm sư lấy lòng một câu, nữ tử áo đen thu liễm lại thần sắc trong mắt, trong lòng cũng không còn xem thường đối diện áo tím khuynh thành nữ tử nàng có một loại cảm giác đối diện cái kia gọi lâu mộ yên nữ tử đời này không thể trở thành hảo hữu của mình liền sẽ là nàng cả đời kình địch kiêu binh tất bại nàng không nhất định sẽ thua nữ tử áo đen trầm ngâm một hồi thanh âm khàn khàn phun ra một câu nàng cũng không phải là một cái không chịu thua người trước đó sở dĩ chướng mắt lâu mộ yên là không biết nàng lại có cao như thế trận pháp thiên phú cùng thủ đoạn Hiện tại các nàng thế lực ngang nhau, để nàng sinh ra một loại cảm giác thật kỳ diệu, nhưng nàng có thế xác định không phải ghen ghét sát ý. Khi lấy lòng nam tử một nghẹn ngượng ngùng cười cười, hiển nhiên không nghĩ tới nặc á sẽ như vậy nói. Cơ ngọc dư quan liếc nhìn nặc á bị mạng che mặt che khuất thấy không rõ khuôn mặt mặt, nữ nhân này không giống như là một đồng loại kia có chút tâm cơ lại dễ dàng kêu căng người, nếu là địch chắc hẳn mười phần khó đối phó, trong lòng không khỏi âm thầm may mắn mình đưa nàng mời đến, coi như hôm nay thắng không được lâu mộ yên hai nữ nhân ở giữa cừu hận cũng sợ là kết định lâu mộ yên hạp nhắm mắt cũng không có giống nữ tử áo đen đồng dạng tiếp tục ngưng kết pháp ấn truyền lại nguyên lực mà là chậm rãi mở miệng đọc lấy một đoạn mịt mờ kinh văn nàng mỗi niệm một câu lúc đầu đã ảm đạm vô cùng phù mang liền sẽ sáng lên một chút sau một lát trận kỳ phát ra một tiếng thanh thúy thanh âm ông ngọc phù thoát ly trận kỳ mà ra cấp tốc đem đối phương trận phiên bao trùng từng đạo xanh ngọc phù văn nương theo lấy lâu mộ yên kinh văn không vào trận cờ, nháy mắt, trận kỳ cùng trận phiên song song chấn động, giống như là tại phân cao thấp lẫn nhau đấu, ước chừng qua thời gian một nén hương, trận phiên tản ra âm sát chi khí lại bị ngọc phù hóa giải hơn phân nửa, hắc sắc quan mang tận cởi, phốt. Áo đen nữ tử che mặt nhịn không được tim ngòn ngọc phun ra một ngụm máu tươi, cơ ngọc bọn người ánh mắt lộ ra mấy phần không dám tin, lâu mộ yên vậy mà phá nặc á trận pháp, cái này sao có thể? nặc á thế nhưng là đen vũ quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài linh hồn nhân vật càng là quốc sư dòng chính truyền nhân lại như vậy bị lâu mộ yên đấu pháp đánh bại rồi đừng nói là cơ ngọc bọn người chính là lâu mộ yên một phương lạc diệp tư nam cùng hách liên liệt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc hôm nay nếu là đổi thành bọn hắn căn bản liền phá không được đối phương trận pháp có thể làm đến đào mệnh nhưng lại muốn liều mạng bị thương nặng đại giới cũng không phải là nặc á thực lực tu vi mạnh bao nhiêu mà là nàng điều khiển trận pháp cùng hắc ám nguyên lực thuật pháp quá tà môn, quá xảo trá, bọn hắn căn bản khó lòng phòng bị. Mấy người đối đen vũ quốc phương pháp tu luyện vẫn là có mấy phần nghe nói, không nghĩ tới đen vũ quốc đệ nhất thiên tài thiếu nữ vậy mà tại hôm nay thua ở lâu mộ yên trong tay, thật là khiến người ta kinh dị. Nặc Á là một cực kỳ quả quyết người, nàng mắt sắc sâu kính thật sâu nhìn lâu mộ yên liếc mắt, đưa nàng âm dung tiếu mạo ghi nhớ từ trong những không gian lấy ra một tờ ngự phong phù bóc nát về sau liền biến mất tại phiến thiên địa này ở giữa ta tạm thời không phải là đối thủ của nàng chính các ngươi chiến đi nàng trước khi đi cho cơ ngọc bọn người truyền một câu sau đó khàn khàn giọng nữ tại lâu mộ yên đám người đỉnh đầu vang lên lâu mộ yên thật sao ngươi có tư cách trở thành ta đối thủ chờ mong chúng ta tới ngày tái chiến làm thanh âm biến mất thời điểm nơi này cũng lại không có nữ tử khí tức Lâu Mộ Yên mắt sắc thâm trầm như biển, ngẩng đầu nhìn nữ tử áo đen biến mất phương hướng, qua một hồi lâu mới thu hồi ánh mắt, nữ tử áo đen vừa đi, không trung trận phiên cũng theo đó bị nàng mang đi, bị Lâu Mộ Yên phá giải trận pháp trong khoảnh khắc đổ sụp biến mất, đồng thời, cơ ngọc đám người thân hình cũng bại lộ tại trong rừng cây. Chương 245, Cơ ngọc ác chủ bài muốn để lộ, đợi cho trận pháp hủy đi, cái kia thần bí nữ tử áo đen rời đi về sau, Lâu Mộ Yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cơ Ngọc một đoàn người, "Cơ Ngọc, ngươi là mang theo người đến cho chúng ta đưa thân phận ngọc bài sao?" Cơ Ngọc mặt tối sầm, "Ngươi không khỏi quá đề cao mình, có cao hay không, qua chiêu liền biết." Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, "Hôm nay thế tất yếu đem cái tai họa này trừ bỏ." Cơ Ngọc cũng ôm lấy đồng dạng suy nghĩ, muốn đem Lâu Mộ Yên đánh giết ở đây, hắn quay đầu đối cái khác mấy cái đại quốc tinh anh chiến đội người đầu lĩnh nói, trong tay bọn họ tử sắc ngọc bài không ít, giết đi. Bên cạnh hắn mấy người vừa rồi nhìn thấy nặc á trận pháp bị phá lúc đầu có mấy phần muốn rời đi suy nghĩ, chỉ là hiện tại nghe cơ ngọc như vậy nói chuyện tâm tư lại nhịn không được sinh động. Mặc dù kiên kỵ tư nam cùng lạc diệp, nhưng bọn hắn nhiều như vậy người liên hợp cũng không sợ, tốt. Giết, cơ ngọc một đoàn người đạt thành nhất trí sau nhau nhau rút kiếm đem lâu mộ yên bọn người vây quanh. Lâu mộ yên bên môi câu lên một cái đường cong đối với mình bên này người nói, đem bọn hắn ngọc bài đều đoạt, tốt. Các nàng người ma quyền sát trưởng đã sớm chờ không nổi vọt thẳng đi lên, nhân số nhiều thì thế nào? Bọn hắn tại thú triều bên trong bị nhiều như vậy yêu thú vây công đều có thể phản thắng, dạng này mới càng có khiêu chiến không phải, rất nhanh, người của hai bên liền chiến đến cùng một chỗ, lâu mộ yên bên này người trên cơ bản là một đôi hai, hoặc là một đối ba cục diện, đột nhiên, nàng phía trước ẩn hiện ra cơ ngọc thân ảnh, một đạo mạnh mẽ trưởng phong đập vào mặt. Lâu mộ yên mắt sắc lạnh lẽo, đạp trên thúng bộ nhanh chóng dời tránh thoát cơ ngọc đánh lén, ngươi cũng liền chút bản lãnh này, hừ, có thế giết ngươi là được. Cơ ngọc hừ lạnh một tiếng, trong tay thêm ra một cái trường kiếm màu đỏ, hắn dùng đến nhất thuận tay mạnh nhất loan đao lần trước cùng hắn thoát ly liên hệ, chạy cũng không có mang đi, bị bất đắc dĩ chỉ có thể cầm một cái dự bị trường kiếm làm vũ khí, loan đao của ta ngươi thu lại rồi. Trong lòng của hắn vẫn là rất muốn đem kia thánh khí cầm trở về lâu mộ yên dương môi cười cười từ trong những không gian lấy ra hai thanh ám kim sắc loan đao ghét bỏ ném cho cơ ngọc trả lại ngươi cũng đừng nói bản cô nương tham ô ngươi thứ đồ nát cơ ngọc sắc mặt kinh ngạc cẩn thận từng ly từng tí tiếp nhận loan đao rót vào nguyên lực sau mặt nháy mắt âm trầm xuống ta thánh khí bên trong kim thuộc tí hát khí tức hoàn toàn không có là ngươi ra tay hắn liền nói lâu mộ yên tại sao có thể như vậy hảo tâm đem loan đao trả lại hắn hóa ra là đem loan đao bên trong kim thuộc tính toàn bộ sách đi. Lâu mộ yên cười nhạt nói, cái gì kim thuộc tí hát khí tức? Ngươi được phán đoán chứng đi, nàng tự nhiên không có khả năng nói cho chính hắn bản mệnh pháp khí bởi vì loan đao của hắn kích phát thôn vệ thiên phú, mà lại nơi này còn có phản chiếu trận pháp, nói không chừng lục đại tông phái trưởng lão ngay tại chú ý nhất cử nhất động của bọn họ, nàng mới không nghĩ bại lộ quá nhiều, ngươi kinh người quá đáng. Cơ ngọc trong mắt hung ác nham hiểm rốt cuộc che không được, hắn rất ít đối người lên mãnh liệt như vậy sát tâm. Hắn đem trong thân thể nguyên lực rót vào trong tay trường kiếm màu đỏ bên trong, hít mắt đối lâu mộ yên một kiếm vung xuống. Một đạo to lớn quan ảnh từ giữa không trung ngưng kết mà sinh, tại lâu mộ yên đỉnh đầu cách đó không xa lúc. Cái kia đạo kiếm khí khổng lồ quan ảnh đột nhiên phân tán thành nghìn đạo kiếm quang từ bốn phương tám hướng cùng nhau bắn ra muốn đem nàng vây giết. Lâu mộ yên tay khẽ vẫy, một đạo to lớn kim sắc kiếm quan từ nàng dưới chân kích động ra, rơi xuống nàng phía trước lúc cự kiếm biến thành mười chui phi kiếm màu vàng ống, phi kiếm hình thành một vòng tròn đem lâu mộ yên bảo hộ ở trong đó. Tán. nàng vừa mới nói xong, mười chui phi kiếm cấp tốc xoay tròn, từng đạo phá không kim sắc kiếm quan từ trong phi kiếm sắc bén mà ra, đồng dạng hóa thành nghìn đạo kiếm quan đón lấy cơ ngọc kiếm khí. ầm ầm. nghìn đạo kiếm quan đụng vào nhau, bộc phát ra một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang. Đại địa đi theo run rẩy, quang mang chói mắt để ở đây kiếm sư nhóm nhịn không được nhắm lại mắt, mở mắt lần nữa sau liền gặp Lâu Mộ Yên cùng Cơ Ngọc đều bị kiếm của đối phương sóng ánh sáng cùng thụ thương riêng phần mình lui một bước, Lâu Mộ Yên bên môi nổi lên một vòng tơ máu, Cơ Ngọc quần áo tả tơi, trên thân nhiều chỗ bị kiếm khí vạch phá, ta thật sự là xem thường ngươi. Đây là Cơ Ngọc cùng người lúc đối chiến lần thứ nhất đánh cho chật vật như vậy, Lâu Mộ Yên nhíu nhíu mày, cũng vậy nàng trước đó xác thực xem thường cơ ngọc mới vừa rồi là hắn toàn lực một chém lại mang theo kiếm tông sức mạnh nàng toàn lực dùng bản mệnh pháp khí nghênh chiến vẫn là bị nội thương trọng yếu nhất chính là cơ ngọc còn không có ra ác chủ bài nàng không thể không ở trong lòng tán thưởng một câu cơ ngọc cũng thật không hổ là siêu cường quốc đệ tử tinh anh vô luận là chiến lực vẫn là năng lực ứng biến đều là nhất đẳng hôm nay ta nhất định phải đưa ngươi trừ bỏ cơ ngọc trong mắt bắn ra một vòng tình thế bắt buộc sát ý Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng, nét mặt tươi cười như hoa, người nói chính là ta suy nghĩ. Băng kích gặp nàng lộ ra loại ánh mắt này rùng mình một cái, tiểu chủ nhân càng là như vậy cười đến xinh đẹp càng là đại biểu nàng muốn bảo nổi. Hắn huy động cánh cấp tốc rời xa lâu mộ yên bả vai để tránh bị tác động đến. Mặt diễm cũng mười phần hiểu rõ lâu mộ yên bản tính. Hắn duỗi ra móng vuốt đưa nàng trên cổ tay treo tiểu bạch xà bắt đi cũng rời xa một chút vị trí. Diễu diễu không vui vẻ dãy dụa dưới, nhu nhu thanh âm vang lên mặt lão đại ngươi bắt lấy ta làm gì ta muốn đi bồi chủ nhân bởi vì thôn vệ không ít lục giai yêu thú tinh hạch diễu diễu tại vài ngày trước cũng thuận lợi tiến vào lục giai dạng này biến dị thiên phú liền mặt diễm đều kinh đến ngươi nên đi lịch luyện mặt diễm liếc diễu diễu liếc mắt liền đem nàng ném vào vòng chiến kiếm hoàng sơ trung giai nhân loại kiếm sư là mục tiêu của ngươi giết không được 10 cái hôm nay cũng đừng ăn tinh hạch diễu tu vi tăng lên quá nhanh tại không dựa vào chiến đấu củng cố thực lực tương lai chắc chắn lưu lại tệ nạn, chủ nhân, mặt lão đại khi dễ ta. Diễu diễu nước mắt đầm đìa nhìn xem lâu mộ yên tố cáo, lâu mộ yên kéo ra khóe miệng, mặc dù đau lòng diễu diễu nhưng lại không thể phóng túng, ngươi tu vi bất ổn xác thực hẳn là dựa vào chiến đấu đền bù, mặt diễm là vì ngươi tốt, mặt diễm nghe lâu mộ yên không có giống lúc trước như thế dung túng diễu diễu, tỉnh mịch trong con ngươi lộ ra tia hài lòng, diễu diễu trừng mặt diễm liếc mắt, vô cùng đáng thương nói, vậy ta nếu là giết 10 tên trở lên kiếm hoàng nhân loại kiếm sư có cái gì ban thưởng, giết một cái ban thưởng hai người miếng lục giai yêu thú tinh hạch cộng thêm tam phẩm đang dược một viên. Lâu mộ yên vừa cùng cơ ngọc đối chiến, một bên vung tay lên truyền âm, diễu diễu nghe được dạng này ban thưởng reo hò một tiếng, bắn ra đuôi rắm thân thể bỗng nhiên từ to bằng ngón tay biến thành một đầu dài hơn 10 thước cự mãn, mọc ra miệng lớn liền hướng phía khóa chặt mục tiêu tác tới. Lâu mộ yên hào phóng như vậy để băng kích triệt để im lặng, chủ nhân chính là quá sủng cái này nhỏ rắn mẹ, lại nhìn thấy diễu diễu hành vi, hắn nhịn không được vuốt ve cái tráng, vì cái gì bên cạnh hắn tiểu mỹ nhân nhóm đều sẽ bạo lực như vậy. Còn có thể hay không thật tốt thưởng thức, cơ ngọc cùng lâu mộ yên dùng kiếm khí đối oanh dần dần ở vào phía dưới, hắn khiếp sợ phát hiện nữ nhân này nguyên lực so với mình tinh thuần rất nhiều, trong cơ thể nàng nguyên lực thuần hậu trình độ sợ không thể so hắn ít hơn bao nhiêu cho nên trước đó hắn muốn dùng tiêu hao chiến phương thức giết lâu mộ yên xem ra là không có khả năng, hắn thật chặt nắm chặt lại trường kiếm, hít sâu một hơi, ánh mắt lộ ra bôi quyết đoán, từ trong những không gian lấy ra một tờ bị phong ấn lấy phù triện, lâu mộ yên mắt sắc cẩn thận lướt qua trong tay hắn mang theo một cổ thần bí viễn cổ khí tức phù triện, nghĩ thầm, cơ ngọc ác chủ bài muốn để lộ, chương 246, bị phong ấn cự giao. Cơ Ngọc khẽ trắng môi chịu đựng trong lòng không chịu đem trong tay phù triện hướng lên ném đi, miệng bên trong mặt niệm vài câu, một đạo hồng quang từ ống tay áo của hắn bên trong bay bắn mà ẩn hiện nhập phù triện bên trong. Thoáng chốc, phù triện phát ra một tiếng vù vù, tại không trung vật lộn một phen, một chùm hoàng quang sáng lên, toàn bộ không gian đung đưa, đây là cái gì? Cơ Ngọc sau lưng một nam tử hỏi, Cơ Ngọc không trả lời đồng bạn, ánh mắt thâm trầm nhìn xem không trung hoàng quang dần dần đại thịnh phù triện. Lâu mộ yên cảm nhận được từ kia phù triện bên trong truyền đến một cổ xa xăm khí tức cường đại, còn mang theo một tia nhàn nhạt uy áp, giống như là thứ gì muốn phá kén mà ra. Phù triện phía trên nguyên lai like có một tầng lít nha lít nhíp phức tạp chú thuật phong ấn, lúc này ở cơ ngọc cái kia đạo hồng quang xuyên thấu về sau, dần dần bóc ra, màu đen phù văn càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng hóa thành bụi bặm tan biến trong không khí, ầm ầm. Chân trời vang lên mấy đạo sấm sét, lúc đầu sáng rõ sắc trời mây đen ngập đầu một cổ để người kiềm chế tim đập nhanh cảm giác nháy mắt lan tràn đến toàn bộ không gian tư nam đám người sắc mặt biến đổi đây là vật gì cái này phù triện bên trong phát ra khí tức vậy mà để bọn hắn cảm thấy một loại mùi vị của tử vong tâm không khỏi chìm xuống chính là cơ ngọc một phương người đều thăng ra dự cảm không tốt cơ ngọc ngươi đây là cái gì cơ ngọc trong lòng cũng có loại nói không nên lời tim đập nhanh cảm giác hắn cau mày nói đây là ông ngoại của ta cho ta cao dai phù triện nghe nói chém giết kiếm tôn phía dưới kiếm sư đều không đáng kể phía sau hắn đồng bạn chịu đựng kia cổ sợ hãi ánh mắt lộ ra bôi mừng rỡ nếu là cơ ngọc phù triện có thể đem tư nam bọn người chém giết bọn hắn cũng không cần liều mạng chết hoặc là trọng thương lại đi dây dưa nhân số của đối phương mặc dù không có bọn hắn nhiều nhưng là mới chiến một hồi bọn hắn bên này người đã tử thương hơn phân nửa trống một đạo kinh thanh tuyệt trống vang vọng chân trời lập tức một đầu màu vàng quái vật khổng lồ phá vỡ phù triện phong ấn chui ra cửu dai thổ hệ giao long yêu hồn mọi người cẩn thận lạc diệp ngay lập tức phát hiện đỉnh đầu là vật gì hắn vội vàng dẫn đám người lui ra phía sau một khoảng cách con kia giao long đã bị phong ấn vô số năm tháng lần này có thể từ phù triện bên trong giải thoát vui sướng ngửa đầu lại gào thét vài tiếng giao thân hạ đã dài bốn cái móng vuốt sắc bén trên đầu có hai cái nhô ra bao nghĩ đến nếu là năm đó bất tử trở thành yêu linh hiện tại sợ là đã phi thăng thành rồng, là ngươi đem ta thả ra. Thổ hoàng sắc cự dao nửa hiếp hai mắt lướt qua phía dưới cơ ngọc, nhìn không ra hỉ nộ, cơ ngọc cũng không có nghĩ đến phù triện bên trong vậy mà phong ấn một con cửu giai dao long yêu hồn, khó trách hắn ông ngoại để hắn thận trọng sử dụng, có thể chém giết kiếm tôn phía dưới kiếm sư xác thực không giả, là vãn bối làm. Cơ ngọc thái độ coi như thành khẩn, dù sao đối phương mặc dù là mình thả ra phù triện chi hồn, nhưng thực lực còn tại đó xưng một tiếng tiền bối cũng là bình thường. Giao Long run rung người, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ âm tàn, cười to nói, tốt, rất tốt. Cơ Ngọc trong lòng vui mừng, trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài, đang nghĩ ngợi muốn làm sao sai sử cự giao diệt sát lâu mộ yên bọn người. Đột nhiên một cổ lạnh buốt khí tức tiếp cận, hắn hơi ngửa đầu liền gặp cự giao đầu lâu to lớn trùng điệp đè xuống, hắn vừa mới chuẩn bị nói chuyện, đột nhiên đối diện cự giao lớn lên miệng khẽ hấp liền đem hắn hút vào. Từ Giao Long nói chuyện đến Cơ Ngọc bị hút chỉ có mấy hơi thời gian, bất kỳ người nào đều không có kịp phản ứng là chuyện gì xảy ra, cái này Giao Long không phải Cơ Ngọc đem nó thả ra sao? Vì sao cái thứ nhất nuốt người vậy mà lại là Cơ Ngọc, đây là bao hàm lâu mộ yên ở bên trong tất cả mọi người trong lòng chân thực khắc họa, a. À, vì cái gì, ngươi cũng dám thí chủ. Cơ Ngọc bị cự giao nuốt vào một nửa thân thể, thanh âm yếu ớt từ giao thân bên trong truyền ra, hắn không nghĩ ra chết không nhắm mắt dao long hừ lạnh một tiếng một hơi đem cơ ngọc nuốt vào miệng nói tiếng người trên người ngươi mang theo lão già thối tha kia khí tức nhất định là huyết mạch của hắn năm đó hắn đem ta chém vết phong ấn thời điểm ta ngay tại trong lòng phát thể muốn tiêu diệt hắn cùng với hậu nhân hôm nay trước hết dùng ngươi để tế điện ngươi cơ ngọc thanh âm nhỏ bé phải không còn có thể nghe nghĩ đến đã hóa thành yêu hồn đồ ăn cùng cơ ngọc cùng một bọn sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi không cần ai phân phó cùng nhau nện bước bước chân liền hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Cái này giao long liền chủ nhân đều muốn giết, muốn giết bọn hắn càng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhìn xem không ngừng chạy trốn đám người, giao long ánh mắt lộ ra mấy phần xem thường, những nhân loại này chính là như thế, nhát gan sợ chết, lại âm hiểm xảo trá. Hắn giao thân chấn động, đối đào vong phương hướng hút mạnh mấy hơi thở, khi nhau nhau đào vong kiếm sư liền rơi xuống hắn trong miệng. Mặc dù giao long là một con yêu linh, lại có thế thôn vệ nhân loại tu sĩ bổ sung chân nguyên khí tức, dù sao bị phong ấn lâu như vậy, hắn hồn lực cũng hết sức yếu ớt, mặt diễm, chúng ta làm sao bây giờ? Lâu mộ yên kiên kỵ nhìn cách đó không xa giao long, đây chính là hàng thật giá thật cửu giai yêu hồn, coi như trước mắt suy yếu, các nàng cũng không phải nó đối thủ, mặt diễm sâu u trong con ngươi chẳng những không có lộ ra cái gì lo lắng ngược lại lóe ra một vòng tinh quang, cái này giao long yêu hồn là vật đại bổ nếu là hắn có thể đem nuốt luyện hóa, tu vi chắc chắn khôi phục không ít, lâu mộ yên nhịn không được kéo ra khóe miệng, cửu giai yêu hồn khẳng định bổ A. À. Nhưng là tại bổ cũng chỉ có thể nhìn xem, chẳng lẽ còn có thể chọc tới ăn hay sao, ngươi có biện pháp. Lâu mộ yên gặp hắn mắt đen tỏa sáng, mất máy oánh nhuận môi hỏi, Mặc diễm trầm tư một lát mở miệng nói, ngươi đem hắn dẫn tới một chỗ địa phương không người, ta tự có biện pháp đối phó hắn. Lâu mộ yên đối mặt Diễm vẫn là mười phần tin tưởng, mà lại thấy Giao Long yêu hồn đem cơ ngọc một nhóm người nuốt sau lộ ra một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng đem ánh mắt phóng tới trên người các nàng, bị một cổ để người phát lạnh ánh mắt nhìn chầm chầm, tư nam bọn người trong lòng cũng nhịn không được toát ra một loại không cách nào phản kháng cảm giác, đây chính là thợ săn nhìn chầm chầm ánh mắt của con mồi, trong lòng mọi người cười khổ, không nghĩ tới gần đây săn yêu thú, hiện tại ngược lại biến thành yêu thú trong mắt mỹ vị thực lực miễn miễn cưỡng cưỡng chỉ đủ ta khôi phục một tầng công lực, không may. Giao Long mang theo ghét bỏ nhìn một chút lạc dịp mấy người, nghiễm nhiên đã đem xem như sắp vào trong bụng đồ ăn. Tư Nam bọn người tức xạ mặt lại, không may ghét bỏ ngươi chớ ăn chúng ta a. À. Lâu mộ yên bắt được Giao Long trong mắt nhiệt độ, liền xem như ghét bỏ, hắn cũng là sẽ không bỏ qua các nàng, liều. Tư Nam cũng phát hiện Giao Long trong mắt tình thế bắt buộc sát ý, hắn chịu đựng run lên da đầu đối đám người nói, không phải hắn chết chính là chúng ta vong, đụng một cái, lạc diệp trong lòng cũng là như vậy suy nghĩ, tốt, những người khác cũng không nghĩ cứ như vậy chết rồi, Nhao nhau cầm ra bên trong vũ khí rót vào nguyên lực, cùng nhau hướng phía giữa không trung thổ hoàng sắc cự dao yêu linh vung ra, nhiều màu kiếm quan tụ tập cùng một chỗ trở thành một cây búa to, dung hợp ở đây kiếm sư lực lượng trùng điệp hướng phía giao long đầu một chém, giao long ánh mắt lộ ra mấy phần trêu tức, miệng nói tiếng người, không biết tự lượng sức mình tiếp lấy hắn nâng lên dao đuôi trùng điệp quét qua, kia thế như trẻ tre cự phủ vậy mà tùy tiện liền bị đánh tan. Phốt. Lạc Diệp cùng Tư Nam chờ cao giai kiếm hoàng thân thể nhau nhau bị đánh bay, miệng phun máu tươi, chỉ là một chiêu cự giao liền cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, cái này cũng biểu thị tính mạng của bọn hắn khả năng khó giữ được, trong lòng không cam tâm, nhưng lại không thể làm gì, ai bảo bọn hắn thực lực không bằng cự giao, mọi người ở đây tâm cho tuyệt vọng thời điểm, Lâu mộ yên từ trong những không gian lấy ra một cái huyền băng ngọc hộp, đối giao long mở ra chấm dứt bên trên, trên mặt khiêu khích nói, muốn liền theo tới, nói xong quay người cũng không quay đầu lại hướng về phương xa rừng rậm bay lượn mà đi, lập tức liền không gặp thân ảnh, giao long ánh mắt lộ ra tia điên cùng cùng tham lam, gào thét một tiếng cũng không tiếp tục để ý tư nam bọn người, đuổi theo lâu mộ yên phương hướng mà đi, chương 247, nếu là ta không đâu lâu mộ yên dẫn tự giao yêu linh hướng phía nơi núi rừng sâu xa mà đi một người một giao thân ảnh cấp tốc biến mất tại trước mắt mọi người yên nhi lâu mộ bạch bên môi một vệt máu dần sâu hắn hai mắt đau khổ đứng người lên liền hướng phía cái hướng kia đuổi theo dạ thanh hàng run lên trong lòng lấy ra một viên đan dược ăn vào cũng theo lâu mộ bạch bước chân mà đi mộ yên trong lòng đọc lấy không có việc gì lâu mộ yên nữ nhân này đúng là điên lạc ly một mặt lo lắng Nàng một yếu ớt cô gái đem ác long dẫn ra để chúng ta bỏ trốn vừa chết, cũng không hỏi xem chúng ta có nguyện ý hay không. Hắn liều mạng bên trên thương thế, tức giận nói một câu cũng đi theo đuổi theo. Những người khác nghe được hắn cũng nhịn không được kéo ra khóe miệng, Lâu Mộ Yên là nhược nữ tử. Lạc Ly con mắt mù đi, chúng ta cũng đi theo đi. Lạc Diệp bị thương thế không có mấy người nghiêm trọng, Lâu Mộ Yên vừa rồi làm cho hắn rung động quá sâu, tư nam trên khuôn mặt tuấn mỹ hơi có chút tái nhợt mắt sắc phức tạp khó hiểu, lâu mộ yên nữ nhân kia vậy mà hy sinh chính nàng tới cứu bọn hắn, chẳng lẽ nàng liền có lớn như vậy tự tin sẽ không bị ác dao nuốt giết, trong lòng nói không chấn động kia là giả. Hách liên liệt dùng tay đem bên miệng vết máu lau đi, phun ra một búng máu, dù là lúc này có chút chật vật, nhưng như cũ mang theo phong lưu tiêu sái chi tư, thần sắc trên mặt khó phân biệt, lâu mộ yên nữ nhân kia đúng là điên, nhưng là vì sao trong lòng sẽ cảm thấy ấm đâu. Lăng Phi Dương mấy người cũng bị Lâu Mộ Yên cử động kinh sợ, nàng làm sao cứ như vậy ngốc đâu. Trong lòng mọi người hiện tại cũng có một cái nhận biết, Lâu Mộ Yên vì cứu bọn họ, bất chấp nguy hiểm đem ác dao dẫn ra, hành động như vậy lại ngốc lại điên cuồng, nhưng lại để bọn hắn tại lúc này không khỏi đưa nàng ghi tạc trong lòng. Lâu Mộ Yên không biết mình cử động giờ phút này đã nhập những ngày kia chi kiêu tử tâm, sau này càng đem nàng xem như là sinh tử cùng bạn tri kỷ, nàng lúc này chính liều mạng trốn như điên, mặt diễm muốn tới sao? Lâu mộ yên lúc này tốc độ toàn bộ triển khai, linh lực cùng thuấn bộ cùng một chỗ dùng tới, nhưng mà phía sau giao long đuổi đến thật chặt không thả, đáng chết, tốc độ của hắn quá nhanh, nhanh, hướng phía cái phương hướng này xông đi vào. Mặt diễm quay đầu nhìn sắp đuổi theo giao long, mắt sắc lạnh nhạt mở miệng, băng kích len lén lường hắn một cái, mặt lão đại đây là muốn hại chết bọn hắn tiết tấu, yêu thú cấp chính là tốt như vậy gây sao, lâu mộ yên cắn cắn môi, một bên chạy trốn một bên thật nhanh kết ấn, bản mệnh pháp khí từ trong cơ thể bay ra, hướng phía sau ác dao đâm tới, ken Màu vàng cự kiếm vừa tiếp cận dao long liền bị hắn gào thét mấy cái kết thúc đánh rớt trên mặt đất, lâu mộ yên thừa dịp cái này mấy hơi khe hở thời gian, dùng thân thể cực hạn gia tốc, khi thấy phía trước thâm lâm bên trong có một tầng bạch vụ vần quanh lúc, ánh mắt sáng lên, hư một chút chui vào. Rơi xuống đất bản mệnh pháp khí tùy theo hóa thành một luồng ánh sáng cũng bay vào trong sương mù trắng. Giao Long Chi Linh tại Bạch Vũ trước mặt phanh lại bước chân, ánh mắt nổi giận nhìn chầm chầm vào Bạch Vũ chuyển. Hắn luôn cảm thấy Bạch Vũ bên trong có hắn kiên kỵ đồ vật, thậm chí có thể sẽ muốn hắn mệnh, nếu là lại mất đi yêu hồn hắn liền thật xong. Nhưng nghĩ tới tên kia nhân loại nữ tử trong tay kia cắt dưỡng hồn một, hắn tâm liền không cách nào bình tĩnh. Đây chính là thần cấp linh vật dưỡng hồn một, đúng lúc là trước mắt hắn thứ cần thiết nhất, nếu là hắn đạt được dưỡng hồn một, đem linh hồn y phụ ở phía trên tẩm bổ. Không bao lâu hắn liền có thể khôi phục lại cửu giai đỉnh phong thực lực, đến lúc đó lại tìm một con thiên phú không tồi giao long đoạt xá liền hoàng mỹ, Cầu Phú Quý trong nguy hiểm, giao trong mắt lộ ra bôi ngoan lệ, hắn một đầu cũng tiến vào trong sương trắng, trung tâm tòa thành, lục đại tông phái các trưởng lão đem trước một màn toàn bộ thu nhập đáy mắt, nhao nhao lộ ra vẻ chấn động, nàng tiếng hai loại nguy hiểm khu. Một trưởng lão lau một vệt mồ hôi, nhìn thấy kém chút bị ác giao đuổi tới lâu mộ yên sông vào hai loại nguy hiểm khu, mấy vị trưởng lão dẫn theo tâm nới lỏng, có thể thấy được giao long bồi hồi chỉ chốc lát cũng truy trở ra, tâm lại không tự chủ được nhấc lên, hy vọng nha đầu này có thể trốn qua kiếp nạn này. Một sắc mặt hiền hòa dược tông trưởng lão nói, bác cực tông vị kia tráng kiện trưởng lão thở dài, nha đầu này thật sự là ngốc, mặc dù ngoài miệng nói lâu mộ yên ngốc, nhưng trong mắt vẻ hân thưởng tuyệt không che giấu, nha đầu này phẩm tính rất tốt, nếu là còn sống, hắn làm sao đều muốn nghĩ biện pháp đưa nàng lừa gạt đến tông môn. Nha đầu này lâm nguy không sợ, bỏ mình cứu người, phẩm tính thượng giai, thiên phú tuyệt hảo, đáng tiếc. Ngự linh tông trưởng lão thở dài lắc đầu, các trưởng lão khác nhau nhau tiếc hận, liền tên kia thiên cơ cung cơ trí trưởng lão trong mắt đều xẹt qua một vòng tiếc núi. Tiến vào hai loại nguy hiểm khu sau tranh tài không gian trận pháp đem không cách nào nhìn trộn trong đó, hết thảy đều nhìn mệnh số đi. Mấy người thở dài tiếc hận sau khi tuyệt không chú ý phía sau ngồi tên kia dáng người trác tuyệt nam tự áo trắng lặng yên biến mất tại trung tâm trong thành bảo. Lâu mộ bạch bọn người hướng phía một người một giao khí tức đuổi theo, nhưng đến bạch vụ trước mặt lại mất đi phương hướng. Đây là cái gì? Vân tử mặt thâm tỏa lấy lông mày dò xét phía trước bạch vụ, mặc kệ là cái gì đi vào trước lại nói. Lâu mộ bạch trong lòng lo lắng, hướng phía bạch vụ đi vào, vân lan mấy người cũng không chần chờ, nhao nhao đi theo hắn tiến vào bạch vụ, đằng sau chạy đến lạc ly bọn người biết đây là hai loại nguy hiểm khu, nhưng cũng không chút do dự xông đi vào, có thể để người ngạc nhiên một màn phát sinh, một đám người quanh đi quẩn lại tại trong sương trắng quấn vài vòng vậy mà lại trở lại lúc đầu đến tòa kia rừng, lâu mộ bạch bọn người không cam tâm lại đi quấn vài vòng, kết quả y nguyên giống nhau, lạc chủ, ngươi biết vì sao chúng ta vào không được sao. Lâu mộ bạch một mặt lo lắng, quay đầu nhìn về phía lạc diệp. Lạc Diệp tại bọn hắn trong đám người này thực lực mạnh nhất, còn có xem bói thiên phú, kiến thức cũng là phong phú nhất. Lạc Diệp nâng lên một cái tay bấm đốt ngón tay một phen, nhíu lại mày nhíu lại phải càng sâu, qua một hồi lâu mới thở dài nói, cái này bạch vụ là hai loại nguy hiểm khu lối vào, có thể ngăn cản tinh thần lực cùng nguyên khí, cũng có mê huyễn tác dụng, không có cơ duyên xảo hợp là không vào được, ca, ngươi có thể tính được ra tới nàng phải chăng còn sống. Lạc Ly toàn cảnh là khẩn trương. Lạc Diệp nghĩ nghĩ hỏi, các ngươi trên thân nhưng có lâu mộ yên tính vật, ta chỗ này có một chuỗi biểu muội tặng Phật Châu. Lăng Phi Dương đem trên tay Phật Châu cấp cốc lấy xuống đưa tới, trong mắt ưu sầu che giấu không được, Lạc Diệp tiếp nhận Phật Châu phun một hơi tinh khí, ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay, sau một lát, hắn nhẹ nhàng thở ra, nàng còn sống, nghe được Lạc Diệp những người khác cũng không nhịn được giấy lên một vòng hy vọng, lâu mộ yên cái kia nữ nhân điên nhất định sẽ không dễ dàng chết như vậy xông vào cấp 2 nguy hiểm khu lâu mộ yên cũng không biết bên ngoài một đám người ngay tại lo âu an toàn của nàng. Nàng lúc này ngay tại một chỗ đầm sâu cùng con kia đã tìm được nàng khí tức đuổi theo ác giao yêu linh dằn co. Nhân loại, đưa ngươi trong tay dưỡng hồn một dao ra, ta liền tha cho ngươi một mạng. Giao Long một tìm tới lâu mộ yên liền không nhịn được mở miệng uy hiếp. Hắn luôn cảm thấy nơi này có một cổ để tâm hắn kinh trung sợ khí tức tại chìm nằm, chỉ muốn nhanh cầm tới dưỡng hồn một trời đi nơi này. Lâu mộ yên không còn chạy trốn, quay đầu bên môi câu lên một cái có chút độ cong, nếu là ta không đâu, chương 248, nguy cơ tiến đến, nếu là ta không đâu, ác giao nghe được lâu mộ yên giận dữ, bị giam giữ tại phù triện bên trong nhiều năm như vậy, hắn đã sớm đối với nhân loại sinh ra một cổ cực lớn oán khí, chỉ muốn gặp người liền hết thảy xé nát nuốt vào bụng, hừ, chờ ta đưa ngươi nuốt vào bụng về sau, dưỡng hồn một tự nhiên cũng liền cầm tới, lâu mộ yên nhíu nhíu mày, xem ra ngươi cũng không ngu ngốc nha. Thức hải bên trong cũng đang không ngừng thúc giục mặt diễm, nhanh lên, hắn muốn bảo nổi. Mặt diễm vừa đến đầm sâu lúc liền từ lâu mộ yên trên bờ vai nhảy xuống, thân ảnh không ngừng tại bốn phía lấp lóe. Lâu mộ yên cảm nhận được hắn yêu lực có sóng chấn động, nhưng là không rõ ràng hắn muốn làm cái gì, tốt. Mặt diễm một cái lắc mình xuất hiện tại ác dao sau lưng, lâu mộ yên hơi híp mắt lại, tiếp tục khiêu khích ác dao, nuốt xuống bụng chỉ bằng ngươi cái này lớn bò sát cũng xứng, ngươi cái đáng chết ti tiện nhân loại, ta hôm nay nhất định phải xé nát ngươi. Ác giao sát khí liên tục xuất hiện, hắn ghét nhất ai nói hắn là lớn bò sát, cái kia đem hắn phong ấn nhân loại đã từng chính là vên váo tự đắc nói hắn là lớn bò sát, thù mới hận của một điểm liền đốt, tiểu chủ nhân, ngươi đem hắn triệt để chọc giận, chúng ta xong đời. Băng kích lúc này đã huyển hóa thành bản thể băng loan, mặc dù có chút sợ chết, nhưng không có rời đi lâu mộ yên bên cạnh. Lâu mộ yên thấy ác dao mở cái miệng rộng đối nàng phun đến một cổ thổ hoàng sắc sương mù, nàng lập tức phong bế giác quan ngừng thở, vận dụng lấy thúng bộ rất nhanh thoát ly hoàng vụ phạm vi, màu vàng trường kiếm từ trong tay vung lên, một đạo phá không mang theo gió lốc kiếm khí lăng nhiên mà đi. Ác dao hừ lạnh một tiếng, gào thét lên lợi trảo mấy lần liền xé mở lâu mộ yên kiếm khí. Đúng vào lúc này, một mực tìm phục tại ác dao phía sau mặt diễm bỗng nhiên biến lớn vô số lần thân hình, trên trán kia ngọn lửa ấn ký sinh động như thật tiếp lấy vậy mà thoát ly mi tâm của hắn mà ra kia ngọn lửa thoát ly mặt diễm thân thể bay ra nháy mắt đem ác dao bao bọc trong đó sau đó liền nghe được phốc. đốt thanh âm a à. vậy mà u minh chi hỏa ác giao yêu linh bị thiêu đốt phải co lại thành một cái thổ hoàng sắc tiểu quan cầu nhịn không được cầu xin tha thứ không muốn đốt ta a à. cầu ngươi tha ta ta làm cái gì đều có thể Ác giao không nghĩ tới mới từ phù triện bên trong thoát đi ra tới liền gặp có được U Minh chi hỏa yêu thú. Đây là trời muốn diệt hắn tiếp tấu A. À. Mặt diễm trong mắt không gợn sóng, lãnh đạm vô cùng. Ngươi khi còn sống làm nhiều việc ác tai họa không ít người cùng yêu thú. Yêu linh toàn thân quấn đầy oán khí. Lưu lại ngươi mới là mầm tai họa. Lâu mộ yên tán đồng gật gật đầu, không thể để cho thả hắn. Đầu này ác giao yêu linh trên thân mang theo một cổ máu tanh sát khí. Nói rõ khi còn sống chế tạo giết chóc không ít, hiện tại hắn trong lòng đối với nhân loại càng thêm oán hận, nếu là thả ra thế tất sẽ tạo thành một phương đồ tháng. a à, nghe ác giao tiếng kêu thảm thiết thê lương, lâu mộ yên như có điều suy nghĩ nhìn một chút bao trùm hắn đoàn kia mang theo u quan ngọn lửa màu xanh. U Minh Chi Hỏa đại biểu cho sứ giả của địa ngục, có thế đốt cháy hết thảy linh hồn hỏa diễm, là đối đãi tà ác lực lượng thần cấp hỏa diễm. mặc diễm trong cơ thể bản mệnh linh hỏa vậy mà là U Minh Chi Hỏa để lâu mộ yên cùng băng kích đều thất kinh, khó trách hắn tại đối phó ác giao lúc như vậy lòng tin mười phần, nhìn xem đoàn kia quả cầu ánh sáng màu vàng càng ngày càng ít, mặt diễm há miệng hút vào, quả cầu ánh sáng kia liền bị hắn nuốt vào trong bụng, kia ác giao một ngày nghĩ đến nuốt người hoặc là yêu thú, sợ là không nghĩ tới hắn yêu linh sẽ bị ngươi nuốt, đây thật là thiên đạo tuần hoàng, nhân quả báo ứng. Lâu mộ yên thấy giữa không trung ngọn lửa màu xanh tính cả quan cầu đều bị mặt diễm nuốt vào bụng, mỉm cười. Phệ linh thú nguyên lai mạnh nhất bản mệnh thiên phú là u minh chi hỏa, thôn phệ hết thảy linh hồn, thật sự là mạnh a. À. khó trách mặt diễm cái thằng này cả ngày rắm thúi dỗ giành túng, lâu mộ yên bây giờ mới biết, người ta đây đúng là có cái kia lôi kéo tư bản, nhưng không thể không nói nàng lúc trước chụp được mặt diễm thật sự là quá sáng suốt, nhặt được bảo, mặt diễm đem ác giao thôn phệ về sau, một cổ mênh mông lực lượng từ yêu trong phủ tuôn ra, hắn mắt sắc nhạt nhẽo, ta muốn đi bế quan một đoạn thời gian chính ngươi cẩn thận, kia cổ hồn lực bởi vì là yêu thú cấp chính, cho nên lực lượng thập phần cường đại, nếu là hắn không thể kịp thời luyện hóa hấp thu, thế tất sẽ đối thân thể tạo thành tai họa ngầm, lâu mộ yên cũng rõ ràng điểm này, ừm, ngươi đến linh sủng vòng bên trong bế quan đi, mặt diễm gật gật đầu, hóa thành một đạo hắc quan liền chui tiếng lâu mộ yên trên tay linh sủng vòng bên trong, lâu mộ yên nhìn quanh một vòng hoàn cảnh bốn phía, đột nhiên sinh ra một loại không rét mà rung cảm giác nguy cơ. Mặt Diễm vừa tiến vào linh thú hoàng liền lâm vào ngủ say trạng thái tu luyện, nàng lập tức đối băng kích nói, chúng ta mau rời đi nơi này. Băng kích cũng bản năng cảm thấy một cổ nguy hiểm tới gần, chờ lâu mộ yên nhảy đến trên lưng hắn lúc liền kích động cánh dương cánh cao phi. Ai biết đột nhiên xảy ra dị biến, một cây mang theo bàn bạc uy áp cột nước từ dưới hồ sâu mặt phát ra thẳng tắp phun đến băng kích trên thân. Thân hình hắn mặc dù linh hoạt lại bởi vì tu vi trên lệch căn bản trốn không thoát, phốt, Tiếp theo từ băng kích phía trước lại nhảy ra một cây cột nước chính diện phun kích mà đến, hắn khó khăn lắm tránh né lại bị kia cổ cột nước lực lượng lan đến gần toàn thân, không bao lâu phía sau lại phun ra một cột nước, răng rắc, lâu mộ y nghe được băng kích trên thân xương cốt đứt gãy thanh âm, trong mắt lạnh lẽo, nàng quay người đem toàn thân linh lực tụ tại bản mệnh pháp khí bên trên, đối phía sau cái kia đạo cột nước trùng điệp chém tới, băng kích xương cốt toàn thân đứt gãy 2 phần 3, không chịu nổi hướng phía đầm sâu rơi xuống tại trước khi hôn mê hắn dùng hết toàn thân lực lượng cuối cùng đem lâu mộ yên vung ra đầm sâu của lực lượng kia phạm vi bao phủ hắn khí tức yếu ớt nói một câu chủ nhân chạy mau nhất định phải còn sống a à. tiếp lấy thân thể của hắn trùng điệp nện vào trong đầm sâu cũng bị một cổ từ phía dưới tán phát lực lượng tấp tốc kéo vào đáy đầm lâu mộ yên tâm tượng là bị cái gì đâm đồng dạng cái này tao bao xú điểu như vậy sợ chết vậy mà không để ý tính mạng đưa nàng vung ra thoát ly của lực lượng kia phạm vi bao phủ. Thế nhưng là nàng làm sao đều vứt xuống hắn đâu. Nàng cùng bọn hắn đều đồng bạn, sinh tử không bỏ. Ta muốn đi cứu băng kích, các ngươi nếu là không muốn đi trước hết trời đi đi. Mặt diễm bị ác giao lực lượng ảnh hưởng lâm vào ngủ say trạng thái, tự nhiên không có khả năng rời đi. Nàng lời này là đối ăn thịt người huyết thứ dây leo vương cùng diễu diễu nói nàng sẽ không miễn cưỡng bọn hắn cùng đi đứng trước nguy hiểm chủ nhân đi đâu diễu diễu liền đi nơi đó chủ nhân sinh diễu diễu sinh chủ nhân chết diễu diễu chết diễu diễu cuộn tại lâu mộ yên trên cổ tay đồng âm nhu nhu lại vô cùng kiên định ăn thịt người huyết thứ dây leo vương lúc này cũng hóa thành một cái một vòng tay bám vào lâu mộ yên một cái tay khác trên cổ tay máu nguyện ý đi theo chủ nhân mà đi đồng sinh cộng tử chủ nhân có thế không để ý sinh tử đi cứu băng kích nói rõ nàng đối bọn hắn những cái này linh sủng thực tình xem như là đồng bạn, trong lòng của hắn sinh ra một cổ bành trướng chi tình, dạng này chủ nhân đáng giá hắn vĩnh sinh đi theo, sinh tử gắn bó, lâu mộ yên đứng tại một chỗ núi cao đỉnh núi, trong lòng ấm áp một chút xíu chảy xuôi, tốt, chúng ta là sinh tử cùng đồng bạn, tin tưởng mặt diễm nếu là tỉnh dậy cũng là nhất định sẽ duy trì nàng cách làm, nàng điểm nhẹ mũi chân, từ núi cao trên đỉnh bay thấp, một đầu đâm vào kia trong đầm sâu, chỉ là vừa rơi xuống trong đầm nước liền bị phía dưới một cổ vô hình lực lượng kéo lấy một cái kéo vào đáy đầm. Tại lâu mộ yên bị kéo vào đáy đầm lúc, một áo trắng tuấn mỹ vô song nam tử xuất hiện tại đầm sâu bên cạnh, hắn bên môi câu lên một cái tà mị lạnh bút độ công, nữ nhân của hắn ai dám động đến, hắn liền diệt ai, không chút do dự, nam tử áo trắng nhảy lên rơi vào trong đầm, đồng dạng bị kia cổ lực lượng vô hình kéo tiếng đáy đầm, chương 249, đóng băng đầm sâu lâu mộ yên bị kia của lực lượng vô hình một mực lôi kéo rơi đến đáy đầm chỗ sâu rơi xuống đáy nàng liền gặp đã hôn mê băng kích nằm tại một tảng đá lớn bên trên trên thân thể hắn cuốn lấy mấy đầu tráng kiện màu tím đen xúc tu những cái kia xúc tu mỗi một cái đều dài lấy vô số giác hút lúc này chính đem băng kích xem như tiệc chuẩn bị hút lâu mộ yên toàn thân tản ra một cổ lãnh ý thúc giục bản mệnh pháp khí huyễn hóa thành kiếm trận liền cùng nhau hướng phía những cái kia màu tím đen xúc tu chém tới thiên hàn kim tủy luyện chế bản mệnh pháp khí xác thực lợi hại nhưng trước mắt lại chỉ tương đương với là trung phẩm thánh khí còn chưa tiến hóa bởi vậy chỉ đem xúc tu chặt đứt một phần ba đột nhiên đáy đầm nước điên cuồng khuấy động lên một đôi hung hãn hiện ra bạch quan con mắt đột nhiên từ trong bóng tối mở ra hắn thật nhiều năm thân thể không có nhận qua tổn thương cái này ti tiện nhân loại cũng dám cầm kiếm chém hắn hắn huy động mấy đầu để đó không dùng xúc tu không ngừng vung vẫy đặt ở băng kích trên người xuất tu không có thu hồi, chẳng qua cũng dừng lại chuẩn bị hấp thu yêu nguyên động tác, lâu mộ yên hiếp hiếp con ngươi, trên thân một tầng ngọn lửa màu tử kim tràn ra, từng đoàn từng đoàn hỏa diễm hóa thành liên hoa bay xuống mà đi, nhẹ nhàng rơi vào 10 chui kim sắc phi kiếm phía trên, dung hợp tử kim linh hỏa phi kiếm kim quang lấp lóe, bên ngoài bao vây lấy một tầng nhàn nhạt tử sắc, nhìn qua tự dưng mang theo loại yêu dị cảm giác, cửu cung kiếm quyết trận thải Lâu mộ yên không ngừng kết ấn, Đến lúc cuối cùng một cái pháp ấn ngưng kết mà thành lúc, nàng khẽ quát một tiếng, vây quanh quái vật kia phi kiếm lập tức xoay tròn hình thành cửu cung chi thế, quái vật hai con mắt so thùng nước còn lớn hơn, bạch có chút kinh dị, nhìn thấy lâu mộ yên thi triển kiếm trận lúc trong mắt hơi kinh ngạc dưới, thanh âm khàng khàng miệng nói tiếng người, nhân loại, người cái này kiếm trận không sai, đáng tiếc tu vi quá thấp, có thể làm gì được ta, thử xem chẳng phải sẽ biết rồi. Lâu mộ yên cười lạnh một tiếng đối diện quái vật là một con bác giai đỉnh phong biến dị bạch tuột quái, da dày thịt béo, nhưng da nhập tử kim linh hỏa kiếm trận lại có thể thương hắn, hừ. Bạch tuột quái hừ lạnh một tiếng, dưới thân lại toát ra mấy cái tráng kiện xúc tu hướng phía 10 chui phi kiếm chọc tới, lâu mộ yên trong mắt nhiễm lên mấy phần túc sát, di hình hoáng vị, nàng vừa mới nói xong, kia 10 chui phi kiếm giống như là đang sống, mỗi khi xúc tu sắp bắt đến lúc liền sẽ linh hoạt né tránh, đồng thời thân kiếm đảo ngược sát qua xúc tu mỗi một chiếc màu vàng trên thân kiếm đều mang một đám tử kim linh hỏa bởi vậy mỗi lần thân kiếm cùng xúc tu sượt qua người lúc tử kim linh hỏa đều sẽ nhảy lên một đám đến trên xúc tu thiêu đốt a à. bạch tuột quái cảm thấy một cổ toàn tâm đau đớn từ xúc tu truyền đến hắn kiên kỵ nhìn xem kia mười chui phi kiếm tử kim linh hỏa người cái này đáng chết nhân loại vậy mà có được dạng này linh hỏa cuối cùng chết không biết sẽ là ai lâu mộ yên châm chọc cười một tiếng đạp trên thúng bộ nhanh chóng tránh né bạch tuột vung tới mang theo bàn bạc yêu lực xúc tu. Bạch tuột quái thể tích khổng lồ không có lâu mộ yên cùng nàng bay kiếm linh sống, trong mắt của hắn lộ ra mấy phần suy nghĩ sâu xa, màu trắng một đôi mắt to khép lại, lâu mộ yên toàn thân đột nhiên sinh ra thấy lạnh cả người, tim đập nhanh cảm giác không ngừng truyền đến, nghĩ thầm không được, nàng nhảy lên né tránh một con xúc tu, đột nhiên thấy bạch tuột quái cái tráng lộ ra một đầu khe hở, trung động dưới, một con nhuộm huyết quang mắt to tức thời mở ra, ong ong, một cổ vô hình sóng âm từ bạch tuột quái mắt to bên trong truyền ra, lâu mộ yên mặc dù chuẩn bị sẵn sàng đem linh thức bao trùm thức hải vị trí hạch tâm, nhưng lại vẫn là nhận ảnh hưởng cùng công kích, nhức đầu muốn vỡ ra, nàng nhịn không được ôm đầu ngồi sổn trên mặt đất, mắt đen bên trong mang theo một tia huyết sắc, bạch tuột quái biến dị kỹ năng bên trong lợi hại nhất liền số tinh thần công kích, hắn con mắt thứ ba vừa mở, chỉ cần tinh thần lực không đạt được yêu thú cấp chính loại kia đẳng cấp đều sẽ bị kích động thành ngớ ngẩn lâu mộ yên thức hải bên trong tựa như là vô số kim đâm nàng cũng không có xem thường bạch tuột quái nhưng lại thật không nghĩ tới hắn lợi hại nhất sẽ là tinh thần công kích nàng lúc này tinh thần lực còn rơi vào trong giấc ngủ sâu mặc dù mình bị công kích sẽ không biến thành ngớ ngẩn nhưng lại đã mất đi chiến lực mà kia một tia mang theo hồng quan tinh thần lực còn tại hướng phía nàng thức hải vọt tới nàng thật chặt nắm chặt hai tay thừa nhận loại kia vạn kim đâm não một loại đau khổ. Cầu sinh dê xê vọng không ngừng nghĩ chút nào, nàng không thể liền như vậy chết. Đột nhiên, thức hải bên trong một đạo noãn quan nhẹ nhàng nhu nhu giống như là gió xuân phất qua, kia vào thức hải màu đỏ tinh thần lực hóa thành kim nhọn tùy theo chôn vùi. Một đạo hào quang màu lưu ly từ nàng thức hải duỗi ra cùng quyển mà ra, nàng cũng triệt để lâm vào trạng thái hôn mê. Diễu diễu cùng máu khẩn trương không ngừng đập cổ tay của nàng, truyền âm hy vọng tiểu chủ nhân có thế tỉnh táo lại, nhưng lâu mộ yên dài mà mực đen lông mi chăm chú nhắm, trên mặt yên ắng, thân thể co quắp tại cùng một chỗ, từng tầng từng tầng lưu ly vật dạng tia đưa nàng bao vây lại, bạch tuột quái không nghĩ tới mình tinh thần công kích sẽ thất bại, nhìn xem nào giống như là bị nhộng bao lấy ngủ say nữ tử hắn có một loại dự cảm không tốt. Vội vàng duỗi ra một nửa trở lên tráng kiện màu tím đen xúc tu tụ tập yêu lực đập mà đi, ý đồ muốn đưa nàng thân thể xuyên thấu nhưng kia từng cây mang theo yêu lực xúc tu đụng một cái đến màu lưu ly kén liền bị vô hình hóa giải đi đồng thời kia kén như là động không đáy thật chặt kề cận hắn xúc tu bắt đầu điên cuồng hấp thu hắn yêu lực hắn lập tức kinh hãi dùng sức đập màu lưu ly kén muốn tránh thoát ra tới đột nhiên một đạo xích kim sắc tia sáng chói mắt từ bên trên trùng điệp vung xuống hắn quấn ở lâu mộ yên trên người xúc tu bị đều chặt đứt a à, bạch tuột quái đau quát to lên ai dám đánh lén ta tùy theo hắn thấy một dáng người trác tuyệt, tướng mạo tuấn Mỹ phải không giống phàm nhân nam tử áo trắng xuất hiện tại nữ tử kia hóa thành kén bên cạnh, người đáng chết. Nam tử thanh âm mang theo vô tận hàng ý, nam nhân trong mắt lãnh sắc phản phất muốn đem cái này đầm sâu ngưng kết thành vô số băng sương, mà hắn xác thực làm như vậy, hắn đem lâu mộ yên ôm vào trong ngực, trong tay màu vàng trường kiếm nháy mắt biến thành màu xanh đậm, nguyên lực một rót vào, màu lam thân kiếm hóa thành vô số màu lam tinh quang đem trọn tòa đầm sâu trải rộng. Bạch tuột quái phát hiện mình vậy mà không cảm giác được tu vi của đối phương, một cổ khí tức tử vong đem hắn bao phủ, hắn cấp tốc duỗi về quấn ở băng loan trên thân thể xúc tu, quay người liền hướng phía đáy đầm duỗi ra một cái lỗ đen bơi đi, tốc độ nhanh kinh người, chết đi. Nam tử áo trắng sắc mặt không gợn sóng, đưa tay đối bạch tuột quái chạy trốn phương hướng nhẹ nhàng nắm chặt lại lòng bàn tay trong đầm sâu nước vậy mà bằng tốc độ kinh người ngưng kết thành băng sương, con kia bạch tuột quái, phanh, một chút đụng vào đã bị băng phong cửa hang, hắn hoảng sợ quay đầu nhìn nam tử áo trắng, đang chuẩn bị tự bạo một bộ phận xúc tu thoát đi lúc, đột nhiên phát hiện cái này phương không gian tất cả nước đều kết thành băng, hắn cúi đầu không dám tin nhìn xem thân thể của mình, nhìn tận mắt mình biến thành tượng băng, diễu diễu cùng máu thấy cảnh này cũng nhịn không được lạnh cả tim, trục cổ một cái rút vào lâu mộ yên trên cổ tay. Nam tử áo trắng trong mắt nhìn về phía trong ngực bị từng tầng từng tầng lưu ly kén bao bọc nữ tử, trong mắt băng hàng đều tán đi, hóa thành một bãi ấm sắc, còn tốt, nàng không có việc gì, lập tức hắn đem trên mặt đất băng kích cùng bị đông cứng thành tượng băng bạch tuột quái cuốn lên, tâm thần khẽ động liền ôm lấy lâu mộ yên biến mất tại trong đầm sâu, chương 250, thức tỉnh, lâu mộ yên lâm vào hôn mê sau cảm giác mình bị một tầng ấm áp quan vây quanh, nhẹ nhàng nhu nhu không để cho nàng nghĩ lập tức tỉnh lại thức hải bên trong lúc đầu ngủ say tinh thần lực một chút xíu tràn ra hóa thành lưu ly điểm sáng tản mát tại trong thức hải của nàng nguyên bản đã nhanh muốn khô kiệt tinh thần lực thức hải nháy mắt sinh động tinh thần lực tạo dựng thủy triều không ngừng vui sướng đập tranh nhau lăn lộn sau một lát nàng diện tích của ốc dần dần mở rộng kéo dài cuối cùng mở rộng đến hơn hai lần lúc mới ngừng lại được nam tử áo trắng đem lâu mộ yên mang ra đầm sâu sau ôm đến một chỗ sạch sẽ đất bằng đợi đến tầng kia lưu ly kén dần dần rút đi về sau hắn mấp máy môi mỏng đưa tay đưa nàng quần áo trừ bỏ, tận lực tâm vô tạp niệm từ trong những không gian lấy ra một kiện mình trường bào màu đỏ vì nàng phủ thêm, nhẹ tay phủ đến nàng tinh xảo khuynh thành trên mặt, trong mắt nhụn yêu thích yêu thương, bàn tay mang theo một tia hỏa nguyên lực nháy mắt đưa nàng ẩm ướt cục cục tóc hông khô, hắn đưa nàng ôm vào trong ngực, hôn một cái mi tâm của nàng, cúi đầu nhìn xem nàng mang theo băng vòng tay, con ngươi ngậm lấy tia tiếu ý, tâm thần khẽ động, hắn chặt đứt mình cùng băng vòng tay ở giữa liên hệ nữ nhân bất cứ lúc nào ngươi chỉ có thể là ta hắn xích lại gần bên tai của nàng nói nhỏ một câu làm phát hiện lâu mộ yên thức hải bên trong tinh thần lực đang không ngừng biến hóa lúc nam nhân bên môi câu lên một cái mị hoặc độ cong đột nhiên một con màu cam lông vũ chim nhỏ từ phương xa bay tới rơi xuống nam nhân trên đầu chủ nhân không quay lại đi thế thân liền phải bị phát hiện nam nhân quyến luyến lại hôn một cái lâu mộ yên cái tráng Hanh âm mang theo lưu luyến tình ý nữ nhân chúng ta rất nhanh liền sẽ gặp lại bảo trọng nói xong hắn vung tay lên một đạo từ hàng băng tạo thành vòng sáng đem lâu mộ yên bao lại con kia màu cam chim nhỏ cúi đầu nhìn một chút trên mặt đất nhắm mắt lại mỹ nhân tuyệt sắc trong mắt nhịn không được lộ ra mấy phần vẻ tò mò nguyên lai đây chính là chủ nhân tâm tâm niệm niệm nữ tử a đúng là cái mỹ nhân nhi nam tử đứng dậy vuốt ve thanh nhã áo trắng mang theo màu cam chim nhỏ đạp mạnh bước liền biến mất tại ngọn núi này trong rừng trung tâm trong thành bảo lục đại tông phái trưởng lão còn tại quan sát đến lần tranh tài này mà biểu hiện tương đối không sai mấy người thỉnh thoảng nghiên cứu thảo luận vài câu nam tử áo trắng sau khi trở lại phòng nguyên bản ngồi tại hàng cuối cùng nhắm mắt lại nam tử đột nhiên mở to mắt hành động này liền thiên cơ cung tên kia cơ trí bất phàm áo trắng lão giả cũng không phát hiện sau một ngày làm thức hải bên trong tinh thần lực hải dương vững chắc về sau lâu mộ yên dần dần mở ra con ngươi, vào mắt là một tầng tảng ra lam quan lồng băng đưa nàng thân thể bảo hộ ở trong đó, cảm ứng được nàng thanh tĩnh về sau, lam quan trong khoảnh khắc hóa thành vô số điểm xanh biến mất ở trước mắt nàng, nàng ngồi dậy vuốt vuốt mi tâm, cúi đầu xuống liền gặp trên người mình hất lên một kiện nam nhân áo bào đỏ, tâm không khỏi giật giật. Trước đó trong ngủ mê nàng liền phản phất nghe được một cái dễ nghe mang theo từ tính trong suốt giọng nam ở bên tai mình nói chuyện, xem ra cũng không phải là ảo giác đưa tay đem đầu tóc tùy ý dùng một sợi tơ mang trói chặt nàng đưa tay xích lại gần ngửi ngửi trên người hồng y minh tu nàng thần sắc không hiểu nói nhỏ một câu chẳng lẽ minh tu cũng là tham gia lần tranh tài này đại quốc người có thể từ hắn cùng minh minh thương hội quan hệ đến xem không nên a à, chủ nhân chủ nhân ngươi rốt cục tỉnh ngay tại suy nghĩ bên trong liền truyền đến diễu diễu âm thanh kích động nàng đưa thay sờ sờ diễu diễu đầu nhìn cách đó không xa đã bị đông cứng thành tượng băng bạch tuột quái hỏi, đến cùng là chuyện gì xảy ra, diễu diễu quấn lên cổ tay của nàng thân mật cọ sát, nhu nhu mở miệng nói, trước đó chủ nhân bị cái kia bạch tuột quái tinh thần công kích ảnh hưởng ngủ say, sau đó, lâu mộ yên nghe diễu diễu nói một lần nàng sau khi hôn mê sự tình, lông mày có chút nhăn nhăn, người xác định cái kia người kia mặc toàn thân áo trắng, ân ân, nam nhân kia chẳng những mặc toàn thân áo trắng, dáng dấp còn giống như là cái trích tiên hạ phàm. Diễu diễu hai mắt mạo tinh tinh, chẳng qua ta luôn cảm thấy trên người hắn có một cổ mùi vị quen thuộc, lại có thể xác định chưa thấy qua hắn. Lâu mộ yên lông mày giãn ra, diễu diễu tại vẫn là dao đẳng lúc đã từng tiếp xúc qua minh tu, đối với hắn mùi trên người quen thuộc liền bình thường, chỉ là cái kia yêu nghiệt làm sao mặc áo trắng rồi, còn một thân ôn nhuận trích tiên khí chất. Có khả năng sao, huyết huyết cũng toát ra đầu nói, chủ nhân, nam nhân kia quá mạnh chỉ là vận dụng nguyên lực liền đem cả tòa đầm sâu đông lạnh thành hàng băng, con kia bác giai bạch tuột quái một hiệp liền bị hắn giết, nói lên cái này đến, hắn hiện tại cũng còn có chút lòng còn sợ hãi, cũng còn tốt nam nhân kia là chủ nhân bằng hữu, Lâu Mộ Yên gật gật đầu, hắn từ trước đều rất mạnh. Ở trong lòng bổ sung một câu, kia yêu nghiệt còn rất thần bí, nàng đứng dậy đem trên người hồng y đổi thành y phục của mình, suy nghĩ một chút vẫn là đem hồng y thu nhập không gian chiếc nhẫn sau đó nàng đi đến hôn mê băng kích bên cạnh lấy ra một bình đầy tràn mùi thuốc đang dịch cho hắn rót đi vào trên tay cuốn lấy một tầng lục sắc sương mù phóng tới băng kích trên thân chữa trị toàn thân hắn đứt gãy xương cốt ước chừng tới một canh giờ lâu mộ yên thu tay lại ngồi xếp bằng trên mặt đất khôi phục lần này cũng coi là nhân họa đắc phúc tưởng gặp nạn mà hóa ra gặp may nàng mượn dùng dưỡng hồn một muốn tỉnh lại tinh thần lực so dự tính thời gian sớm hơn nửa năm thức tỉnh thức hải còn mở rộng một nửa nàng hiện tại tinh thần lực cũng vượt qua kiếm tông thực lực kiếm sư đi. Đột nhiên, một cổ ý lạnh từ chỗ cổ tay truyền đến, nàng vào giờ khắc này vậy mà cảm giác được rõ ràng cùng trên tay băng vòng tay ở giữa liên hệ. Trước đó kia sợi ẩn dấu vô hình người ngoài khí tức đã biến mất, băng vòng tay giống như là mười phần thích nàng đồng dạng biểu đạt ra một loại vui sướng. Trong thức hải của nàng cũng nhiều ra một chút băng vòng tay tin tức. Long Phượng thần trạc vạn năm trước làm bạn từ đại địa ở giữa diễn sinh, vòng tay thân từ thần cấp linh vật luyện chế mà thành là nhân gian chí bảo chia làm một chồng một phượng hai con vì tâm linh tương khế nam nữ chủ nhân đeo lâu mộ yên nhẹ nhàng vuốt ve trên tay màu băng lam cái bàn nó có thiên phú cũng phản hồi đến trong thức hải của nàng phượng thần trạc sao nàng bên môi câu lên bôi nụ cười bẩn cợt nguyên lai thật có thể chữa trị thương thế khu trừ độc tố thúc đẩy sinh trưởng linh thảo đúng là kiện bảo bối trong đầu nhịn không được chiếu ra một vòng cao lớn thẳng tắp hồng y thân ảnh minh tu ngươi ở đâu đâu ngô băng kích chậm rãi mở to mắt ngạc nhiên nhìn xem lâu mộ yên chủ nhân chúng ta còn sống a à? hừ chủ nhân vì cứu ngươi thế nhưng là nhảy vào cái kia đầm sâu bị trọng thương ngươi cái này xú điểu chính là cái đồ đần diễu diễu duỗi ra cái đầu nhỏ trừng trừng băng kích băng kích trong mắt tràn đầy vẻ cảm động hắn liền nói mình vì sao còn sống toàn thân đứt gãy xương cốt chẳng những nối liền cường ngạnh độ còn gia tăng không ít, hóa ra là chủ nhân cứu hắn, chủ nhân, băng kích rất thích ngươi. Nói xong hắn liền hóa thành thất thải vẹt nhảy đến lâu mộ yên bả vai cọ sát nàng tay, hắn ngược lại là nghĩ cọ tiểu chủ nhân mặt cùng cổ, nhưng nghĩ tới hồng y mỹ nam cùng mặt diễm lãnh quan cũng không dám, lâu mộ yên im lặng lường hắn một cái, ngươi cho ta yên tĩnh hội, băng kích một mặt vĩ khuất nhìn xem nàng, chẳng qua cũng không cần phải nhiều lời nữa đứng tại trên vai của nàng liền bắt đầu khôi phục tu luyện. Lâu mộ yên đứng người lên đem trên mặt đất bạch tuột quái thu vào, tiếc núi nhìn một chút đã đông lạnh thành sâu băng đầm nước, cũng không đi dò xét bạch tuột quái động phủ hào hứng. Nàng tinh thần lực khôi phục về sau cũng có thế đại khái dò xét đến đầm sâu chỗ tình huống, cũng không có nàng cần linh thảo hoặc là linh thạch, chỉ là luôn cảm thấy bác giai bạch tuột quái tại cái này phương trong đầm sâu sinh tồn có chút kỳ quái. Nghĩ đến lâu mộ bạch bọn người sợ là lo lắng đến mình gánh nguy, nàng cũng không có lòng dừng lại thêm, chân đạp màu vàng trường kiếm liền phi tốc hướng phía ngoài núi mà đi. Các bạn đang nghe tại kênh bà Tám đọc truyện. Chương 251, đấu vòng loại kết thúc, bạch vụ lượng lờ sơn lâm bên ngoài, lâu mộ bạch bọn người đi tới đi lui tâm thần bất an, đều đã hai ngày, không biết lâu mộ yên thế nào rồi. Tư Nam một mặt lo lắng, hắn đối lâu mộ yên an nguy tương đối lo lắng không chỉ là đối nàng cảm thấy hứng thú, cũng bởi vì nàng có thể cứu mình mẫu phi lạc ly ánh nắng tuấn lãng trên mặt lộ ra mấy phần thất bại hắn mang theo khẩn trương đối lạc diệp hỏi ca nàng còn sống a à? một ngày trước hắn ca tính ra lâu mộ yên khí tức biến mất sinh tử chưa biết để bọn hắn tâm rơi vào đáy cốc lạc diệp cầm này chuỗi phật châu lại bấm đốt ngón tay một phen nhíu lại lông mày buông ra rất nhiều nàng còn sống đồng thời trên người bây giờ khí tức so ngay từ đầu tiến vào rừng rậm trước càng mạnh nghĩ đến là gặp được cơ duyên gì Nghe hắn nói như vậy những người khác dẫn theo tâm cũng buông xuống không ít. Dạ thanh hàng một mực bình tĩnh đứng tại sương mù dày đặc phía trước, thời khắc không ngừng nhìn xem trong rừng rậm động tĩnh, nàng sẽ không có chuyện gì. Lăng phi dương thở dài, vỗ nhẹ dạ thanh hàng bả vai, hắn biết dạ thanh hàng đối lâu mộ yên dùng tình sâu vô cùng, chỉ là từ biểu muội trong mắt lại nhìn đoán không ra loại kia tình ý, có chỉ là hảo hữu chí giao quan tâm chi sắc, dạ thanh hàng vuốt vuốt mi tâm, mang trên mặt vẻ mệt mỏi, ừm, nàng nhất định sẽ không có chuyện gì. Trì giật hiên mắt sắc mịt mờ, trong lòng sinh ra một loại vô tận thất lạc, trong lòng của hắn có một thanh âm nói với mình lâu mộ yên sẽ không chết, nhưng bọn hắn ở giữa trên lệch lại càng lúc càng lớn. Bên người nàng có không ít thế hệ tuổi trẻ thiên chi kiêu tử quay chung quanh, hắn đã từ tính mạng của nàng bên trong phai nhạc ra khỏi, trong lòng của hắn hối hận đến cực điểm, vì sao lúc trước liền không thể cố mà trân quý nàng đâu, đợi đến mất đi sau mới phát hiện nàng tốt, trân quý của nàng, đã muộn. Đột nhiên, một vệt kim quang từ trong sương mù dày đặc chui ra, đám người ngẩng đầu nhìn lại liền gặp lâu mộ yên ngự kiếm bay tới. Mộ yên yên nhi lâu mộ yên. Dạ thanh hàng mấy người cùng hô lên. Lâu mộ yên khu kiếm rơi xuống đất, các ngươi đều tại a. Thấy lâu mộ bạch tuấn nhã trên mặt lộ ra mấy phần tiều tụy, nàng có chút khó chịu, đi lên kéo cánh tay của hắn, thân mật mà cười cười hô, ca ca. Lâu mộ bạch lúc đầu căng thẳng mặt nhu hòa mấy phần, bất đắc dĩ thở dài điểm điểm chấp mũi của nàng ngươi a luôn luôn để người thao không đủ tâm về sau không cho phép lại như thế lỗ mãn đã nghe chưa sau đó sắc mặt hắn ít có nghiêm túc cảnh cáo nói lâu mộ yên cọ sát cánh tay của hắn đều nghe ca ca lạc ly bọn người lần thứ nhất nhìn thấy lâu mộ yên sẽ lộ ra loại này tiểu nữ nhi dáng vẻ đều hiếu kỳ nhìn xem nàng sau đó nhịn không được kéo ra khóe miệng nàng vẫn là bạo lực điểm tốt nếu là lâu mộ yên biết mấy người ý nghĩ xác định vững chắc đưa bọn hắn hai chữ phạm tiện, mộ yên, ngươi không sao chứ. Đầu kia ác giao đuổi theo ngươi tiếng rừng rậm, chúng ta đi vào tìm kiếm ngươi, nhưng lại mỗi lần đều đi trở về đến tại chỗ. Dạ thanh hàng khuôn mặt tuấn tú bên trên đều là quan tâm chi sắc, lâu mộ yên trong mắt nhuộm ấm áp, con kia ác giao đã chết rồi, ta bị thương nhẹ, chẳng qua bây giờ đã khôi phục, ngươi đem con kia ác giao yêu linh chơi chết rồi. Hách liên liệt phát hiện hắn càng cùng lâu mộ yên ở chung càng xem không thấu nàng. Lâu mộ yên lường hắn một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta chỉ có kiếm hoàng tu vi, hắn nhưng là có kiếm tôn thực lực. Con kia ác giao yêu linh mặc dù là cửu giai tương đương với nhân loại kiếm sư kiếm thánh tu vi, nhưng bởi vì lâu dài bị phong ấn ở phù triện bên trong, lại chỉ là yêu hồn, cho nên thực lực chỉ có bát giai, ta cảm thấy có khả năng. Hách liên liệt ngượng ngùng cười cười, trong lòng của hắn còn kém chút liền thật sự cho rằng kia Yêu Linh là Lâu Mộ Yên chưa chết, nghe nàng nói như vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, không phải cùng nàng so ra bọn hắn thật sự là kém nhiều lắm, ngươi thật sự là quá để mắt ta. Lâu Mộ Yên cười cười, con kia ác giao sau khi đi vào liền gặp một con bác giai đỉnh phong bạch tuột quái, bọn hắn lẫn nhau nghĩ nuốt đối phương, thế là lưỡng bại câu thương, ta liền nhặt cái tiện nghi nàng tự nhiên không có khả năng nói cho những người khác ác giao yêu linh là bị mặt diễm u minh chi hỏa luyện hóa thôn vệ. Nếu là ác giao không phải linh hồn trạng thái, hiện tại mặt diễm cũng là không làm gì được hắn, ngươi vận khí thật tốt. Hách liên liệt nhịn không được cười nói, hắn phát hiện lâu mộ yên cơ duyên vận khí đều so với bọn hắn thật nhiều, tăng thêm kia nghịch thiên tuyệt hảo thiên phú, thật sự là thượng thiên sủng nhi, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lạc Ly tiếp lời nói, lâu mộ yên cười nhạt nói các ngươi một mực đang nơi này trông coi đấu vòng loại thế nào rồi nói xong nàng lấy ra thân phận ngọc bài nhìn một chút tên của nàng lần lại ngã xuống trước mười ngươi sinh tử chưa biết chúng ta nào có tâm tình đi kiếm điểm tích lũy lạc ly trừng nàng liếc mắt cái này không tim không phổi nữ nhân còn muốn lấy điểm tích lũy đâu vậy bây giờ ta ra tới chúng ta đương nhiên phải đi kiếm điểm tích lũy các ngươi nghỉ ngơi mấy canh giờ chờ trời tối chúng ta liền lên đường đi nàng là muốn tiến vào đấu vòng loại trước 10. Đối nàng ý kiến những người khác cũng không phản bác, hiện tại nàng an toàn, bọn hắn đối điểm tích lũy lại giấy lên cảm xúc mãnh liệt, tốt, trung tâm trong thành bảo, lục đại tông phái trưởng lão thấy lâu mộ yên còn sống từ hai loại nguy hiểm phân biệt ra đều nhao nhao lộ ra nét mừng nhẹ nhàng thở ra, trong lòng càng thêm kiên định muốn đem nàng đào đi tông môn, tại đấu vòng loại sau cùng trong vòng vài ngày, mặc diễm mặc dù lâm vào ngủ say trạng thái, nhưng lâu mộ yên tinh thần lực đã khôi phục, thế là nàng mang theo mấy đội nhân mã tại ban đêm đi săn, đánh giết không ít đàn thú, điểm tích lũy một mực tăng vọt, cuối cùng tại nàng điểm tích lũy vọt tới thứ ba lúc, đấu vòng loại kết thúc du dương tiếng chuông vang lên, mời tham gia đại lục tranh bá tái điểm tích lũy xếp tại trước 1.500 tên đội viên trong vòng 3 ngày phải tất yếu đến trung tâm thành trì tập hợp, tiếp tục vòng tiếp theo tranh tài, vượt qua thời gian người coi là tự động từ bỏ tranh tài, đem truyền ra tranh tài không gian, ghi nhớ. Kết thúc tiếng chuông vang lên sau không bao lâu, các nàng thân phận của mỗi người trên ngọc bài truyền đến dạng này một đầu tin tức. Chúng ta cách trung tâm thành trì chỉ có một ngày khoảng cách, hiện tại chạy tới đi. Lạc Diệp thu hồi trong tay ngọc bài nhàn nhạt mở miệng, Lạc Ly lấy ra ngọc bài nhìn một chút biểu môi nói, lâu mộ yên, anh ta, tư nam cùng ta phân biệt xếp hạng thứ ba đến thứ sáu vị trí, không nghĩ tới diêm quân tên kia vậy mà vọt tới thứ hai, còn có cái kia thứ nhất người căn bản là không có nghe qua. Diêm quân vọt tới thứ hai cũng coi là bình thường, cái kia thứ nhất gọi là sở hàng người đến từ một cái trung đẳng quốc gia, trước đó cũng không nghe qua tên của hắn, xem ra lại là một con ngựa ô. Tư Nam trầm tư một hồi nói, hách liên liệt thở dài, lần này hắc mã thật nhiều, để chúng ta những cái này uy tín lâu năm đại quốc tinh anh chiến đội người còn thế nào sống a? À. hắn xếp hạng tại thứ 9, đối cái thành tích này kỳ thật đã vượt qua hắn dự đoán, nếu không phải đi theo lâu mộ yên đánh giết thú triều hắn sợ là muốn xếp tới 30 tên về sau, mà 10 hạng đầu bên trong, trừ lâu mộ yên cùng cái kia gọi sở hàng người, hạng 10 người cũng là một cái không biết tên tiểu quốc kiếm sư, 50 người đứng đầu bên trong còn toát ra không ít tên xa lạ, để hắn áp lực như núi, thôi đi, ngươi đều xông vào trước 10 còn có cái gì không thỏa mãn, cơ huyền bọn người đều còn tại phía sau ngươi đâu. Lạc Ly nhíu nhíu mày nói, hách liên liệt nghe được Lạc Ly, trên mặt lộ ra mấy phần đắc ý ý cười, cái kia ngược lại là, nói thế nào ca cũng nghiền ép cơ huyền bọn hắn, lâu mộ yên im lặng lường hắn một cái, không có chí khí, nàng đối thứ ba thứ tự rất hài lòng, có cái kia gọi sở hàng người làm chim đầu đàn, tin tưởng vòng thứ hai trong trận đấu nàng sẽ giảm bớt không ít phiền phức, chương 252, đấu bán kết bắt đầu, ngày thứ hai, lâu mộ yên bọn người thuận lợi đến trung tâm thành trì, vào thành sau bốn phía đường đi rộn rộn ràng ràng, người đến người đi mười phần náo nhiệt, đặc biệt là hiện tại lưu tại trung tâm thành trì kiếm sư đều là có thể tham gia vòng thứ hai tranh tài người tâm tình tự nhiên mười phần vui vẻ đại đa số người trên mặt đều mang nét mặt tươi cười trung tâm thành trì khác biệt với những thành trì khác chính là khách sạn cũng sẽ không cho siêu cường quốc người dự thi đặc thù chiếu cố dù sao có thể đi vào vòng thứ hai tranh tài kiếm sư đều coi là phiến đại lục này thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật khác nhau đối đãi sợ làm cho người bất mãn lâu mộ yên một đoàn người tìm một nhà bên cạnh thành hoàn cảnh ưu nhã an tỉnh khách sạn vào ở nếu là đổi thành thường ngày tư nam cùng hách liên liệt hai cái thích xa hoa gia hỏa là sẽ không đồng ý có thể thấy được lâu mộ yên nhận định khách sạn này bọn hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý chẳng qua cuối cùng cũng bao xuống hơn phân nửa cái viện tử lâu mộ yên tiến vào khách sạn sau liền đi gian phòng cũng bố trí pháp trận chủ nhân chủ nhân ngươi có phải hay không muốn đào con kia bạch tuộc quái tinh hạch rồi Lâu mộ yên một bố trí xong pháp trận băng kích liền cọ lấy bờ vai của nàng lấy lòng hỏi. Lâu mộ yên biết hắn nhớ thương viên kia yêu thú tinh hạch thật lâu, buồn cười đem bạch tuột quái thi thể lấy ra, phía trên hàng băng còn chưa làm tan. Nàng tiện tay ném một đám tử kim linh hỏa xuống dưới, bạch tuột quái trên người hàng băng mới chậm rãi hòa tan. Nàng như có điều suy nghĩ nhìn xem dưới mặt đất bãi kia từ băng hóa thành nước, minh tu đến cùng đạt tới tu vi gì rồi dạng này nguyên lực ngưng thực thành băng cũng không phải bình thường kiếm tông cường giả có thể làm đến thấy băng kích trong mòn con mắt bộ dáng nàng không khỏi cười cười đưa tay đem bạch tuột quái trái tim bên cạnh tinh hạch lấy ra trực tiếp ném cho hắn cầm đi luyện hóa đi băng kích đầy miệng ngậm lấy tinh hạch đáy mắt ẩn lấy bôi cảm động tiểu chủ nhân không để ý sinh tử hạ đầm sâu cứu hắn hiện tại lại sẽ trân quý như vậy tinh hạch cho hắn vốn còn nghĩ về sau mở ra phong ấn liền đi tự có tiêu sái băng kích lập tức quyết định về sau phải thật tốt đi theo lâu mộ yên bên người đi theo dạng này một cái thần bí cường đại chủ nhân có tiền đồ trọng yếu nhất chính là tiểu chủ nhân quá hào phóng chủ nhân diễu diễu đói diễu diễu nhìn xem băng kích miệng bên trong ngậm bát dai yêu thú tinh hạch ánh mắt lộ ra mấy phần ao ước nhưng lại sẽ không đi đố kỵ chủ nhân làm đều là đúng lâu mộ yên thân mật sờ sờ đầu của nàng lấy ra mấy quả lục giai yêu thú tinh hạch phóng tới trên tay cho nàng nuốt. Ngươi cùng huyết huyết thực lực nuốt cao giai tinh hạch cũng không thích hợp, chờ các ngươi tấn cấp đến yêu thú cấp 7, ta liền đi làm thất bát giai tinh hạch cho các ngươi luyện hóa, diễu diễu thích nhất chủ nhân. Tiểu bạch xà nuốt vào một viên tinh hạch sau cỏ sát lâu mộ yên, tinh hạch đối ăn thịt người huyết thứ dây leo vương lực hấp dẫn không có máu tươi lớn, hắn từ lần trước sau liền huyễn hóa thành một chuỗi một vòng tay treo ở lâu mộ yên trên cổ tay, chủ nhân, ngươi về sau kiếm một ít cao giai kiếm sư máu cho ta nếm thử liền tốt. Tại tranh tài không gian bên trong hắn hấp thu rất nhiều cao giai yêu thú máu tươi, đã cảm thấy tấn cấp tầng kia bích chướng, nếu là đang ăn uống một chút kiếm sư máu, tin tưởng rất nhanh liền có thể đột phá. Lâu mộ yên lường hắn một cái, cảnh cáo nói, đừng cứ mãi nghĩ đến uống máu người, trừ phi là đại gian đại ác người hoặc là địch nhân của ta, không cho phép ngươi lung tung ra ngoài hút máu người nếu không ta liền đem ngươi ném đến sa mạc khu đi cùng cây xương rồng cảnh làm bạn, máu thân thể cứng đờ, thất bại chỗ này chỗ này, tuân mệnh. Tiểu chủ nhân nói lời luôn luôn đều rất chắc chắn, hắn mới không muốn đi chim không để trứng sa mạc khu vực cùng cây xương rồng cảnh làm bạn, mặc dù càng thích máu tươi, nhưng có tinh hạch luyện hóa cũng không tệ, thế là mấy cái linh sủng đều an tâm đi luyện hóa yêu thú tinh hạch, lâu mộ yên trong mắt nhiễm lên mỉm cười thu cái này mấy cái linh sủng sinh hoạt ngược lại là không có nhàm chán như vậy sáng sớm hôm sau đang lâu người đem nàng cần linh thảo đưa đến khách sạn hiệu suất rất cao nàng cũng mãn ý nàng nhớ tới trước đó phượng vòng tay truyền đến tin tức lấy ra một gốc trăm năm linh thảo phóng tới huyền băng trong hộp tâm thần khẽ động một cổ linh lực màu xanh lục sương mù từ nàng trong lòng bàn tay tràn ra đầu nhập trong hộp lập tức đem nó che lại nếu là gốc dược thảo này thúc đẩy sinh trưởng thành công nàng liền kiếm về sau muốn luyện chế đang dược cơ bản liền không lo cao năm linh thảo so với tinh hạch đến mấy cái linh sủng càng thích ăn đang dược chỉ là trước đó thú triều bên trong đã đem nàng luyện chế đang dược tiêu hao phải không sai biệt lắm lần này linh thảo được bổ sung nàng hoa hai ngày thời gian dùng để luyện chế đang dược lại qua một ngày nàng ngoài cửa không ngừng vang lên tiếng đập cửa đem một viên cuối cùng đang dược để vào trong bình nàng mở cửa ra liền gặp lạc ly tấm kia sáng lạng ánh nắng khuôn mặt tuấn tú ngươi tại luyện đang lạc ly vừa đi tới cửa đã nghe đến một cổ đan hương lâu mộ yên gật gật đầu trước đó đang dược đều tiêu hao sạch luyện điểm dự bị lạc ly nghĩ tới nàng mỗi lần nuốt đang dược giống như là ăn kẹo đồng dạng không khỏi kéo ra khóe miệng nhớ tới chính sự vừa cười vừa nói chúng ta đi trung tâm quảng trường đi đi trung tâm quảng trường làm gì ngươi chưa lấy được trên ngọc bài tin tức truyền đến lạc ly kinh ngạc hỏi hắn cũng là thấy lâu mộ yên một mực không xuất hiện mới đến gõ cửa không nghĩ tới nàng không biết cái này sự tình lâu mộ yên trước đó luyện đang tuyệt không chú ý hiện tại lấy ra ngọc bài xem xét mới biết được nguyên lai like tranh tài chủ sự phương thông báo sau nửa canh giờ ở trung tâm quảng trường tập hợp tuyên bố vòng tiếp theo tranh tài đi thôi đám người bọn họ đến trung tâm quảng trường lúc nơi này đã tụ mãn đám người phi thường náo nhiệt lâu mộ yên bọn người tìm một cái góc hẻo lánh đứng nàng nhìn quanh một vòng bốn phía phát hiện không ít thực lực hùng hậu đoàn thể siêu cường quốc tinh anh chiến đội một loại cũng không chỉ là một tổ tựa như là lạc diệp cùng tư nam quốc gia của bọn hắn phân biệt còn có hai chi đội ngũ khác thực lực đều không tầm thường thông báo thời gian vừa đến một đạo âm thanh vang dội ở trung tâm trong sân rộng vang lên các ngươi đều là lần này đại lục tranh bá tái thông qua đấu vòng loại các quốc gia kiếm sư ở đây trước chúc mừng một tiếng thanh âm của hắn vừa dứt đám người liền gặp lăng không xuất hiện một áo trắng nam tử trung niên hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt tiếp tục nói, chẳng qua các ngươi không muốn kiêu ngạo, bởi vì tiếp xuống hai vòng tranh tài mới là các ngươi có thể hay không trổ hết tài năng mấu chốt. Vòng thứ nhất trong trận đấu 10 hạng đầu có thể được đến Ngọc Bài ban thưởng, tin tức sau đó sẽ phát đến các ngươi 10 người thân phận Ngọc Bài bên trong, thứ bậc hai vòng kết thúc lúc tới thực hiện. Đại lục tranh bá tái vòng thứ hai tranh tài cũng chính là đấu bán kết, ngày mai chính thức bắt đầu, trong vòng 5 tháng. Trong 5 tháng này, các ngươi có thể lợi dụng cái này phương không gian sung túc linh khí tu luyện tăng thực lực lên, cũng có thể trực tiếp tiến hành thân phận ngọc bài cướp đoạt, năm tháng sau thân phận ngọc bài sẽ nhắc nhở kết thúc thời gian, đến lúc đó trong tay bảy sắc thân phận ngọc bài nhiều nhất 500 người tiến vào sau cùng một vòng trận chung kết, đương nhiên, ta nói nhiều cũng không chỉ là số lượng, cũng bao hàm chất lượng, thanh cam tử tam sắc ngọc bài nhiều nhất người tự nhiên tại vòng thứ hai xếp hạng sẽ rất cao, theo thường lệ sử dụng điểm tích lũy chế độ, toàn bộ quy tắc tranh tài sẽ thông qua trận pháp truyền tống đến thân phận của các ngươi ngọc bài bên trong. Đúng, nhắc nhở một câu, đấu bán kết bên trong sông vào bảng điểm số trước 10 người vẫn như cũ có ban thưởng, mà lại rất phong phú, đợi chút nữa cũng sẽ phát cho các ngươi, ta cũng không nhiều lời. Cầu chúc mọi người lấy được thành tích tốt, chúng ta năm tháng sau thấy, áo trắng nam tử trung niên sau khi nói xong quay người liền biến mất tại trung tâm trong sân rộng, lúc đầu an tỉnh quảng trường cũng nháy mắt sôi trào, chương 253. Tách ra hành động, trở lại khách sạn về sau, lâu mộ yên đám người thân phận ngọc bài không ngừng lấp lóe, tranh tài chủ sự phương thông qua trận pháp đem tin tức liên tiếp truyền đến, lần này đấu bán kết vậy mà cần thời gian 5 tháng, xem ra chúng ta phải nhanh tăng thực lực lên mới được. Hách Liên Liệt một bên nhìn ngọc bài một bên nói, đi vào tranh tài không gian trừ có thể sẽ bị Lục Đại tông phái chọn đi, vì đế quốc làm vẻ vang hai điểm này bên ngoài, còn có một cái rất nhiều chỗ tốt chính là chỗ này linh khí 10 phần dư giả tài nguyên cũng mười phần phong phú, tại cái này phương không gian tu luyện tốc độ so bên ngoài cơ bản có thể nhanh hơn gấp đôi, cho nên mỗi lần tranh tài đều sẽ để lại cho các quốc gia kiếm sư một đoạn thời gian tu luyện tăng thực lực lên, không nghĩ tới tiến vào trước 10 còn ban thưởng tử sắc ngọc bài, vẫn còn không sai. Lạc Ly li nhìn tin tức nói, Lâu Mộ Yên đem ánh mắt khóa chặt tại sau cùng đấu bán kết điểm tích lũy trước 10 ban thưởng bên trên, không nghĩ tới vậy mà đều là vài ngày địa linh vật, tranh tài chủ sự phương thực lực thật sự là hùng hậu, vì trước 10 ban thưởng chỉ có liều. Nàng cười yếu ớt lấy thu hồi ngọc bài nói, nghe được nàng hùng tâm tráng trí những người khác mí mắt nhịn không được nhảy lên, vòng thứ hai tranh tài cũng không phải đánh giết yêu thú, có thể dùng ban đêm tìm kiếm thú triều tới lấy xảo, bọn hắn phải đối mặt thế nhưng là hơn một ngàn tên thế hệ trẻ tuổi bên trong thiên tài nhân vật thủ lĩnh, ngươi lại nghĩ đến trước 10. Đấu bán kết trước 10 cũng không phải tốt như vậy tiếng. Hách liên liệt nhúng nhúng vai, mục tiêu của hắn chỉ là xông vào 50 vị trí đầu. Lâu mộ yên nghệ hắn liếc mắt, không có tiền đồ, cảm tưởng mới dám làm. Nghĩ cũng không dám nghĩ, ngươi không bằng trực tiếp từ bỏ được. Mười hạng đầu ban thưởng bên trong có hai chủng linh vật chính là mặt diễm cùng huyết huyết gia tăng thực lực cần, nàng tình thế bắt buộc, nghe được nàng bình thản trong giọng nói lại mang theo lời nói hùng hồn, sắc mặt của những người khác biến đổi, đặc biệt là hách liên liệt, trong lòng của hắn có chút cảm giác khó chịu, lâu mộ yên cũng dám nghĩ vì sao hắn không dám nguyên lai like đây chính là giữa bọn hắn lớn nhất trên lệch sao chết không muốn mặt, chúng ta so tài một chút lần này đấu bán kết ai xong vào trước mười thế nào lần trước hắn bị tư nam âm một cái mới xếp tới thứ sáu lần này nhất định phải đem tràng tử tìm trở về tư nam sắc mặt thông dong cà lơ phất phơ nhíu nhíu mày tới thì tới ta sẽ sợ ngươi hai người lại công kích lẫn nhau một phen lạc dịp ho nhẹ một tiếng ngắt lời nói đấu bán kết chúng ta vẫn là đồng thời xuất động sao, hắn dám khẳng định, nếu là bọn hắn nhiều như vậy người cùng một chỗ tổ đội xuất phát, cái khác đội ngũ tuyệt đối nhìn thấy bọn hắn liền chạy, căn bản đoạt không có bao nhiêu ngọc bài, hắn suy nghĩ những người khác cũng nghĩ đến, chỉ là lại không tiện mở miệng, dù sao cản trở chủ yếu là lâu mộ yên kia đội cùng dạ thanh hàng kia đội, đương nhiên, bọn hắn cũng không có ghét bỏ ý tứ, nếu là lâu mộ yên vẫn như cũ để cùng một chỗ hành động, bọn hắn cũng sẽ không phản đối lâu mộ yên nhìn ra tâm tư của bọn hắn cùng xoắn suýt mỉm cười nói chúng ta vẫn là tách ra hành động đi thứ nhất có thể để cho địch nhân buông lỏng cảnh giác thứ hai cũng không cần lo lắng cướp được thân phận ngọc bài quá nhiều người không tốt phân vậy làm sao phân đội lạc ly hỏi hắn cùng tư nam kỳ thật đều không muốn cùng lâu mộ yên tách ra nhưng nhìn tình hình bây giờ có vẻ như không xa rời nhau cũng không được chúng ta cùng biểu ca ta bọn hắn kia tổ cùng một chỗ các ngươi tổ bốn tốt nhất đơn độc tách ra. Lâu mộ yên nghĩ nghĩ đề nghị, sau đó nàng lại bổ sung một câu, đương nhiên, các ngươi muốn liên hợp lại đi đoạt những người khác cũng được, dù sao nắm giữ đồng dạng nhan sắc ngọc bài người ở phía trước trong vòng bốn tháng là không thể lẫn nhau cướp đoạt, mặt trước cái kia bốn tháng chúng ta cũng không cần tách ra. Lạc Ly nói, lâu mộ yên lường hắn một cái, cùng các ngươi cùng một chỗ chúng ta làm sao tranh đoạt ngọc bài. Những cái kia đại quốc tinh anh đội ngũ xem lại các ngươi cũng không dám tùy tiện đến đoạt, đến lúc đó làm sao tiến trước 10a?" Lạc Ly mấy tức xạm mặt lại, tình cảm vẫn là bọn hắn liên lụy nàng, những cái kia đại quốc tinh anh chiến đội cũng không dễ đối phó, các ngươi đơn độc có khả năng sẽ có nguy hiểm. Tư Nam đưa ra vấn đề mấu chốt, Lâu Mộ yên nhíu nhíu mày, "Chúng ta tiến đến tranh tài không gian cũng không phải vì trốn ở các ngươi đằng sau cầm thứ tự, không trải qua mưa gió làm sao thấy cầu vồng?" Ta không phải ý tứ này, vừa rồi Ngọc Bài trong tin tức cũng nói, nếu ai đem đấu vòng loại 10 hạng đầu Ngọc Bài cướp đi, phần thưởng kia Ngọc Bài cũng sẽ biến thành ai, chúng ta sợ có người chuyên môn đối phó ngươi. Tư Nam cười đến tao bao, trên khuôn mặt Tuấn Mỹ ẩn lấy mấy phần lo lắng, lâu mộ yên thực lực quả thật không tệ, nhưng nàng quá ỷ lại tại trận pháp, nếu là có người ngăn chặn nàng kết ấn, kia thế tất liền gặp nguy hiểm, cầu còn không được, ta còn sợ bọn hắn không tìm ta đây. Lâu mộ yên định liệu trước nâng chung trà lên uống một hớp, cao giai linh trà hương vị chính là hương. Nàng lần trước tại đang lâu danh sách bên trong nhìn thấy loại này linh thảo, thế là hoa giá cao mua một chút, nghe được hắn tất cả mọi người im lặng, liền bọn hắn đều không thể không thừa nhận nàng tuyệt đối là người chuyên gây họa, đi tới chỗ nào liền chọc tới nơi nào. Hai người bọn họ đội người xác thực cần sinh tử nguy hiểm nịch luyện, tách ra cũng tốt. Một mực trầm mặt không nói lạc dịp đột nhiên mở miệng. Tiến vào tranh tài không gian liền không thể tham thân sợ chết, Trân Quý có thể hưởng thụ tài nguyên mau chóng tăng thực lực lên mới là cần làm. Nếu là bọn họ tổ đội cùng một chỗ gặp phải nguy hiểm liền giảm bớt rất nhiều, không được bao nhiêu lịch luyện tác dụng. Dạ Thanh Hàng cũng là 10 phần tán thành tách ra, cũng không chỉ là bởi vì tình địch quan hệ, càng bởi vì hắn muốn trở nên càng mạnh. Chỉ có tại thời khắc khẩn trương đứng trước nguy hiểm lúc, tiềm năng của người mới có thể có đến phát huy. Chúng ta đồng ý tách ra, gặp bọn họ đều như vậy nói, lạc ly cùng tư nam cũng không tốt nhắc lại nghị tổ đội vậy chúng ta tổ bốn cũng tách ra đi bọn hắn là bởi vì lâu mộ yên tập hợp một chỗ hiện tại lâu mộ yên đều muốn tách ra bọn hắn tự nhiên sẽ không nghĩ đến buộc chung một chỗ lâu mộ yên từ trong những không gian lấy ra mấy bình đang dược ném cho mấy người những đang dược này các ngươi giữ lại dự bị đi chúng ta năm tháng sau thấy các ngươi cũng đừng lạc hậu quá nhiều sau đó nàng đứng người lên bổ sung một câu tư nam khóe miệng giật một cái Nữ nhân này là nơi nào đến lớn như vậy tự tin, yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không để các ngươi vượt qua đi. Nếu để cho hai chi trung tiểu quốc đội ngũ tại phân tổ tình huống dưới siêu làm qua đi, để bọn hắn bốn nước lớn tin anh làm sao chịu nổi, vậy chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Lâu mộ yên trên mặt nhuộm tự tin hào quang, cười đến xinh đẹp động lòng người, nàng nụ cười tự tin là hấp dẫn người ta nhất, đây là lạc ly bọn người trong lòng cộng minh. Lâu mộ yên, Năm tháng sau hy vọng tại bản điểm số trước 10 dặm nhìn thấy tên của ngươi. Lạc Ly nhanh chóng vây quanh hạ lâu mộ yên sau đó buông ra, chỉ là một người bạn ở giữa ôm cổ vũ. Lâu mộ yên vỗ nhẹ Lạc Ly bả vai, mèo rừng nhỏ, các ngươi cũng cố lên, chúng ta liền sau so một lần xông vào 30 vị trí đầu người bên trong, cái kia một đội người nhiều nhất, so liền so. Lạc Ly trong lòng tê tê dại dại, lập tức hỏi, các ngươi chuẩn bị trước tu luyện vẫn là trước đoạt ngọc bài. Cái này còn phải hỏi. Khẳng định là trước tu luyện, coi như hiện tại đi đoạt ngọc bài đoán chừng cũng không nhìn thấy vài bóng người. Cũng đúng, vậy các ngươi bảo trọng, các ngươi cũng là, sáng sớm hôm sau, một đoàn người chia đội năm nhân mã phân biệt ra trung tâm thành trì, bắt đầu bọn hắn đấu bán kết hành trình, chương 254, tạm thời ẩn nấp tị nạn thành trì bởi vì có huyền thiết tường thành ảnh hưởng, linh khí cũng không có bên ngoài thâm sơn mật địa bên trong dồi dào, bởi vậy tiến vào đấu bán kết kiếm sư nhóm nhao nhao rời đi thành trì muốn tìm một cái an tĩnh hoàn cảnh tu luyện lâu mộ yên hai đội người ra khỏi thành sau cũng đang tìm kiếm phù hợp chỗ tu luyện mộ yên chúng ta muốn tìm địa phương nào tu luyện dạ thanh hàn gặp nàng tìm kiếm khắp nơi hiếu kỳ hỏi lâu mộ yên sờ sờ cái cầm trầm tư một hồi nói tìm một chỗ linh khí nồng nặc nhất địa phương ta nghĩ ta đã tìm được đi theo ta không có mặt diễm nàng dùng tinh thần lực tìm kiếm khá là phiền toái ngoại giới sơn lâm linh lực mặc dù dư giả, nhưng đều không có lần trước ác giao truy nàng đi chỗ kia nồng đậm, nghĩ nghĩ nàng cảm thấy mang theo hai đội người đi đâu tu luyện tương đối phù hợp, đầm sâu lân cận linh khí dồi dào, bạch tuột quái chiếm lấy thật lâu lãnh địa bốn phía đều không có cao giai yêu thú ẩn hiện, nơi nào bị vạch đến hai loại nguy hiểm địa, đại trận giám sát không cách nào dò xét, bí ẩn tính mạnh. Thêm nữa cái khác dự thi nhân viên bình thường sẽ không tiến vào nguy hiểm khu tu luyện bọn hắn đi đâu ngược lại an toàn nhất. Làm lâu mộ yên dẫn theo mấy người tới đến trước đó kia phiến sương mù dày đặc trừng lúc, vân tử mặt kinh ngạc nói, đây không phải kia phiến hai loại nguy hiểm khu sao, chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất, ta trước đó bị ác giao truy sát đến một chỗ đầm sâu, hắn cùng con kia bạch tuột quái lưỡng bại câu thương địa phương lân cận linh khí rất dồi dào, mười phần thích hợp chúng ta ẩn nấp tu luyện. Lâu mộ yên cười trả lời, lựa chọn của nàng đồng dạng đều sẽ không sai, tất cả mọi người rất tin tưởng nàng tốt tất cả nghe theo ngươi thế là lâu mộ yên đem một đoàn người đưa đến bạch tuột quái chiếm lấy chỗ kia đầm sâu quả nhiên bởi vì lúc trước bạch tuột quái uy hiếp hiện tại lân cận còn không có những yêu thú khác ẩn hiện trong đầm sâu đông lạnh lấy băng vẫn không có dấu hiệu hòa tan lâu mộ yên thấy thế cũng không thể không cảm khái minh tu biến thái vì hai đội người an toàn nàng đem cuối cùng một nhóm uẩn dưỡng qua ngọc thạch lấy ra bố trí một cái cửu cung trận pháp từ bên ngoài nhìn là dò xét không đến bọn hắn khí tức, nếu như có người hoặc là yêu thú cưỡng ép xâm nhập cũng sẽ mê thất tại trong trận pháp, sau đó từ đem một nhóm bố trí trận pháp cần ngọc thạch chôn đến linh khí bên trong sâu nồng địa phương uẩn dưỡng, nơi này linh khí quả nhiên so bên ngoài còn dư giả rất nhiều. Mục dịch cười nói, thời phong trên mặt không có bao nhiêu biểu lộ, trong mắt ngậm lấy vui mừng, bác giai yêu thú chiếm cứ địa bàn tự nhiên là sẽ không kém. Đúng lúc đầm sâu lân cận có một tòa núi hoang, một đoàn người tại trong núi hoang sáng lập động phủ liền ở lại, chuẩn bị tu luyện nhanh hơn 3 tháng lại đi ra cướp đoạt ngọc bài. Thời gian vội vàng mà qua, một tháng sau lâu mộ yên tu vi tăng lên tới trung giai kiếm hoàng, trúc cơ kỳ cũng đến cuối cùng, đợi đến kiếm hoàng đỉnh phong lúc, tin tưởng trúc cơ cũng có thể đạt tới đại viên mãn. Nàng bởi vì thể chất đặc thù có thế cảm ngộ tất cả thiên địa pháp tắc, cho nên coi như tốc độ tu luyện so người khác nhanh lên một hai lần, nhưng tấn cấp tốc độ cũng nhận ảnh hưởng nàng đem tinh thần lực thăm dò vào đến linh thú hoàng bên trong phát hiện mặt diễm lúc này bị một tấm ngọn lửa màu xanh lưới lớn bao vây lấy, khí tức lúc mạnh lúc yếu, nghĩ đến còn tại luyện hóa con kia bạch tuột quái yêu linh, chủ nhân, ở trong sơn động ngốc lâu như vậy chúng ta ra ngoài tìm xem linh thảo đi. Băng kích thấy lâu mộ yên tu vi tấn thăng nhất giai biết nàng sẽ không lại tu luyện, thế là giật dây nói, lâu mộ yên liếc mắt nhìn hắn, ta thật hoài nghi ngươi bác giai tu vi là thế nào tu luyện được ta thế nhưng là hàng thật giá thật bát dai đương nhiên là thiên phú nắm nhưng băng kích cao ngạo dương lên đầu liền như ngươi loại này lười hàng cả ngày chỉ muốn ra ngoài tản bộ lại tiếp tục huyết huyết cùng diễu diễu thăng cấp đến cửu dai ngươi đều còn tại dậm chân tại chỗ băng kích tính tình mười phần sinh động căn bản chính là cái ngồi không yên để hắn ở trong sơn động thực sự tu luyện một tháng đều xem như tốt lâu mộ yên thật có chút không nghĩ ra hắn đã từng là tu luyện thế nào đến bát dai băng kích biểu môi nhỏ giọng lầm bầm ta đây không phải bị nam nhân của ngươi phong ấn lại yêu lực tu luyện đặc biệt mệt mỏi a à? đừng tìm lấy cớ lâu mộ yên đưa tay gõ gõ đầu của hắn minh tu phong ấn áp chế trong cơ thể ngươi yêu lực mặc dù ngươi bây giờ tu luyện tương đối phí sức nhưng lại có thể để cho trong cơ thể yêu lực càng thêm tinh thuần chờ phong ấn giải khai lúc đối ngươi càng có lợi hơn ngươi dùng tốt nhất công tu luyện không phải chờ diễu diễu cùng huyết huyết vượt qua ngươi lúc ta xem ngươi mặt mo hướng nơi nào đặt lâu mộ yên biết đối với sĩ diện băng kích đến nói loại đã kích này tương đối hữu hiệu quả nhiên băng kích mắt nhỏ tại diễu diễu cùng huyết huyết trên thân lướt qua giống như là điên cuồng đồng dạng chủ nhân ta hiện tại liền đi tiếp tục tu luyện bọn hắn muốn vượt qua ta không cửa hắn đã bị mặt diễm áp chế nếu là kia hai hàng tại vượt qua hắn cái này cỡ nào đối mất mặt a à? lâu mộ yên lường hắn một cái chúng ta đi ra ngoài trước đi dạo thuận tiện làm điểm tinh hạch trở về cho các ngươi luyện hóa tiểu chủ nhân tốt nhất, vậy ta trở về lại tu luyện. Băng kích cầm đầu cọ sát lâu mộ yên bả vai, nịnh hót. Diễu diễu hừ một tiếng, huyết huyết cũng tán đồng đáp lại, nịnh nọt cuồng, hai người các ngươi tiểu hài tự biết cái gì. Hừ. Băng kích hừ một tiếng, lâu mộ yên mặc kệ bọn hắn, thấy lâu mộ bạch bọn người còn tại tĩnh tâm tu luyện liền một mình ra ngoài. Mảnh rừng núi này bị quy về hai loại nguy hiểm khẳng định có chỗ đặc biệt nào khác, linh thảo linh vật tuyệt đối không thiếu, nàng hiện tại tinh thần lực đã khôi phục, muốn mình tìm kiếm tốn chút công phu cũng là có thể làm đến, ra núi hoang sáng lập động phủ, nàng lại gia trì một lần trận pháp mới hướng phía chỗ sâu lao đi, sau năm ngày, một đạo thân ảnh màu tím có chút chật vật phi tốc chạy trốn, phía sau đi theo một đám lớn nhỏ cỡ nắm tay giống như là ông vò vẽ đồng dạng yêu thú, nhìn thấy phía trước có một dòng suối nhỏ, lâu mộ yên được không do dự nhảy xuống, khi một đoàn tương tự ông vò vẽ yêu thú có chút e ngại nước, tại dòng suối nhỏ chung quanh bồi hồi một ngày mới dần dần rời đi. Lâu Mộ Yên từ trong nước chui ra nhìn xem bầy yêu thú kia rời đi phương hướng ánh mắt lộ ra mấy phần lửa nóng, chờ tranh tài không sai biệt lắm xong lúc ta lại đến thu các ngươi. Chủ nhân, ngươi không có việc gì đi đâm cái gì xích phong ổ a. À? Băng kích trên thân bị đinh mấy cái bao lớn, một mặt suy tướng phàn nàn, tự nhiên là nghĩ móc xích phong mật, đây chính là muốn cái gì? Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra mấy phần hứng thú chi sắc, mà lại ngươi không cảm thấy nếu là có một chi dạng này bày ông linh sủng rất phong cách sao? Nàng nếu không có thuấn bộ cùng các loại thủ đoạn chạy trốn, sợ là thật muốn gãy tại những cái kia xích phong trong hang ổ. Băng kích liếc mắt, đồ vật là tốt, thế nhưng phải có mệnh cầm a, thu phục như thế một chi xích phong bày cũng không dễ dàng. Hắn cảm thấy Lâu Mộ Yên thuần túy là ý nghĩ hảo huyền, Con kia xích phong bày mẫu hoàng mặc dù chỉ là một con yêu thú cấp 7, nhưng lại có thế thai nén vô số ngũ lục giai xích phong bầy, đừng nói thu phục, chính là tiếp cận cũng khó khăn, ta biết, cho nên đây không phải chuẩn bị chờ thực lực tăng lên điểm lại đi a. À. Lâu mộ yên trong mắt lửa nóng tuyệt không biến mất ngược lại càng đậm, băng kích gặp nàng trong mắt nhiệt độ nhịn không được rút rút khóe miệng, chủ nhân đam mê thật sự là quá quái lạ, lâu mộ yên vốn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, đột nhiên đưa ánh mắt về phía cách đó không xa, phía trước có đánh nhau, chúng ta đi qua nhìn một chút. Chương 255. Theo ma trảo bên trong Cứu Mỹ Nhân Nam, Lâu Mộ Yên cảm nhận được có nhân loại kiếm sư cùng yêu thú khí tức, một lát sau cách đó không xa đánh nhau kết thúc, nàng ngoắc ngoắc khóe môi tăng tốc quá khứ tốc độ, nàng cũng không phải muốn đi tham gia một chân, chỉ muốn đi xem một chút có thể hay không nhặt cái tiện nghi làm điểm thân phận ngọc bài. Tới gần cái chỗ kia lúc, nàng đem thân ảnh ẩn nấp đi chậm rãi sờ lên, vượt qua một chỗ rừng cây, vào mắt một phương cảnh sắc duyên dáng hồ nước mặt trời chiều ngã về tây rừng cây bóng ngược tại trong hồ nước, sóng nước lấp loáng. Chỉ là như vậy ưu mỹ an tĩnh cảnh sát lại bị bên cạnh hồ bên cạnh mấy người đánh vỡ. Phía trước một cổng nàng thấy không rõ dung mạo hồng y nam tử không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Chung quanh hắn còn nằm năm tên đồng dạng không thể động đậy nam tử. Trọng yếu nhất chính là một dáng dấp khôi ngô cao lớn nữ tử sắc mị mị đối với hồng y nam tử vương ma trảo. Lâu mộ y nhịn không được khóe miệng giật một cái. Đối đã nhìn ngốc băng kích hỏi. Khi nữ chính là con yêu thú A, băng kích trùng mình một cái, đúng là một mực cọc cái, người nam kia thật thê thảm, cứ như vậy bị phi lễ. Lâu mộ yên mặc dù thấy không rõ nam tử khuôn mặt nhưng cũng có thể cảm giác được phẫn nộ của hắn, nghĩ đến là bị con cọp cái kia thiết kế, mỹ nhân, liền để lão nương thật tốt hưởng dụng đi. Khi khôi ngô nữ tử xoa xoa đôi bàn tay một mặt hèn mọn tướng, lâu mộ yên vuốt ve cái tráng, nàng còn là lần đầu tiên thấy nữ tử dạng này không bị cản trở mặc dù nữ tử này là con yêu thú, nam nhân kia về sau sợ là rốt cuộc hùng không dậy. Băng kích không đành lòng nhìn thẳng, trong lòng vô cùng đồng tình nam nhân kia, lâu mộ yên cũng không muốn nhìn xuân cung đồ, lúc đầu chuẩn bị rời đi, nhưng nhìn lấy nam tử kia một thân cùng minh tu rất giống hồng y lại dừng chân, muốn ăn yêu thú cấp 7 tinh hạch không? Nàng nhíu mày nhìn xem băng kích, băng kích nuốt một ngụm nước bọt, muốn ăn, con cọp cái kia giao cho ngươi. Lâu mộ yên một tay lấy băng kích từ trên bờ vai giật xuống trực tiếp ném ra ngoài. Vừa vặn tôi luyện hạ ngươi năng lực chiến đấu, đừng nói ngươi một con bát giai yêu thú liền chỉ yêu thú cấp 7 đều đánh không lại, thắng không được ngươi cũng đừng trở về. Băng kích thân thể vừa bay, vừa định chuẩn bị nhanh bay đi liền nghe được lâu mộ yên, chỉ có thể thuận chủ nhân ném đến quỷ tích bay đi. Thế nhưng là ta yêu lực bị phong ấn A. Hắn không muốn cùng cọp cái đánh A. Nếu là cọp cái coi trọng hắn làm sao bây giờ? lâu mộ yên câu môi cười truyền âm nhưng ngươi luôn luôn chỉ bác dai yêu thú nếu là cái này đều đánh không lại ngươi thực tình có thể đi chết vừa chết trong giọng nói ngậm lấy bi hiếp để băng kích không rét mà run ai đột nhiên có một cái bất minh phi hành vật thoát ra tên kia đã xé mở hồng y nam tử quần áo khôi ngô nữ nhân hung ác ngẩng đầu phúc hậu băng kích chỉ có thể kiên trì lăn không đứng vững cái đầu nhỏ ngẩng lên trong mắt ngậm lấy khinh thường ngươi cái này cọc cái thật ném chúng ta yêu thú mặt đối nam nhân còn cần mạnh, hừ, nơi nào ra tới tặc vẹt vậy mà cũng dám đóng lão nương nhàn sự đến, chờ lão nương làm xong việc liền đem ngươi nướng. Hiển nhiên băng kích tại khôi ngô nữ tử trong mắt chính là chỉ yếu gà đồng dạng tồn tại, băng kích, ngươi thật sự là mất hết làm thần thú mặt, về sau ra ngoài đừng nói ta là ngươi chủ nhân. Lâu mộ yên lửa cháy đổ thêm dầu truyền âm, diễu diễu tiếp lời nói, con kia xú điểu chính là cái giá áo túi cơm, chủ nhân ngươi đừng hy vọng hắn có thế nói rõ con cọp cái kia, đúng đấy, nói không chừng một hồi thật bị cọp cái nướng. Máu cũng tham gia náo nhiệt đến một câu, băng kích lập tức mặt mo đỏ ửng, hắn cứ như vậy bị đồng đội thật sâu kinh bỉ, hừ, ngươi cái này cọp cái chớ có đang khi dễ cái này Mỹ Nam. Băng kích bị đã kích giận giữ huyễn hóa thành bản thể, một con hào quang tịnh lệ băng loan cự điểu xuất hiện ở giữa không trung, tên kia lúc đầu xem thường khôi ngô nữ tử đột nhiên ánh mắt sáng lên, thần thú A, lập tức tiếp núi đập đi hạ miệng, đáng tiếc chỉ có lục dai còn biến không được hình người, lăn đi một bên chơi, đừng làm trở ngại ta hưởng dụng Mỹ Nam, ngươi cái này vô sĩ cọc cái, nhìn ta đến trừ gian diệt ác. Băng kích không muốn bị diễu diễu cùng huyết huyết xem thường, hắn nhưng là muốn làm lão nhị, thế là cánh vung lên vô số hàng băng mũi nhọn lập tức đánh úp về phía nữ tử kia, khôi ngô nữ tử bị quét hào hứng tâm tình mười phần hỏng bét, ngửa đầu cùng hống một tiếng, giơ quả đấm trực tiếp nghênh tiếp kia vô số đạo băng trùy. Băng trùy tại nữ tử phá không yêu lực quyền phong bên trong đức thành từng khúc, cuối cùng hóa thành một phấn biến mất. Băng kích hiếp hiếp con ngươi, cái này cọc cái thật là có mấy phần bản lĩnh. Băng kích, đưa nàng gây nên địa phương khác đánh. Lâu mộ yên truyền âm nói, ngươi thắng ta liền luyện chế một viên tứ phẩm đang dược cho ngươi phục dụng. Băng kích vốn đang không tình nguyện, nghe tới tứ phẩm đang dược lúc đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, đối nữ tử kia mắng to một trận, Ngươi cái này cọp cái vừa già lại xấu a à, ta muốn xé ngươi băng kích đã kích hiển nhiên chọc giận cọp cái băng kích cà lơ phất phơ xì một tiếng khinh miệt Dương cánh liền hướng phía hồ đối diện bay đi nữ tử kia quay đầu hóa thành một con cự hình màu vàng hổ vàng liền đuổi tới lâu mộ yên bò khai bụi cỏ chui ra chớp mắt một cái con ngươi lẩm bẩm thật đúng là chỉ cọc cái a à. nàng có thế cảm giác được đối phương là một con thất giai yêu thú nhưng lại không đoán ra được nguyên hình là cái gì nhìn thấy nữ tử huyễn hóa chi phí thể hổ vàng, nhìn không được đối kia hồng y nam tử vừa đồng tình một cái, xem ở hắn mặc áo đỏ để nàng liên tưởng tới minh tu đến phân thượng, nàng quyết định cứu hắn thoát ly cọc cái ma trảo, thấy băng kích cùng cọc cái đã sớm không gặp thân ảnh, nàng bước nhanh đi đến hồng y nam tử trước mặt ngồi xuống muốn nhìn bọn hắn vì sao không động đậy, đập vào mắt là một tấm so tư nam còn giống cái khó phân biệt tuấn mỹ dung nhan, toàn thân mang theo tia tà khí diễm tuyệt màu đỏ cẩm y đem hắn rắn chắc lại không hiện thân thể khôi ngô chăm chú bao bọc cổ áo bị trước đó nữ tử xé mở bên trong phong quang như ẩn như hiện có hình mày kiếm hạ là một đôi câu người cặp mắt đào hoa đứng thẳng dưới mũi mặt một tấm nửa mở màu ửng đỏ môi mỏng gợi cảm vô cùng lúc này sắc mặt hắn tái nhợt trong mắt mang theo tia tinh hồng nghĩ đến là bởi vì vừa rồi kém chút bị phi lễ sự tình khí thảm lâu mộ yên âm thầm ở trong lòng liếc mắt đúng là cái mỹ nhân khó trách con cọp cái kia vội vã không nhịn nổi xuống tay, chẳng qua nàng thấy qua Mỹ Nam vô số, bên người gặp phải cũng nhiều là Mỹ Nam, chỉ là kinh diễm liếc mắt liền thu liễm mắt sắc, nam nhân này mặc dù tà mị tuấn Mỹ, nhưng so với Minh Tu tới vẫn là kém một bậc, nàng thấy nam tử nhìn nàng trong ánh mắt mang theo kinh ngạc cùng có chút khó xử, bên môi nổi lên bôi nụ cười nhàn nhạt, ta xem các ngươi còn có hay không cứu, biết nam tử nói không được lời nói, nàng đưa tay đặt ở trên cổ tay của hắn đem bắt mạch, lúc đầu coi là chỉ là trúng độc, ai biết nam nhân này lại có bệnh, khó trách lấy thực lực của hắn sẽ bị cọc cái chế phục, nghĩ đến trước đó là bệnh phát, ta trước giải độc cho các ngươi, chẳng qua đan dược này cũng không phải cho không, chờ các ngươi khôi phục tự do về sau phải cho ta thù lao. Lâu mộ yên lấy ra một cái màu trắng bình sứ đổ ra một viên đan dược tại nam tử trước mặt lung lay nhìn xem hắn nói, nam tử chớp chớp cặp mắt đào hoa ra hiệu có thể, lâu mộ yên nắm bắt cái cầm của hắn cho ăn một viên xuống dưới, sau đó lại đi đến mấy người khác trước mặt phân biệt để bọn hắn ăn một viên tam phẩm thanh linh đan. Khi cọp cái đối mấy người hạ độc chỉ dùng mấy hơi thời gian liền giải khai, phốt. Nam tử giải độc, nhịn không được một nguồn máu tươi phun tới, chương 256, bệnh tim. Lâu mộ yên quay người thấy hồng y nam tử một nguồn máu phun tại trên mặt đất, hắn hạp nhắm mắt, tại mở ra lúc trong mắt thần sắc đều thu liễm, sắc mặt hắn tái nhợt bên trong mang theo vài phần đau khổ, móc ra một khối khăn lụa xoa xoa bên môi vết máu, ngước mắt nhìn xem lâu mộ yên miễn cưỡng cười cười, hôm nay đa tạ lâu cô nương, lâu mộ yên nhíu nhíu mày, ngươi biết ta, lâu tiểu thư hiện tại cùng sở hàng đại danh ai không biết. Xông vào trước năm hắc mã tự nhiên đặc biệt làm cho người ta chú ý, Diêm Quân cũng không có nghĩ đến mình chật vật vậy mà lại bị nữ nhân này nhìn thấy, chẳng qua xem ở nàng cứu hắn phân thượng, trong lòng kia phần sát ý dần dần bị ép xuống, ngươi tên là gì? lâu mộ yên cảm thấy khí tức của người đàn ông này có chút quen thuộc nàng hẳn là gặp được chỉ là lại không cái gì ấn tượng diêm quân phí sức đem thân thể ngồi dậy bỗng nhiên khục một trận mới chậm rãi nói diêm quân nguyên lai ngươi chính là đấu vòng loại xếp hạng thứ hai diêm quân lâu mộ yên mắt thấp một vòng tinh quang xẹt qua diêm quân đến từ siêu cường quốc diêm gia là toàn bộ thiên linh đại lục cao cấp nhất luyện khí thế gia một trong địa vị của hắn so đế quốc hoàng tử còn cao quý một thân sâu không lường được đây là từ tư nam cùng lạc ly nhất lên diêm quân lúc nàng từ đó đạt được tin tức, chê cười. Diêm quân mặt tái nhợt bên trên nổi lên bôi màu xanh tím, hô hấp có chút gấp rút, hắn vội vàng móc ra một viên đang dược nuốt xuống, hô hấp mới dần dần bình ổn, ngươi cái này trị liệu bệnh tim đang dược trị ngọn không trị gốc. Lâu mộ yên mắt sắc dần sâu nhìn xem diêm quân, diêm quân đột nhiên ngẩng đầu nhìn lâu mộ yên, nửa ngày mới hư nhược hỏi, ngươi là dược sư, xem như thế đi. Lâu mộ yên gật gật đầu, đại lục này có dược sư cùng đan sư, dược sư lấy chữa bệnh làm chủ, lại sẽ không luyện chế đan dược, đan sư lấy luyện chế đan dược làm chủ, đan cứu người phương diện lại không am hiểu, cả hai bổ sung, dược sư cũng chia phẩm giai, đê phẩm dược sư trên đại lục số lượng không ít, cơ bản mỗi cái gia tộc đều có dược sư, mà tam phẩm trở lên dược sư liền cực ít, là các thế lực lớn tranh nhau lôi kéo đối tượng, dù sao kiếm sư cũng sẽ có ẩn tật, cũng sẽ gặp được trúng độc đột nhiên tật bệnh tình huống, bởi vậy cần dược sư cứu chữa. Đương nhiên, cũng có người chính là đan sư lại là dược sư, chỉ là càng thêm thưa thớt, cũng tỉ như nàng. Diêm quân phục dụng đang dược sau trên mặt kia bôi màu xanh tím dần dần tiêu tán, một lát sau mới nhìn nàng mở miệng nói, ngươi biết ta có bệnh tim là vừa rồi bắt mạch lấy ra, hắn có bệnh tim sự tình kỳ thật ở gia tộc cao tầng bên trong cũng không phải là cái gì đại bí mật, dù sao làm gia chủ phụ thân hắn thường xuyên đều sẽ mời cao gia dược sư về đến trong nhà vì hắn trị liệu, thế nhưng là đến từ tiểu quốc lâu mộ yên không có khả năng biết những cái này che giấu, nữ nhân này tổng cho hắn một loại cảm giác thần bí, có lẽ nàng thật sự là một dược sư cũng không nhất định, đương nhiên, tâm của ngươi tật là trời sinh, hơn nữa là bởi vì mẫu thân ngươi lúc mang thai phục dụng một loại nào đó dược vật tạo thành. Lâu mộ yên sắc mặt mang theo tia ít có nghiêm túc, diêm quân ánh mắt lộ ra bôi kinh ngạc, mấp máy môi nói, không nghĩ tới lâu cô nương y thuật cao minh như thế, cô nương, ngươi có thể chữa trị thiếu chủ nhà ta sao? Đột nhiên Diêm Quân sau lưng một tướng mạo bình thường nam tử nhìn xem lâu mộ yên vội vàng mở miệng hỏi, Diêm Quân ngược lại là chưa hề nghĩ tới lâu mộ yên có thể chữa trị mình bệnh dữ, dù sao tứ phẩm dược sư đều bó tay toàn tập bệnh, nàng một cái hơn 10 tuổi tiểu cô nương lại thế nào khả năng trị liệu, chỉ là nghe đồng đội như vậy hỏi, Hắn khó tránh khỏi trong lòng cũng nhịn không được nổi lên chút hy vọng, dù là rất nhỏ bé hắn cũng không muốn từ bỏ. Lâu Mộ Yên suy xét một phen cứu chữa Diêm Quân lợi và hại, nàng phát hiện để cái này bối cảnh thâm hậu nam nhân thiếu mình cái đại nhân tình cũng không tệ. Trước khi đi, Diễm Trụ Quốc tổng cho nàng một loại mưa gió nổi lên cảm giác, nếu là nhiều lôi kéo mấy tên siêu cường quốc có thụ coi trọng thiên tài tinh anh, đôi kia lâu gia an toàn tuyệt đối là có chỗ tốt, kỳ thật trị liệu tâm của ngươi tật cũng không phải là rất khó lâu mộ yên như thật mở miệng lạc diệp hoảng mắt mù cần tìm tới mấy loại rất khi hữu linh thảo phối trí dọc dịch phối hợp với kim châm khả năng trị liệu mà diêm quân bệnh tim kỳ thật chỉ dùng trong đan điền có chữa trị công năng sương mù màu lục phối hợp với kim châm liền có thể chữa khỏi thời gian cũng không cần hoa quá dài diêm quân bệnh tim là đến từ từ trong bụng mẹ trời sinh kỳ thật chủ yếu là bởi vì dược vật dẫn đến để trái tim của hắn chịu đựng không được nguyên lực tẩy lễ Hắn nếu là người bình thường hoặc là cấp thấp kiếm sư ngược lại là không có dẫn phát nghiêm trọng bệnh tim, thế nhưng là chỉ cần tu luyện tới kiếm vương phía trên, trái tim thiếu hụt liền sẽ để lộ ra, theo tu vi càng cao, hắn phát bệnh tỷ lệ càng lớn, nếu là không cách nào khống chế chữa trị trái tim, chờ hắn đến kiếm công tu vi sợ là liền mệnh cũng khó khăn bảo đảm, Diêm quân trong lòng cũng không tin nàng, chỉ là thần sắc không có biểu hiện ra ngoài, hắn câu người cặp mắt đào hoa hiếp hiếp, cười hỏi, lâu tiểu thư người có thể nói một chút ta triệu chứng sao hắn phát bệnh lúc triệu chứng những người khác căn bản không biết hắn cũng chưa từng nói qua hắn ngược lại là muốn nhìn nàng có phải là thật hay không có mấy phần bản lĩnh người tu vi còn chưa tới kiếm vương lúc nhiều nhất một năm phát bệnh một lần mỗi lần sẽ cảm giác nhịp tim nhiều nhanh đồng thời nương theo lấy đau đớn chờ tu vi đến kiếm vương lúc phát bệnh số lần liền gia tăng đến mỗi 3 tháng phát một lần đồng thời loại kia đau đớn cũng thay đổi thành quặng đau lâu mộ yên giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn tiếp tục nói ngươi tu vi không ngừng tăng trưởng bệnh phát số lần cũng thường xuyên nhìn ngươi bây giờ dáng vẻ hẳn là mỗi tháng sẽ phát bệnh một hai lần đặc biệt là mỗi lần kịch liệt đánh nhau qua đi hai ba ngày ngươi chắc chắn trải qua một lần sống không bằng chết tim đau thắt thấy diêm quân xinh đẹp con ngươi con ngươi hơi co rụt lại nàng nói bổ sung ngươi bây giờ mỗi lần phát bệnh hô hấp khó khăn toàn thân sách không lên lực nguyên lực không cách nào tại thể nội vận chuyển trên mặt sẽ dần dần hiện ra màu xanh tím, nếu như trễ phục dụng khống chế bệnh tình đang dược ngươi sẽ xuất hiện ngắn mũi cơn sốc. Điểm trọng yếu nhất, ngươi bây giờ phát bệnh lúc ấy tim đau thắt ngược lại sẽ giảm bớt rất nhiều, chỉ là mỗi lần phát bệnh về sau đều cần mấy ngày thời gian mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Lâu mộ yên có chút nhíu nhíu mày nói, không biết ta nói nhưng chuẩn, diêm quân thần sắc chưa biến, trong mắt không có chút rung động nào, chỉ là tay áo hạ nắm thật chặt tay vẫn là tiết lộ ra hắn lúc này không bình tĩnh, lâu tiểu thư nói hoàn toàn đúng. Trong lòng của hắn muốn nói không rung động đây tuyệt đối là giả, liền vì hắn trị liệu tên kia tứ phẩm dược sư đều không thể dạng này chuẩn xác mà nói ra hắn phát bệnh triệu chứng. Lúc này hắn cũng không khỏi phải không tin nàng thật trong lòng ngực có mực, ngươi cần gì phải như vậy liều đâu. Ngươi chẳng lẽ không biết theo tu vi càng cao tâm của ngươi tật kỳ thật sẽ càng nghiêm trọng hơn, chờ ngươi đạt tới kiếm tôn lúc, nói không chừng cũng là ngươi quy thiên thời điểm lâu mộ yên ngay thẳng nói diêm quân lộ ra mấy phần cười khổ có một số việc cũng không phải là ta muốn như thế nào liền có thể lựa chọn lâu mộ yên cũng không nhiều hỏi nàng biết trong đại gia tộc tranh đấu đều rất phức tạp thậm chí rút dây động rừng nguy hiểm tính mạng diêm quân biết nguy hiểm còn tiếp tục liều mệnh tu luyện tự nhiên có hắn lý do cũng thế thân phận bối cảnh cho trừ tài nguyên cùng địa vị bên ngoài còn có trách nhiệm cùng tự do Lâu Mộ Yên tỏ ra là đã hiểu gật đầu, Diêm Quân trong mắt lộ ra mấy phần dị sắc, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Lâu Mộ Yên sẽ nói ra loại này khắc sâu lời nói tới, dù sao lấy hắn ra được tư liệu đến xem, các nàng Lâu gia chỉ là một cái tiểu gia tộc, đồng thời Lâu gia người từ nhỏ đối nàng 10 phần cưng chiều, nàng hẳn là trải nghiệm không đến những đại gia tộc kia lục đục với nhau mới là. Chương 257, Thù lao, vậy theo Lâu tiểu thư ý tứ, ngươi có thể trị liệu lòng ta tật lâu mộ yên cười yếu ớt nói tự nhiên có thể có điều kiện gì ngươi cứ nói diêm quân câu người cặp mắt đào hoa bên trong ẩn hàm vẽ kiên định dù là chỉ có một phần trăm cơ hội hắn cũng không nghĩ bỏ qua lâu mộ yên nhíu nhíu mày ngươi liền chắc chắn ta sẽ giúp ngươi trị ngươi đã mở miệng thừa nhận mình có thể trị chắc hẳn đã có quyết định chỉ nhìn ta cho ra đồ vật có thể hay không để ngươi tâm động diêm quân là người thông minh cho nên hắn dám đoán chắc lâu mộ yên sẽ giúp hắn trị liệu ngươi ngược lại là sẽ thuận cuộc bò. Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng. Tại thảo luận trị liệu ngươi bệnh tim trước đó, chúng ta có phải là hẳn là trước nói chuyện vừa rồi đem các ngươi từ cọc cái trong tay giải cứu ra thù lao. Nhấc lên con cọc cái kia diêm quân mặt nháy mắt đen. Đây là hắn nhân sinh một cái chỗ bẩn. Vừa rồi nếu không phải lâu mộ yên, hắn mặc dù có ác chủ bài không để con yêu thú kia ép buộc, nhưng trả ra đại giới lại cần rất lớn. Ngươi muốn cái gì thù lao? Lâu Mộ Yên đang vì bọn hắn giải độc trước liền đưa ra muốn thù lao, lúc ấy hắn đáp ứng tự nhiên sẽ không lật lọng, huống chi hắn còn trông cậy vào nàng vì chính mình chữa bệnh, mặc dù hy vọng không lớn, trực tiếp cho Linh Thạch đi. Lâu Mộ Yên hào phóng mở miệng, nàng hiện tại trong tay Linh Thạch ít đến thương cảm, nghe nói trung tâm thành trì đấu giá hội sẽ tại 3 tháng về sau cử hành, làm sao đều hẳn là chuẩn bị điểm Linh Thạch mới được, Diêm Quân trong mắt nhiễm lên mấy phần ý cười, cũng chỉ muốn Linh Thạch yêu cầu như vậy xác thực thấp một chút, ừm, liền phải linh thạch, ngươi nhìn cho bao nhiêu. Lâu mộ yên gật gật đầu, Diêm quân nghĩ nghĩ nói, cho ngươi một vạn lần phẩm linh thạch như thế nào, kiếm tôn phía dưới kiếm sư, một vạn linh thạch đã được cho một món của cải khổng lồ, được, lâu mộ yên cảm thấy Diêm quân cho ra thù lao vẫn là rất cao, dù sao trước đó một đồng hoa hai ngàn linh thạch mua cái kia hắc tinh chui đều đau lòng gần chết, đây chính là siêu cường quốc giữa gia tộc đệ tử tinh anh trên lệch. Vậy chúng ta bây giờ có hay không có thể nói chuyện chữa bệnh sự tình rồi? Diêm quân câu môi cười nói, mặc dù sắc mặt còn có chút tái nhợt, lại không che giấu được cái kia tà khí. Minh tu ngẫu nhiên cũng sẽ lộ ra tà mị chi sắc, lại cùng Diêm quân là hoàn toàn khác biệt hai loại người. Bọn hắn khí chất chênh lệch rất lớn, có thể trị liệu bệnh tim mà thôi, chuyện nhỏ. Lâu mộ yên không thèm để ý khoát khoát tay. Đối với nàng mà nói không cần linh thảo luyện đang liền có thể trị liệu tật bệnh đúng là chuyện nhỏ, nhưng nghe vào diêm quân mấy người trong lỗ tai liền biến vị. Trước đó thỉnh cầu lâu mộ yên tên nam tử kia sắc mặt biến đổi, không khỏi có chút hối hận mình mới vừa rồi là không phải quá lỗ mãn, vậy mà lại tin tưởng một cái hơn 10 tuổi mau nha đầu có thể trị hết thiếu chủ. Diêm quân khóe miệng giật một cái, lâu mộ yên khẩu khí này làm sao như thế muốn ăn đòn, đáy lòng dâng lên kia bôi hy vọng cũng nhanh tiêu tán tứ phẩm dược sư điều trị không hết tật bệnh nàng cái này bất nhập lưu dược sư sợ cũng chỉ là miệng lợi hại hơn vậy liền làm phiền lâu cô nương không biết ta muốn chuẩn bị thứ gì diêm quân suy nghĩ một chút vẫn là chuẩn bị thử một lần dù sao cũng sẽ không có tổn thất gì hắn đối lâu mộ yên ấn tượng cũng không tệ lắm lâu mộ yên nhìn ra được mấy người không tin nhưng cũng lười giải thích nàng luôn luôn là hành động phái ngươi không cần chuẩn bị cái gì ta chuẩn bị là được lâu mộ yên sắc mặt nhàn nhạt, Diêm quân hoài nghi trong lòng cùng thất vọng càng đậm, chỉ là trên mặt vẫn như cũ cười hỏi, cái kia không biết lâu cô nương cần gì thù lao. Ta cũng xong đi chuẩn bị, ngươi cảm thấy mệnh của ngươi giá trị bao nhiêu tiền. Ta liền phải linh thạch cùng một cái nhân tình đi. Lâu mộ yên đối diêm gia luyện chế linh khí mặc dù có chút hứng thú, nhưng bây giờ linh thạch đối nàng càng hữu dụng. Diêm quân mắt biến sắc huyển một phen, khóe môi dương dương, có thể, nếu là ngươi thật có thể chữa khỏi lòng ta tật, ta trả cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch cùng một cái đủ khả năng nhân tình. 10 vạn linh thạch với hắn mà nói cũng là một bút khổng lồ hao phí, nhưng lại có thế tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong, cũng chính là đem tương lai mấy năm tài nguyên tu luyện sớm dùng mà thôi, nếu có thể đổi lấy lành bệnh đều là đáng giá, sảng khoái, vậy liền quyết định như thế. Lâu mộ yên con mắt cười đến hiếp thành hình trăng lưỡi liềm, nói rõ nàng tâm tình không tệ. Diêm quân thật không hổ là siêu cường quốc đỉnh tiêm gia tộc thiếu chủ, vừa ra tay chính là 10 vạn linh thạch, sợ là rất nhiều gia tộc tổng cộng có linh thạch còn không có nhiều như vậy, muốn khế ước sao? Trong tay của ta không có mang giấy khế ước, chẳng qua ngược lại là có thể đi trung tâm thành trì mua. Diêm quân cười hỏi, giấy khế ước là trận pháp sư luyện chế một loại khế ước thạch, khắc ấn chữ viết sau đôi bên nhỏ máu xác nhận, nếu như có vi phạm đem nhận thiên địa pháp tắc trừng phạt, không cần, tới tới lui lui phiền phức, ta đã dám ra đây cứu ngươi, tự nhiên cũng tin được ngươi. Lâu mộ yên cũng không sợ Diêm quân quyệt nợ, nàng đã là dược sư lại là đan sư, nếu là đem Diêm quân chữa khỏi, đối phương sẽ chỉ nghĩ đến lôi kéo nàng, mà sẽ không bởi vì 10 vạn linh thạch quyệt nợ hoặc là trừ bỏ nàng, tại tu tiên giới sông sáo lâu như vậy. Nàng nhìn người vẫn là cực chuẩn, Diêm Quân trên mặt lộ ra mấy phần vui vẻ, bị người tin tưởng tình cảm xác thực rất tốt, cái kia không biết chúng ta khi nào bắt đầu trị liệu. Cần bao lâu, tùy thời có thế, ước chừng 3 ngày. Lâu mộ yên nói ra một cái bảo thủ thời gian, kỳ thật phối hợp với trong đan điền có cường đại chữa trị công năng lục sắc sương mù một ngày liền có thể tu bổ lại diêm quân trái tim, chỉ là vì chẳng phải kinh người, nàng quyết định vẫn là phân ba ngày trị liệu, nghe nàng, đám người không có cảm thấy cao hứng ngược lại thất vọng vô cùng, tứ phẩm dược sư đều trị liệu không tốt bệnh, nàng chỉ cần ba ngày, còn không cần chuẩn bị những vật khác, lừa gạt quỷ đi thôi, lâu tiểu thư ngươi không phải bắt chúng ta trêu đùa a? À. Một người trong đó nhịn không được mở miệng nói, lâu mộ yên có thể hiểu được bọn hắn không tin, nhưng lại không thích người khác chất vấn nàng, nàng mỉm cười mặt trầm chìm, hừ lạnh một tiếng, yêu có trị hay không, nói xong quay người liền chuẩn bị đi xem một chút phi kích con kia xú điểu có hay không giải quyết cọc cái. Chớ vì cứu một cái người xa lạ để hắn linh sủng bị cọc cái làm bẩn mới là diêm quân gặp nàng sinh khí xoay người rời đi bí mắt nhảy lên nữ nhân này thật sự là chọc không được mở miệng hỏi lâu mộ yên tên nam tử kia sắc mặt hết sức khó coi cũng không biết muốn nói gì dù là trong lòng xác thực không tin nàng có thể cứu người nhưng tổng nhiệm không được muốn thử xem không phải sẽ không cam tâm bọn hắn thiếu chủ là bọn hắn một mạch linh hồn nhân vật nếu là hắn xảy ra chuyện về sau bọn hắn cũng sẽ không có đường sống lâu tiểu thư làm gì sinh khí đội hữu của ta cũng chỉ là bởi vì lo lắng bệnh tình của ta mới nói năng lỗ mãn ta thay thế hắn xin lỗi ngươi vì kia một tia hy vọng hắn nhịn tên kia mở miệng người trên mặt lộ ra bôi xấu hổ cùng cảm động trong lòng càng thêm quyết định muốn hiệu trung diêm quân hắn cũng âm thầm quyết định nếu là lâu mộ yên có thể trị liệu thật là ít chủ hắn làm trâu làm ngựa đều sẽ cảm tạ nàng nếu là trị liệu không tốt hắn nhất định sẽ không cho nàng quả ngon để ăn lâu mộ yên quay người nhìn một chút thần sắc bình thản lại ẩn nhẫn không phát diêm quân, đuôi lông mày nhụm mấy phần ý cười, co được giảng được, ngược lại là cái nhân vật, chờ ta linh sủng trở về liền có thể bắt đầu trị liệu. Diêm quân kinh ngạc nhìn nàng hỏi, ngươi nói là một hồi liền có thể trị liệu cho ta, đương nhiên, chương 258, trị liệu bệnh tim, lâu mộ yên một mực dùng tinh thần lực quan sát đến băng kích động tĩnh, mặc dù tin tưởng hắn năng lực, nhưng cũng sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, băng kích bình thường thường xuyên phạm nhị, thỉnh thoảng cà lơ phất phơ, Tu luyện cũng sẽ lặng lẽ lười biến, nhưng bởi vì là Thanh Loan thần thú hậu duệ, huyết mạch thuần khiết, thiên phú nắm nhưng, cho nên bản thân thực lực cùng thần thông không tầm thường, quả nhiên, sau một lát, một con màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây băng loan đại điểu trên móng vuốt nắm lấy một con hoàng bạch giao nhau đã đoạn mất sinh tức ma ban hổ trở về, chủ nhân, chủ nhân, ta trở về. Băng kích vừa bay đến bên hồ liền đem ma ban hổ thi thể ném xuống đất, trong mắt sáng lóng lánh hướng lâu mộ yên tranh công. Lâu mộ yên lấy ra một bình tam phẩm đang dược ném mấy khỏa đi qua, làm không tệ. Băng kích ngậm đang dược mấy lần liền nuốt vào bụng, còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn bộ dáng. Trong lòng nhớ chủ nhân nói qua muốn luyện chế tứ phẩm đang dược, một người một thú cử động lại nhìn ngốc diêm quân bọn người. Lâu tiểu thư, ngươi cho linh sủng phục dụng chính là tam phẩm đang dược. Diêm quân từ lâu mộ yên khẽ đảo ra đang dược đã nghe đến kia cổ đan hương không phải tam phẩm đang dược không ai có thể hơn. Lâu mộ yên không thèm để ý nói, đúng vậy a à. Làm sao rồi, nàng từ khi có thể luyện chế nhiều loại tam phẩm đang dược về sau trên thân liền không có nhị phẩm đang dược, chờ tu vi tiến vào cao giai kiếm hoàng hậu nàng ngưng kết ra tới hỏa nguyên lực liền có thể luyện chế tứ phẩm đang dược. Diêm quân bọn người nhịn không được kéo ra khóe miệng, hắn mở miệng cười, có thể hay không đem kia đang dược để tại hạ nhìn xem, đưa ngươi mấy khỏa tốt, xem như ngươi kia 10 vạn linh thạch tặng phẩm đi. Lâu mộ yên tùy ý lấy ra một bình hồi linh đan cùng một bình bồi nguyên đan đã đánh qua. Diêm quân tiếp nhận cái bình đổ ra bên trong chứa hai loại đan dược. Một loại là mượt mà thuần bạch sắc, một loại là sung mãn sáng long lanh màu vàng nhạt. Hắn tiến đến chấp mũi ngửi ngửi, ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Đan dược này giống như là dưỡng khí đan cùng ngưng nguyên đan, nhưng lại cảm giác có chút khác biệt. Lâu mộ yên xinh đẹp trong con ngươi xẹt qua mấy phần vẽ tán thưởng. Hai loại đan dược và dưỡng khí đan, ngưng nguyên đan có cùng loại công hiệu. Chẳng qua ta hồi linh đang có thể để kiếm hoàng tu vi kiếm sư phục dụng một viên liền có thể đem trong cơ thể nguyên lực khôi phục chí ít 2 phần 3, bồi nguyên đan, chẳng những có thể tinh tiến tu vi, còn có thế bồi nguyên cố bổn, hai loại đang dược công hiệu so ra so đang lâu dưỡng khí đan cùng ngưng nguyên đan còn tốt. Diêm quân thân là đại gia tộc đệ tử tinh anh, tự nhiên có thế liếc mắt liền phân rõ đang dược phẩm cấp, lâu mộ yên lấy ra cái này bốn khỏa đang dược đều là tam phẩm thượng phẩm, liền sợ là tứ phẩm luyện đan sư đều không nhất định có thể luyện chế ra dạng này phẩm cấp cao đang dược, trong lòng của hắn nghi hoặc lại không tiện hỏi nhiều, Khi là tự nhiên, đang lâu ngưng nguyên đan có thể tăng cao tu vi lại không thể bồi nguyên cố bổn, ta bồi nguyên đan tại ngưng nguyên đan cơ sở bên trên còn có thế củng cố tu vi, lâu mộ yên dừng một chút nói, mà lại bồi nguyên đan có thế làm nguyên lực càng thêm tinh thuần lại không cần dùng lâu dài, không sai biệt lắm 10 khỏa liền có thể có hiệu quả, lại có như thế công hiệu. Diêm quân trong lòng nửa tin nửa ngờ, chẳng qua từ đan hương cùng đan phẩm cấp đến xem xác thực vượt qua dưỡng khí đang cùng ngưng nguyên đan. Lâu mộ yên khẽ cười một tiếng, có chút nhíu mày, ngươi nếu không tin hiện tại liền có thể phục dụng một viên thử xem, dù sao trong cơ thể ngươi nguyên lực hiện tại cũng hao tổn hơn phân nữa, ta cam đoan một viên hồi linh đang xuống dưới ngươi liền có thể khôi phục. Diêm quân lại nhịn không được kéo ra khóe miệng, hắn cũng không phải có mau bệnh hiện tại phục dụng loại này lập tức bổ sung nguyên lực đang dược dạng này đang dược thế nhưng là thủ đoạn bảo mệnh, cái kia ngược lại là không cần, vẫn là chờ về sau thời điểm then chốt dùng đi, tùy ngươi. Lâu mộ yên sau khi nói xong lướt qua hoàn cảnh chung quanh, chỉ vào phi kích trước đó truy cập cái phương hướng nói, hiện tại liền vì ngươi chữa bệnh đi, ta nếu là ra tới thời gian dài sợ những người khác lo lắng, tiếp lấy nàng đem trên mặt đất ma ban hổ thi thể thu vào, đây chính là băng kích chiến lợi phẩm, gặp nàng một mặt chắc chắn dáng vẻ tự tin, diêm quân mấp máy môi nói, đã đồng ý nàng trị liệu liền thử một lần đi, coi như trị không hết xem ở cái này mấy khỏa đang dược phân thượng hắn cũng sẽ không làm khó nàng. Mấy người ở bên hồ trong rừng rậm tìm được con cọp cái kia động phủ, lâu mộ yên nhìn một vòng phát hiện một chút tinh thạch cùng vài miếng kim thiết một dịp, cười tủng tiễn hợp lý lấy diêm quân đám người mặt thu vào. Kim thiết một dịp thế nhưng là đồ tốt, tại tu tiên giới cũng không nhiều gặp, cũng không biết con cọp cái kia ở nơi nào lấy được, diêm quân mấy người cũng không nhúng tay vào, dù sao con cọc cái kia là lâu mộ yên linh sủng giết chết bọn hắn tự nhiên sẽ không cường thủ hào đoạt mà lại con kia lục giai băng loan thần thú có thế đánh giết thất giai yêu thú cũng làm cho bọn hắn mười phần kiên kỵ cặp cái động phủ lâu mộ yên coi như hài lòng chỉ là không thích kia cổ lão hổ vị nàng lấy ra một viên màu hồng dược hoàng nhẹ nhàng bóp một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát bay ra sau một lát trong động phủ thẹn mùi thối liền biến mất gặp nàng như thế xe nhẹ đường quen lấy ra đang dược và dược hoàng mấy người ngược lại là tin tưởng nàng biết y thuật, chỉ là đến cùng có hay không trong miệng nàng như vậy lợi hại liền không được biết. Tại bên ngoài sơn động bố trí một cái trận pháp, lâu mộ yên đối diêm quân nói, đem quần áo thoát, khụ khụ. Diêm quân đột nhiên nghe được nàng dạng này lẽ thẳng khí hùng để hắn cởi ít áo trên mặt hiện ra xấu hổ, đây là chữa bệnh cần, nếu không phải biết nàng phải vì hắn chữa bệnh, hắn đều cho là nàng muốn học con cọp cái kia một loại nghĩ phi lễ hắn, lâu mộ yên lường hắn một cái, nói nhảm liền ngươi kia gầy không kéo mấy dáng người bản cô nương mới nhìn không vừa mắt diêm quân dở khóc dở cười hắn loại này dáng người rất tiêu chuẩn được không nơi nào gầy rồi diêm quân năm tên đồng đội cũng nhịn không được nín cười cái này gọi lâu mộ yên nữ tử thật thú vị bởi vì chữa bệnh cần diêm quân mặc dù cảm thấy xấu hổ nhưng vẫn là đem lên cởi áo lộ ra cường tráng thân trên lâu mộ yên xếp bằng ở phía sau hắn đưa tay tùy ý chọc chọc không nghĩ tới ngươi nhìn xem gầy cởi ra còn rất có liệu, Diêm Quân mặt tối sầm, hắn đây là bị đùa giỡn rồi, lâu cô nương bắt đầu đi. Thanh âm hắn bên trong mang theo tia đè nén nộ khí, lâu Mộ Yên bên môi dơ lên cái đường cong, nàng chính là muốn kích thích Diêm Quân rất nhỏ tức giận, dạng này càng có lợi hơn nàng tìm đúng trái tim chỗ kia thiếu thốn, nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt nghiêm túc lên, kết mấy cái pháp ấn từng cái đánh vào Diêm Quân trong cơ thể, lấy ra một viên đan dược để hắn ăn vào lập tức dùng kim châm bắt đầu tìm đúng huyệt vị một châm kim châm đi vào, chờ kim châm hình thành một cái cùng loại với bát quái hình dạng lúc, nàng duỗi ra hai tay nhẹ nhàng phủ tại châm trên lưng, một chút xíu linh lực từ lòng bàn tay truyền ra, đem ẩn chứa sương mù màu lục linh lực thông qua kim châm đưa vào diêm quân trong cơ thể, sau hai canh giờ, nàng chấp mũi cùng cái trán che kín một tầng mồ hôi rịn, diêm quân sắc mặt tái nhợt hồng nhuận rất nhiều. Lâu mộ yên vì hắn chữa bệnh lúc cũng không như trong tưởng tượng thống khổ như vậy, ngược lại có một cổ ôn nhuận linh lực từng lần một tẩy lễ trái tim của hắn, để hắn dễ chịu vô cùng. Lâu mộ yên thu công lấy ra một viên hồi linh đang ăn vào, hôm nay liền đến nơi này, chính ngươi điều trị dưới, ngày mai tiếp tục. Mấy người gặp nàng loại tình huống này đều muốn phục dụng hồi linh đan, ở trong lòng nhịn không được mắng, tốt bại gia, thật là một cái bại gia nữ người, chương 259, nhân tình trước thiếu. Ngày thứ ba, Lâu mộ yên nhắm mắt lại một chút xíu dùng mang theo sương mù màu lục linh lực tu tới gần diêm quân trái tim chỗ kia thiếu thốn. Trước đó hai ngày nàng trước đem trái tim của hắn ôn dưỡng một lần, chính là vì chữa trị làm chuẩn bị. Phía dưới ta muốn bắt đầu chữa trị trái tim của ngươi, lại thương ngươi đều muốn chịu đựng. Lâu mộ yên tại bắt đầu trước nói, diêm quân gật gật đầu, yên tâm đi, ta có thể chịu. Lâu mộ yên nhắc nhở về sau không nói thêm lời, thi triển kim châm trước hết để cho huyết mạch của hắn đổ đi trái tim tiếp nhận đổ làm được áp lực không ngừng bành trướng, diêm quân thân thể rung lên, toàn thân huyết mạch đổ làm được căng đau để hắn thật chặt cắn chặt trăng quan, dạng này đau đớn xác thực vượt qua dĩ vãng, nhưng chỉ cần có thể chữa khỏi bệnh tim, hắn cũng sẽ không từ bỏ, không nhiều sẽ diêm quân toàn thân hồng y bị mồ hôi ướt nhẹp, trên mặt hiện ra không bình thường ửng hồng, còn tốt các đội viên khác tại lâu mộ yên thi châm trước liền bị nàng đuổi ra ngoài, nếu không nhìn thấy Diêm Quân cái này bộ dáng chắc chắn cảm thấy nàng tại ẩu tả, Diêm Quân đau đớn khó nhịn, toàn bộ thân thể run rẩy lên, nhưng dựa vào kia phần kiên định nghị lực vẫn là cắn răng kiên trì, trái tim bành trướng đến nhất định lớn nhỏ lúc liền tự động ngừng lại, Lâu Mộ Yên đem tinh thần lực thăm dò vào tìm kiếm được chỗ kia thiếu thốn, lập tức đem lục sắc sương mù đánh vào trong cơ thể hắn, dọc theo chỗ kia trái tim không ngừng lưu chuyển chữa trị, hai tay cũng không có nhàn rỗi không ngừng biến ảo kim châm vị trí phối hợp sương mù màu lục chữa trị, trong cơ thể nàng linh lực rất nhanh liền dùng đi hơn phân nửa, dành thời gian đổ một viên hồi linh đang phục dụng tiếp lấy trị liệu, thời gian một chút xíu trôi qua, sau năm canh giờ, đổ làm được huyết mạch khôi phục bình thường, diêm quân trên mặt tầng kia ửng hồng dần dần rút đi, sắc mặt khôi phục lại người bình thường hồng nhuận, bành trướng trái tim một chút xíu lùi về đến lúc đầu lớn nhỏ. Chẳng qua chỉ cần nhỏ bé quan sát liền có thể phát hiện trên trái tim trước đó thiếu thốn bộ phận đã lấp bên trên, một tầng nhàn nhạt lục khí vần quanh trong đó, làm diệu viên kia không ngừng khiêu động tâm, lâu mộ yên rút ra cuối cùng một cây kim châm, thu công về sau mới phát hiện toàn thân của mình cũng bị mồ hôi ướt nhẹp, nàng âm thầm thở dài, xem ra thủ đoạn như vậy vẫn là 10 phần hao phí tinh lực, chẳng qua chỉ cần đi vào kết đan kỳ nàng liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều, tăng cao tu vi vẫn như cũ không kịp chờ đợi nàng phục dụng một viên đang dược sau ngồi xếp bằng khôi phục linh lực cùng thể lực diêm quân chăm chú đang nhắm mắt mở ra trong mắt đều là cuồng hỉ hắn tại thể nội cùng trong đang điền vận hành mấy cái đại chu thiên nguyên lực phát hiện trái tim lại không còn giống như là không chịu nổi của lực lượng kia một loại suy yếu quặn đau hắn biết hiện tại mình cùng người bình thường không thể nghi ngờ trái tim của ngươi mới chữa trị tốt gần đây ba ngày vẫn là ít dùng nguyên lực vi diệu lâu mộ yên phát hiện diêm quân ngay tại trong cơ thể vận hành nguyên lực nhíu lại lông mày nhắc nhở cái này nam nhân bình thường nhìn xem rất ổn trọng làm sao loại này thường thức cũng đều không hiểu diêm quân từ nhỏ đã thụ trái tim yếu ớt nỗi khổ đột nhiên chữa trị mới nhịn không được mừng rỡ nghe được lâu mộ yên nhắc nhở lập tức thu nguyên lực đa tạ nhắc nhở ta có chút thất thố lâu mộ yên không tiếp tục để ý lẳng lặng ngồi xếp bằng khôi phục diêm quân đứng người lên hoạt động hạ gân cốt ôn hòa nhìn nàng một cái liền một mình đi ra sơn động gặp một lần diêm quân ra tới tại bên ngoài sơn động chờ mấy người cấp tốc xông tới, thiếu chủ, thế nào rồi, Diêm quân hồng quang đầy mặt, nội tâm kích động ngược lại là bình phục không ít, lòng ta tật đã tốt, cái gì? Quá tốt! Trước đó xin giúp đỡ lâu mộ yên tên nam tử kia một mặt kích động, không nghĩ tới nữ tử kia vậy mà thật có loại này bản sự, bọn hắn tại bên ngoài sơn động kỳ thật đều làm tốt trị liệu thất bại chuẩn bị, dạng này kinh hỉ thật sự là quá lớn, diêm quân môi mỏng ngậm lấy bôi nụ cười, nàng xác thực tưởng ra nhân ý liệu, chẳng những ngoài dự liệu còn thâm tàn bất lộ, hắn cũng hoài nghi những cái kia lâu mộ yên không thèm để ý chút nào tam phẩm đang dược chính là nàng mình luyện chế ra đến, thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Một người trong đó hỏi, Diêm quân vuốt ve ngực trái tim vị trí, sắc mặt lộ ra ít có tỉnh mịch, đợi nàng nghỉ ngơi tốt lại tính toán sau, nàng đáng giá Diêm gia giao hảo, chỉ bằng nàng tại trận pháp cùng dược sư phương diện tạo nghệ, cùng nàng giao hảo đúng là lựa chọn tốt nhất. Trong năm người một lời nói thiếu ổn trọng tuổi trẻ nam tử nói, ân, trong lòng ta nắm chắc, ngày thứ hai, lâu mộ yên mở to mắt đứng người lên đi ra sơn động, lâu tiểu thư, ngươi khôi phục thế nào rồi? Diêm quân một mực đang ngoài động, gặp nàng ra tới nhoẻn miệng cười, thư hùng khó phân biệt tuấn mỹ tà khí mặt đem chung quanh bông hoa đều nổi bật lên ảm đạm không màu, lâu mộ yên cười yếu ớt nói, đã không sai biệt lắm, thân thể ngươi có cái gì dị thường sao không có ta cảm giác trái tim được chữa trị về sau cả người đều nhẹ nhõm rất nhiều hắn đã áp chế thật lâu bình cảnh cũng bắt đầu buông lỏng tin tưởng tiếp qua một hai tháng liền có thể xung kích đến kiếm tông vậy là tốt rồi diêm quân đi đến lâu mộ yên trước mặt đem một cái túi đựng đồ đưa cho nàng ta trên người bây giờ cũng chỉ có năm vạn linh thạch chờ ra tranh tài không gian ta sẽ theo hẹn đem còn lại năm vạn trả cho ngươi tốt Lâu mộ yên không khách khí tiếp nhận linh thạch, cái này diêm quân quả thật là cái giàu đến chảy mở. Lâu tiểu thư, ta còn thiếu ngươi một cái ân tình, ngươi cần hiện tại thực hiện sao? Diêm quân tựa khẽ tựa ở sơn động bên tường, thần thái lười biến, lâu mộ yên mỉm cười nói, nhân tình trước thiếu đi, ta hiện tại còn cần không lên. Trong nội tâm nàng có loại cảm giác, ra tranh tài không gian nói không chừng qua không được bao lâu liền có thể dùng tới diêm quân nhân tình chuyện sau đó thực cũng chứng minh nàng giác quan thứ sáu xác thực rất chuẩn tốt chờ ngươi cần thời điểm đến diêm liệt đế quốc tìm ta là được diêm quân trong lòng cũng là hy vọng lâu mộ yên ân tình này thiếu lâu một chút hắn liền có thể nhiều chút thời gian cùng nàng kéo tốt quan hệ các ngươi còn có việc sao không có lời nói ta muốn đi nàng đã ra tới mấy ngày không biết lâu mộ bạch bọn người phát hiện có thể hay không lo lắng diêm quân trầm ngâm sẽ mở miệng cười nói chúng ta chuẩn bị tìm địa phương bí ẩn tu luyện không biết lâu tiểu thư có hay không tốt đề nghị không có lâu mộ yên quả quyết trả lời nàng mới không muốn cùng những cái này siêu cường quốc đệ tử tinh anh đồng hành cướp đoạt thân phận ngọc bài có bọn họ rất phiền phức diêm quân sờ mũi một cái hắn xem ra là bị ghét bỏ còn lần thứ nhất có nữ nhân sẽ cự tuyệt hắn lấy lòng thân cận lâu mộ yên quả nhiên là cái đặc biệt nữ nhân vậy chúng ta mình tìm tiếp nhìn hắn cũng không miễn cưỡng nhớ tới cái gì giống như lại mở miệng nói, lâu tiểu thư, trên người ngươi hồi linh đang cùng bồi nguyên đang có thể hay không bán chút cho chúng ta, ngươi dùng cái gì mua. Nàng cũng không có quên nam nhân này nói trên người linh thạch đã toàn bộ cho mình, diêm quân trong tay thêm ra mấy món pháp khí, dùng thánh khí cùng ngươi đổi thế nào, lâu mộ yên lướt qua trong tay hắn pháp khí, đều là sơ giai thánh khí, công kích loại không phải quá mạnh, cuối cùng ánh mắt rơi xuống một con chuông nhỏ bên trên, cái này chung là phòng ngự loại thánh khí không sai kỳ thật nhưng phòng có thể công cái này chung có thể đối cùng giai kiếm sư phóng thích linh hồn công kích thời gian ba cái hô hấp nếu là lợi dụng tốt đối chiến lên rất hữu dụng là những cái này thánh khí bên trong ta hài lòng nhất một kiện diêm quân ánh mắt nhu hòa mà cười cười nói lâu mộ yên gặp hắn nhìn những cái này thánh khí tựa như là nhìn con của mình đồng dạng trong lòng hiểu rõ tình cảm những cái này thánh khí đều là hắn luyện chế ra đến Thật không hổ là đỉnh tiêm luyện khí thế gia ra tới thiếu chủ, chương 260, lấy không hết tài nguyên kho, lâu mộ yên đem diêm quân chuông nhỏ lấy đến trong tay thưởng thức một phen, phát hiện bên trong còn tăng thêm trận pháp, nguyên lai like cái gọi là linh hồn công kích là trận pháp bố trí. Nàng phát hiện thiên linh đại lục tại rất nhiều nơi đều sẽ sử dụng tiếng trận pháp, thậm chí so tu chân giới càng thêm hoàn thiện, dù là nơi này trận pháp sư rất ít, ngươi cũng là một trận pháp sư lâu mộ yên lắc lắc chuông nhỏ giống như cười mà không phải cười nhìn xem diêm quân diêm quân biết nàng đối cái khác pháp khí không hứng thú thu sạch lên hiểu sơ một hai mặt lăng mới là một trận pháp đại sư cái này linh hồn công kích trận pháp hòa tan vào phòng ngự loại chuông nhỏ quả thật có chút ý tứ nàng cười nhạt nói ngươi sẽ luyện khí diêm quân kinh ngạc hỏi lâu mộ yên lắc đầu biết một chút da long cái này thánh khí như thế nào đổi lấy ngươi đang dược thế nào Diêm quân cười hỏi, vẫn được, ngươi muốn đổi bao nhiêu? Cái này chuông nhỏ đối nàng tác dụng không quá lớn, nhưng lại có thể đưa cho hắn ca ca làm phòng ngự loại pháp khí. Diêm quân nghĩ nghĩ nói, hồi linh đang cùng bồi dưỡng đang các năm khỏa thế nào? Pháp khí cùng đang dược giá trị tùy từng người mà khác nhau, 10 khỏa tam phẩm đang dược đổi một kiện phòng ngự mang công kích loại thánh khí cũng không thua thiệt, thành giao. Lâu mộ yên lấy ra hai cái màu trắng bình sứ ném cho Diêm quân, nàng trước đó luyện chế không ít đan dược. Diêm quân gặp nàng như vậy sẵn khoái nhịn không được hỏi một câu, lâu tiểu thư, ngươi đến cùng luyện chế bao nhiêu tam phẩm đan dược. Câu nói này cũng ẩn hàm thử ý vị, nếu là lâu mộ yên trực tiếp trả lời đã nói lên những đan dược này thật sự là nàng luyện chế ra đến, ta có cùng ngươi đã nói những đan dược này là ta luyện chế sao? Cho ngươi mười khỏa về sau ta cũng không có nhiều. Lâu mộ yên nhúng nhúng vai xem thường đạo, Diêm quân nghĩ bộ nàng, nàng mới sẽ không bên trên làm vậy thật đúng là tiếc núi. Diêm quân ngoắc ngoắc môi cười tà một tiếng, lâu tiểu thư về sau nếu là muốn dùng đan dược đổi linh thạch hoặc là pháp khí đều có thể tìm ta, chúng ta diêm gia điểm ấy tài nguyên vẫn phải có, được, vậy ta đi trước, trận chung kết thấy đi. Lâu mộ yên nhìn sắc trời một chút nói, diêm quân tại có bệnh tim lúc đều có thể vọt tới đấu vòng loại thứ hai, hiện tại bệnh tim chữa khỏi gần đây một hai tháng xung kích đến kiếm tông sau muốn đi vào trận chung kết căn bản là không có lo lắng, tốt chờ trận chung kết xong ta về đế quốc cầm còn lại linh thạch cho ngươi diêm quân thấy lâu mộ yên tự tin như vậy cũng biết nàng có thủ đoạn muốn xông vào trận chung kết không khó một lời đã định đi lâu mộ yên khẽ cười một tiếng nói xong nện bước thúng bộ liền biến mất tại sơn động cổng gặp nàng rời đi thân ảnh diêm quân sau lưng tên kia thành thục ổn trọng nam tử nói nàng giống như chắc chắn mình có thế xông vào trận chung kết muốn tranh đoạt tử sắc ngọc bài cũng không có dễ dàng như vậy đúng vậy a à. theo ta được biết không ít người đều đem chủ ý đánh vào nàng cùng sở hàng trên thân dù sao các nàng tiến vào trước 10 sau cũng thưởng tử sắc ngọc bài một tên khác nam tử tiếp lời nói diêm quân câu môi cười tạ một tiếng nói không chừng nàng ba chi không được những người kia đi đoạt nàng chúng ta chờ xem kịch vui chính là lâu mộ yên nữ nhân này ẩn tàng quá sâu liền hắn đều không thể xem hiểu nàng hắn ngược lại là rất chờ mong tại trận chung kết gặp được nàng tin tưởng nàng sẽ cho người kinh hỉ không ngừng, hy vọng đi. Những người khác bởi vì Lâu Mộ Yên đem Diêm Quân cứu chữa tốt, đối nàng nhiều một tầng hảo cảm. Lâu Mộ Yên trở lại đất hoang sáng lập động phủ lúc Lâu Mộ Bạch mấy người đều rời khỏi tu luyện, gặp nàng trở về mới thở dài một hơi. Yên nhi, nơi này là hai loại nguy hiểm khu, ngươi ra ngoài lung tung chạy gặp được yêu thú cấp 7 liền nguy hiểm. Lâu Mộ Bạch mang theo lo lắng nói, Lâu Mộ Yên tâm thần khẽ động, con kia thất giai ma ban hổ liền xuất hiện tại trong động phủ, ca ca, ta đã gặp một con yêu thú cấp 7, đây là thi thể, cho nên ngươi không cần lo lắng cho ta, mấy người nhìn thấy trên đất con kia khí tức hoàn toàn không có yêu thú cấp 7 đều ngơ ngẩn, lâu mộ yên vậy mà có thế đánh giết yêu thú cấp 7, dạng này tiến bộ quả thực để bọn hắn theo không kịp. Dạ Thanh hàn thông qua hơn một tháng tu luyện dung hợp dạ gia đặc thù công pháp Tu Vi đã đột phá đến kiếm tông, thần sắc hắn mịt mờ nhìn xem trên đất yêu thú, trong lòng có chút cảm giác khó chịu, vừa mới vì hắn có thế hộ nàng, nhưng nàng nhưng như, như cũ siêu làm đến hắn phía trước, hắn hít sâu một hơi, mình còn phải cố gắng a. À, các ngươi khoảng thời gian này tu luyện hiệu quả không tệ, đều đột phá. Lâu mộ yên lướt qua mấy người cười nói, vân tử mặt lạnh lẽo cứng trắng khuôn mặt tuấn tú bên trên nhu hòa không ít, trong giọng nói mang theo cảm kích, chúng ta có thế nhanh như vậy tấn giai đều là người đang dược hiệu quả tốt. Lâu mộ yên tại bọn hắn bế quan trước một người cho 10 cái bồi nguyên đan, để bọn hắn giảm lớn con mắt đồng thời, tu vi cũng vững chắc bên trong tấn cấp. Hắn đối lâu mộ yên có hảo cảm, lại biết dạng này nữ tử căn bản không phải hắn có thế điều khiển, cho dù là sóng vai cũng khó khăn làm được. Thành tựu của nàng sẽ không giới hạn trong đông khu vực, lần này thiên linh đại lục phong vân tranh bá tái sau nàng sẽ có càng rộng lớn hơn thi triển không gian, hắn chỉ có thể yên lặng đem kia phần hảo cảm che giấu, chúc phúc nàng liền đủ đều đừng khiêm nhường, các ngươi là chuẩn bị tiếp tục bế quan vẫn là ra ngoài tranh đoạt ngọc bài rồi. Lâu mộ yên cười yếu ớt lấy hỏi, đang bế quan một đoạn thời gian đem tu vi tại tăng lên chút đi, hiện tại ra ngoài cũng khó gặp được nước khác kiếm sư. Vân tử mặt đáp, tiến vào đấu bán kết các quốc gia kiếm sư phía trước 3 tháng cơ bản đều tại ẩn nút tu luyện, bọn hắn ra ngoài cũng là lãng phí thời gian, còn không bằng hiện tại nhanh tăng cao tu vi, chờ hai tháng sau hỗn chiến bên trong tranh đến một chỗ cắm dùi, lâu mộ yên gật gật đầu, lựa chọn của các ngươi là đúng, mộ yên, ngươi có tính toán gì hay không? Dạ Thanh Hàng luôn cảm thấy nàng sẽ không ngoan ngoãn tại trong động phủ tu luyện tới hai tháng sau, phiến khu vực này mặc dù nguy hiểm nhưng linh thảo linh vật cũng thật nhiều, ta nghĩ bên cạnh tu luyện vừa đi tìm kiếm, ta quen thuộc trong chiến đấu tu luyện, dạng này cũng có thế tấn cấp, lâu mộ yên cười nói bổ sung, các ngươi tu luyện đồng thời cũng có thể đi lân cận khiêu chiến chút cao hơn chính mình giai yêu thú, dạng này chẳng những tu vi tăng lên càng nhanh, kinh nghiệm chiến đấu cũng sẽ càng mạnh, tốt. Lời nàng nói cũng là bọn hắn nghĩ, chỉ là bọn hắn cùng với nàng ra ngoài sẽ chỉ là liên lụy, cũng chỉ có thể để nàng đơn độc hành động, lâu mộ yên cùng mấy người lại rảnh rỗi trò chuyện sẽ lại bắt đầu bế quan, nàng phục dụng 10 khỏa bồi nguyên đan, đem tu vi vọt tới cao giai kiếm hoàng mới bắt đầu vững chắc, một tháng sau nàng ra động phủ, chủ nhân, chúng ta muốn đi tìm trong núi yêu thú cấp 7 khiêu chiến sao. Băng kích một mặt phấn khởi, viên kia cọc cái tinh hạch lâu mộ yên luyện hóa thành đan dược, hắn phục dụng về sau trong cơ thể yêu lực lại thâm sâu nồng rất nhiều, nếu là tại kiếm một ít yêu thú cấp 7 tinh hạch luyện chế đan dược. Chắc chắn chờ phong ấn giải khai về sau hắn liền có thể tăng cấp đến bát giai đỉnh phong, diễu diễu cùng máu cũng là chờ mong vạn phần, bọn hắn tốc độ tu luyện bởi vì có đang dược phụ trợ nhanh đến mức kinh người cũng muốn đi cùng yêu thú cấp 7 đối chiến thử xem diệu diệu hiện tại đã là lục giai hậu kỳ máu cũng sung kích đến lục giai đỉnh phong chỉ cần lại hút hai con yêu thú cấp 7 tinh huyết liền có thể tấn cấp đây cũng là lâu mộ yên hiện tại xúc động một nguyên nhân đương nhiên nơi này chính là chúng ta lấy không hết tài nguyên kho phía dưới chính là chúng ta chiến trường lâu mộ yên giữa lông mày mang theo nhẹ nhàng ý cười một cái lắc mình liền tiến nơi núi rừng sâu xa